Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 97. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mình chạy thật nhanh trong bóng tối vô tận, không có bất kỳ phương hướng gì, bốn phía chỉ có bóng tối, ngay cả linh hồn cũng không thể xuyên qua. Trong không trung tồn tại một loại sức mạnh quỷ dị, không ngừng thôn vệ lấy thần lực và linh hồn lực của hắn, mà tốc độ lại vô cùng kinh khủng, so với tốc độ thôn vệ bên trong huyết hồ càng nhanh hơn. Trong lòng Tiêu Phàm giật mình, vội vàng để phệ hồn ngăn cản sức mạnh kia, nhưng mà phệ hồn cũng chỉ có thể giảm bớt sự sói mòn của thần lực và linh hồn lực, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Thí thần, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đành phải cầu cứu thí thần. Phù một tiếng, một luồng khí tức lạnh lẽo cuốn tới, sau đó Tiêu Phàm cảm giác mình được một dòng nước ấm bao quanh, thần lực và linh hồn lực trong cơ thể rốt cục không bị sói mòn nữa. Tiêu Phàm thở dài một hơi, hiển nhiên là thí thần trở về. Mặc dù có đôi khi thí thần sẽ tự động rời khỏi thần cung, nhưng xưa nay cũng chưa từng vi phạm mệnh lệnh của Tiêu Phàm, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Phàm làm chủ, thí thần làm người hầu. Tiêu Phàm mà chết, thí thần cũng tuyệt đối không sống được. Ổn định lại tâm thần, lúc này Tiêu Phàm mới dùng ý niệm kết nối với thí thần, hỏi thăm nơi này đến cùng là địa phương nào. Thí thần truyền đến từng đạo ý niệm, nó nói cho Tiêu Phàm, nó cũng không biết. Chỉ biết là nơi này rất quen thuộc, nó đã từng bảo vệ nơi này vô số năm tháng. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp, nơi thí thần bảo vệ vô số năm tháng không phải là mộ của Tu La Vương sao? Chẳng lẽ, nhanh, quay lại, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ kích động. Nếu như thí thần không nói sai, thứ ở đằng trước kia có khả năng là mộ của Tu La Vương, bởi vì cái mà thí thần bảo vệ vô số năm tháng chính là mộ của Tu La Vương. Chỉ là nếu như nơi này là mộ của Tu La Vương, thì mộ huyệt trên Tu La Sơn kia là cái gì? Hắn nhớ kỹ, để tranh đoạt Tu La Sơn truyền thừa, là phải tiến vào Tu La Sơn, nơi đó còn có những khảo nghiệm đối với người kế thừa. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, còn chưa hề có người có thể thành công thông qua khảo nghiệm, đạt được Tu La Vương truyền thừa. Thí thần gầm nhẹ một tiếng, tiếng kêu tại bốn phía quanh quẩn, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, bốn phía sao lại có tiếng vang? Hắn vừa mới phi hành tốc độ cao, nhưng không có bất cứ cái gì ngăn cản, chẳng lẽ đã vào trong mộ thất rồi. Ong ong cũng ngay tại lúc này, từng tia lấp lóe hiện lên ở trong tầm mắt của Tiêu Phàm, hắn nhìn theo những tia lấp ló đó, lại là nhìn thấy, phía trước là một quảng trường to lớn. Trong quảng trường rộng lớn đó, có chu vi khoảng 400 trượng, trên quảng trường, từng cây đại trụ hình rồng đứng sừng sững, trên cây cột điêu khắc một số hình thù sinh linh kỳ quái, có uy vũ, có dữ tợn. Tại xung quanh quảng trường, lại điêu khắc đông đảo phù điêu hồn thú, lít nha lít nhít, xuất hiện đầy bốn phía vách đá. Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía sau, lại nhìn thấy phía sau hắn chính là một mặt tường, bên trên có một cái cửa đá, nhờ vào ánh sáng yếu ớt, Tiêu Phàm lần nữa thấy được hai chữ lớn phía trên, Phong Thiên. Vừa rồi chính là mình thông qua cái cửa đá này tiến vào nơi này. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Vừa rồi mình chạy cực nhanh, thế nào lại vẫn ở nguyên chỗ cũ? Hắn thử phi hành lần nữa, nhưng mà khiến cho khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái chính là, thân hình của hắn vậy mà lơ lửng tại hư không không nhúc nhích, nhưng bên người lại có âm thanh gió thổi, bởi vì do thí thần đang mở miệng, thôn vệ một loại sức mạnh kỳ lạ bên trong vùng không gian này. Tiêu Phàm giờ mới hiểu được, hóa ra vừa rồi là mình bay nguyên tại chỗ, còn tưởng rằng mình đã đi qua một cái thông đạo nào cơ chứ. Đây là thôn phệ áo nghĩa, Tiêu Phàm cảm thụ được biến hóa xung quanh, quỷ dị phát hiện, chính là loại sức mạnh kỳ lạ này đang thôn phệ thần lực cùng sinh cơ của mình. Không, chuẩn xác mà nói, sức mạnh kỳ lạ này không có gì không nuốt, ngay cả ánh sáng cũng chạy không thoát, đây cũng là nguyên nhân vì sao nơi này không có bất kỳ tia sáng nào. Tại trong nhận thức của Tiêu Phàm, cũng chỉ có hắc ám áo nghĩa cùng thôn phệ áo nghĩa mới có thể thôn phệ cả các tia sáng. Nhưng hắc ám áo nghĩa không thể thôn phệ thần lực của con người, cho nên loại sức mạnh này có thể là thôn phệ áo nghĩa. Mà càng khiến cho Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, thí thần lại có thể cắn nuốt thôn phệ áo nghĩa này. Khó trách thí thần ngay cả thần cách cùng thần tính cũng có thể trong nháy mắt luyện hóa, trong lòng Tiêu Phàm thầm than, năng lực của thí thần quả nhiên biến thái. Theo luồng sức mạnh này bị thí thần thôn phệ, trên quảng trường cũng ngày càng rõ ràng. Đồng thời, khí tức trên thân thí thần cũng càng thêm cường thịnh rất nhiều. Tiêu Phàm không để ý đến thí thần, hắn phóng bước chân ra,
chậm rãi đi đến bên trong quảng trường, xuyên qua từng cây cột khắc hình rồng, ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đi tới nơi chính giữa quảng trường, cau mày, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước hắn là một cái đài cao thành hình tứ phương, bốn bên cạnh đều có bậc thang đi lên, phía hắn đang đứng, ở giữa bậc thang điêu khắc hình thần long, hiện lên hình dáng của Tiềm Long. Tiêu Phàm dùng linh hồn lực quét qua, lại phát hiện, ba phương hướng khác cũng đồng dạng điêu khắc một con thần thú, đi qua vô số năm tháng, đã hơi có chút mơ hồ. Tiêu Phàm không cụ thể phân biệt cẩn thận, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên đài cao, nơi đó đang lơ lửng một quan tài đá có dáng vẻ cổ xưa. Tất cả ở đây, đều là được người điêu khắc thành, ngay cả Tiêu Phàm cũng không khỏi tán thưởng không thôi, thợ điêu khắc như này, chí ít cũng là hồn điêu sư cấp thủy tổ mới có thể điêu khắc ra. Trong đầu của hắn trong nháy mắt nghĩ đến Nhạc Nhân tộc lão tổ, năm đó hắn bị Tu La Vương bước tới tạo mộ, cũng chỉ có hắn mới có thể chạm chỗ thế này. Chỉ là hắn nghi ngờ là, dựa theo lẽ thường mà nói, bốn phía cột đá đứng vững, và cả những hình vẽ trên vách đá nữa, hẳn là dùng để phòng trộm cắp mới đúng, vì sao mình lại có thể dễ dàng đi vào gần bệ đá như vậy? Quá trình mình đến gần, chẳng lẽ không kích phát đến phòng ngự của những điêu khắc này sao? Hay là tòa mộ này chỉ là tòa mộ trống? Nếu như chỉ là một tòa mộ trống, vì sao quái vật bên ngoài kia lại khẩn trương như vậy khi thấy ta tiến vào nơi này chứ? Trong lòng Tiêu Phàm buồn bực không thôi. Thở sâu một hơi, hắn vẫn tiếp tục bước tiếp, thận trọng cao đi đến phía đài cao, khi hắn xuất hiện ở trên đài cao, mới biết được quan tài đá thật lớn. Thế này sao có thể là một bộ quan tài được, đơn giản là một mô hình nhỏ của cung điện. Trong lòng Tiêu Phàm không khỏi thầm mắng, Tu La Vương này thật đúng là biết hưởng thụ, ngay cả chết cũng cao cao tại thượng. Có điều rất nhanh Tiêu Phàm phát hiện một chuyện kỳ lạ, đó chính là trong không khí vậy mà tràn ngập những tia năng dây tóc lượng yếu ớt. Nếu như không nhìn kỹ, người bình thường căn bản không phát hiện được. Tiêu Phàm phóng xuất ra linh hồn lực bắt giữ hướng đi của những dây tóc kia, cuối cùng tất cả dây tóc đều xông vào trong quan tài đá. Không, chuẩn xác mà nói, là xông vào những đường văn lít nha lít nhít ở bên trên quan tài đá. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm những đường văn kia, nhìn một lúc, đột nhiên con người bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi lui về phía sau mấy bước, kinh hãi nói, đường văn này. Đạt tới cảnh giới bây giờ, đã có rất ít đồ vật khiến Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, có thể thấy việc này không đơn giản. Đây là ngũ hành phong ấn, mà lại cùng ngũ hành phong ấn ở cửa vào thiên địa lao ngục giống nhau như đúc. Tiêu Phàm áp chế kinh ngạc trong lòng, nhìn chòng chọc vào cái quan tài này. Hắn ngửi được mùi nguy hiểm, vật to lớn nằm trong quan tài đá này, tuyệt đối không thể nào là thi thể của Tu La Vương. Nếu như là Tu La Vương, hắn không cần thiết tự phong, tối đa cũng chỉ cần ngăn cản người của ngoại giới tiến vào nơi này trộm cắp mộ huyệt của hắn mà thôi. Tình thế bây giờ, giống như vì phong ấn vật gì đó, bằng vào sức mạnh bản thân còn chưa đủ, sau đó còn rút sức mạnh của toàn bộ thế giới ra. Phải biết, sức mạnh ở thiên địa lao ngục đã vô cùng mạnh mẽ, đừng nói trấn phong thiên thần, ngay cả tồn tại cường đại hơn cũng có thể. Nhưng mà vẫn không đủ, còn tại lấy cả sức mạnh của chiến hồn đại lục để trấn phong. Chẳng lẽ đồ vật trong này là vật sống? Tiêu Phàm không khỏi nói ra ý nghĩ của mình, thân thể vội vàng đi lên phía trên bia đá. Cũng ngay tại thời khắc Tiêu Phàm xoay người kia, một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên mãnh liệt đánh tới, sắc mặt Tiêu Phàm đại biến, rất nhanh chạy như bay xuống phía dưới đài cao. Tốc độ của Tiêu Phàm đã tính rất nhanh, nhưng mà hắn vừa mới chạy được một bước, một luồng khí thế vô cùng đáng sợ trong nháy mắt đã bao phủ Tiêu Phàm, hắn dùng hết toàn lực, rốt cuộc cũng không bước ra được một bước. Toàn bộ lông tóc đều dựng đứng cả lên, trên thân nổi hết cả da gà, hắn muốn gào thét. Nhưng mà cổ giống như bị một bàn tay gắt gao bóp lấy. Tại trước mặt luồng sức mạnh kia, Tiêu Phàm cảm giác mình như là sâu kiến. Yếu, không phải yếu bình thường. Tiêu Phàm dùng toàn lực gào thét một tiếng, Tu La huyết mạch và thần long huyết mạch trong cơ thể đồng thời sôi trào lên, phía sau hắn xuất hiện Tu La ma ảnh cùng thần long hư ảnh. Đồng thời linh hồn bản thể cũng triệu hồi ra sinh tử luân hồi đồ, hư không xung quanh triệt để chấn động. Tiêu Phàm tựa như bị hãm sâu dưới vũng bùn, dùng hết toàn lực phóng ra phía trước, phụt một tiếng, hắn rốt cục tránh thoát khỏi luồng đại lực trói buộc kia, lắc mình một cái đã xuất hiện dưới đài cao. Nhưng mà,
không đợi Tiêu Phàm kịp thoát khỏi nơi đây, sức mạnh vô hình kia một lần nữa cuốn tới, Tiêu Phàm bị dọa bay cả linh hồn. Hắn căn bản không phát hiện, mình sớm đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch. Đây chẳng qua chỉ là trốn khỏi sự bắt giữ của luồng sức mạnh kia mà thôi, cũng không phải động thủ thực sự. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng được đối phương khủng bố cỡ nào, chỉ ít chủ nhân sức mạnh kia so với con quái vật bảo vệ bên ngoài còn kinh khủng hơn rất nhiều. Hắn cũng rốt cuộc cũng hiểu, quái vật kia nhìn thấy mình mở phong thiên thạch môn ra, tại sao lại lo lắng như thế, nó không phải lo lắng mình lấy được nó thứ nào đó, mà là lo lắng cho mình thả đồ vật trong này ra. Gào, thời điểm luồng sức mạnh kia lần nữa cuốn tới, một tiếng gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy thí thần trong nháy mắt xuất hiện phía sau lưng Tiêu Phàm, tạo ra một lồng ánh sáng bao lấy Tiêu Phàm, ngăn cản luồng sức mạnh kia ăn mòn. Thí thần không ngừng nhìn lên trên đài cao gầm thét, thỉnh thoảng há miệng thôn phệ, trong hư không lại có một tia sức mạnh kỳ lạ bị thí thần nuốt vào trong bụng. Tiêu Phàm khẽ thở phào, hắn có cảm giác như vừa chết đi sống lại, từ khi đột phá chiến thần cảnh hậu kỳ đến nay, Tiêu Phàm rất ít có được loại cảm giác nguy hiểm này. Bởi vì kẻ bên trong chiến thần cảnh có thể uy hiếp được tính mạng hắn, dường như không thế nào tồn tại, mạnh nhất cũng chính là Tiêu Thần Võ, Giả Cửu U cùng Tiếu Thương Sinh. Sức mạnh của mấy người Tiêu Thần Võ, Tiêu Phàm còn chưa được chứng kiến, nhưng tối đa cũng chỉ ngang với quái vật bên ngoài mà thôi. Nhưng mà so với chủ nhân của luồng sức mạnh vừa rồi, Tiêu Phàm mới phát hiện, cho dù quái vật bên ngoài kia cũng không tính là gì. Chẳng lẽ cái này quái vật bên trong quan tài đá là siêu việt thiên thần cảnh? Mặc dù không dám tiếp tục nghĩ tiếp, cho dù là thiên thần cảnh cũng đủ hắn lãnh đủ, lại càng không cần phải nói đến sức mạnh siêu việt thiên thần cảnh. May mà lực trấn áp của quan tài đá này cũng không yếu, bằng không mà nói, trong tích tắc vừa rồi, đối phương đã có thể đã giết chết hắn. Thí thần gầm nhẹ vài tiếng với Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nhìn ra ý của thí thần, nhưng Tiêu Phàm lại bị dọa cho phát sợ. Người bảo ta lại lên trên đó, đầu Tiêu Phàm như trống lung lay không thôi, nói đùa gì chứ, vừa rồi chính mình là trở về từ cõi chết, bây giờ còn quay lên, chẳng phải là đi chịu chết sao? Nhưng mà thái độ của thí thần vô cùng kiên quyết, một luồng đại lực bọc lấy Tiêu Phàm bay lên trên đài cao. Luồng sức mạnh kia không ngừng đánh thẳng vào thí thần, có điều lúc tới gần thí thần, tất cả đều bị thí thần nuốt xuống. Tiêu Phàm chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh của thí thần đang không ngừng bốc lên, trước đó nó chỉ là đột phá chiến thần đỉnh phong bình thường, mà bây giờ lại bắt đầu bước vào thiên thần cảnh. Lo lắng trong lòng Tiêu Phàm cũng chậm chậm buông lỏng xuống. Thí thần đã bao giờ hại mình chứ? Chưa từng, thí thần chẳng những chưa từng hại mình, hơn nữa còn không biết đã cứu cái mạng nhỏ của mình bao nhiêu lần. Huống chi, nếu như thứ ở trong quan tài đá muốn giết hắn, đoán chừng có thí thần bảo vệ cũng vô dụng, đã như vậy, vậy mình còn sợ cái gì cơ chứ? Tiêu Phàm vì bản thân mình vừa rồi sợ hãi mà ảo não, trong lòng ngưng tiếng nói, thiên thần cảnh thì như thế nào, siêu việt thiên thần cảnh thì đã làm sao, nếu như muốn chết. Bất luận như thế nào ta đều chạy không thoát, cũng không cần thiết phải sợ hãi. Tiêu Phàm thầm than tâm tính của mình vẫn không vượt qua được, vừa rồi bản năng vẫn là sợ hãi, nếu như tâm tính đủ cứng cỏi và mạnh mẽ, trong nháy mắt hắn nên nghĩ đến nhiều điều. Lúc này, Tiêu Phàm đã bắt đầu chủ động đưa bước chân lên, đón lấy luồng sức mạnh khổng lồ kia mà leo lên, có thí thần ở đây, luồng áp lực kia căn bản không làm gì được hắn. Theo Tiêu Phàm đi tới gần quan tài đá, luồng sức mạnh kia cũng càng ngày càng trở nên cuồng bạo, muốn gạt bỏ Tiêu Phàm. Nhưng mặc cho sức mạnh của hắn cường đại cỡ nào, đều không phá nổi phòng ngự của thí thần, tựa như thí thần là khắc tinh của hắn vậy. Không chỉ có như thế, phệ hồn cũng từ trên MU bàn tay của Tiêu Phàm xông ra, đang len lén thôn phệ sức mạnh cuồng bạo kia, việc này khiến Tiêu Phàm cạn lời. Sâu kiến, các ngươi đều đáng chết. Đột nhiên, một giọng nói già nua quanh quẩn tại hư không. Âm thanh như sấm, cuồn cuộn không dứt, chấn động đến màng nhĩ của Tiêu Phàm khiến hắn cảm thấy đau nhức, giống như thiên uy. Thần hồn Tiêu Phàm nhận lấy xung kích rất lớn, cũng may thí thần và phệ hồn đã gánh vác đại bộ phận sức mạnh cho hắn, bằng không mà nói, linh hồn Tiêu Phàm có khi bị nổ tung rồi. Sức mạnh linh hồn thật mạnh, trong lòng Tiêu Phàm sợ hãi thán phục, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn thực sự không hiểu. Linh hồn của mình cũng đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong rồi, vì sao không chịu nổi luồng uy áp kia chứ?
mà thí thần cùng vệ hồn lại đều chống lại được, thí thần không để ý tới luồng sức mạnh này thì cũng thôi đi, vậy mà vệ hồn cũng bình an vô sự. Tiêu Phàm thử nghiệm cảm thụ luồng sức mạnh kia, nhưng kém chút hắn đã ăn thiệt thòi lớn, có điều hắn có vẻ như đã hiểu vì sao thí thần cùng vệ hồn không sợ. Luồng sức mạnh kia hoàn toàn do thần tính ngưng tụ mà thành, thí thần có thể thôn vệ thần tính, sức mạnh này đối với nó tới nói đơn giản là vật đại bổ, tất nhiên không sợ. Về nguyên nhân vệ hồn không sợ, là bởi vì bây giờ nó là phệ linh thần tàm, chỉ cần là đồ vật có linh tính, hoặc là nói đồ vật có liên quan đến linh hồn, cũng đều có thể thôn phệ. Thần tính vốn là một loại hình thức linh tính cấp cao, phệ hồn có thể thôn phệ cũng hợp tình hợp lý, bởi vì đây chính là năng lực thiên phú của nó. Nếu như nói năng lực thiên phú có thể đối phó nó. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ, thân thể của hắn bỗng nhiên phát sinh biến hóa, biến thành dáng vẻ thí thần. Rất hiển nhiên, loại trạng thái này cũng là linh hồn thiên phú của Tiêu Phàm, huyễn hóa thành thí thần, cũng thi triển năng lực giống thí thần. Há miệng hút vào, sức mạnh xung quanh cuồn cuộn mà vào, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh huyền diệu rót vào toàn thân, linh hồn có cảm giác muốn phi thăng. Gào, thí thần gầm nhẹ một tiếng, nhìn bộ dáng của Tiêu Phàm, nó cũng kinh hỉ vô cùng, nhưng lập tức nó lại lắc đầu, ra hiệu Tiêu Phàm biến trở về hình người. Tiêu Phàm không hiểu, nhưng vẫn nghe theo lời thí thần, lo lắng trong lòng của hắn cũng đã biến mất không ít, chỉ ít sức mạnh cường đại đang tồn tại kia tạm thời tới không thể nào làm bị thương đến tính mạng hắn. Sau đó thí thần lại cùng Tiêu Phàm khoa tay hồi lâu, Tiêu Phàm rốt cuộc hiểu rõ ý của thí thần, vô cùng ngạc nhiên, người bảo ta mở quan tài đá ra. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, mở quan tài đá ra, tồn tại ở bên trong chẳng phải sẽ thoát ra ngoài sao. Dừng một chút. Tiêu Phàm vẫn lựa chọn tin tưởng thí thần tất nhiên là không có khả năng hại mình, có lẽ đồ vật ở trong quan tài đá này cũng chẳng có gì đáng sợ đâu. Đi quanh quan tài đá dạo qua một vòng, Tiêu Phàm đại khái thấy là sao để mở quan tài đá ra, ở đây có một cái phong ấn huyết văn, còn có một cái khe khác, có thể cắm một thanh kiếm vào. Tiêu Phàm tất nhiên là không chút do dự lấy tu la kiếm ra cắm vào, đồng thời lại bước ra không ít máu tươi. Trong lòng của hắn thầm mắng, hôm nay mình không bị giết chết, đoán chừng cũng đổ máu đến chết. Ầm ầm, theo việc máu tươi rót vào trong phong ấn huyết văn, quan tài đá đột nhiên ù ù chuyển động, Tiêu Phàm lui ra phía sau mấy bước, trong lòng hắn cũng biến thành vô cùng khẩn trương. Ầm ầm, quan tài đá rung động kịch liệt, theo phong ấn huyết văn triệt để rung động, nắp quan tài cũng chậm chậm di động, còn người Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào quan tài đá, sợ bỏ qua cái gì. Thơm quá, đột nhiên Tiêu Phàm khịt khịt mũi, hắn ngửi thấy một luồng hương thơm thấm vào ruột gan, đồng thời, tu la huyết mạch trong cơ thể hắn cũng triệt để sôi trào lên. Thân thể của hắn cũng biến thành nóng hổi vô cùng, sắc mặt đỏ bừng, tựa như hoàn toàn không nghe theo điều khiển của hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Phàm kinh ngạc, có điều hắn con người vẫn nhìn chằm chằm lên trên quan tài đá, sợ bên trong chui ra tồn tại đáng sợ nào. Nhưng mà, cũng không nhìn thấy cái gì đáng sợ. Ngược lại, phía trong quan tài đá yên tĩnh lạ thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ có điều theo quan tài đá mở ra, từng luồng hào quang từ trong quan tài đá lan tràn ra, ánh sáng lấp lánh chói mắt. Gào gào, thí thần gầm nhẹ, ra hiệu Tiêu Phàm tiến vào trong quan tài đá. Tiêu Phàm nhíu mày, cắn răng, nhưng đã tới mức độ này thì còn có gì đáng sợ chứ? Chết thì chết. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp không mà lên, lách mình xuất hiện phía trên quan tài đá. Sau một giây, bỗng nhiên Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, để hắn vô cùng kinh ngạc chính là trong quan tài đá cũng không phải là có thi thể hoặc là xương khô như hắn tưởng tượng. Ở trước mắt hắn, lại là một cái hồ thật lớn, trong hồ chảy xuống một chất lỏng màu vàng, chất lỏng tản ra một luồng hương thơm nồng đậm. Hít vào. Tiêu Phàm cảm giác tu la huyết mạch sôi trào càng thêm lợi hại. Tinh huyết của tu la vương, ngữ khí của Tiêu Phàm có chút phát run. Không sai, chất lỏng màu vàng óng trong hồ này, cùng với bình tinh huyết của tu la vương trước đó hắn thấy qua kia một giống nhau như đúc, thậm chí huyết dịch ở trong hồ này còn muốn thuần túy hơn mấy phần. Cũng khó trách hắn kích động như thế, trước đó hắn luyện hóa một bình tinh huyết của tu la vương thiếu chút nữa khiến cho bản thân tự bạo. Mà bây giờ, trước mắt lại có hẳn một ao tinh huyết. Một ao, sức mạnh ẩn chứa trong này,
là kinh khủng tới thế nào. Đừng nói thiên thần, đoán chừng ngay cả siêu việt thiên thần cũng chưa chắc có thể chịu được, cũng chỉ có Tu La Vương trong truyền thuyết mới có thể gánh vác được. Phù phù, Tiêu Phàm thở sâu, bình phục một chút suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào huyết trì nhất thời không biết làm sao. Có điều rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào chính giữa huyết trì, nơi đó có một ngọc đài nhỏ màu máu, trên đài ngọc nằm một bộ quan tài màu máu. Trong quan tài màu máu lại đang chảy ra máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống huyết trì, sau khi máu tươi tiến vào huyết trì, vậy mà quỷ dị biến thành kim sắc. Quan tài máu cho người ta một loại cảm giác hết sức đáng sợ, Tiêu Phàm biết, tồn tại đáng sợ kia, chắc chắn là bị nhốt bên trong quan tài máu. Đây cũng là lý do vì sao thí thần dám để cho hắn mở quan tài đá ra, không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, thí thần trực tiếp đẩy Tiêu Phàm xuống dưới. Một tiếng rơi vào bên trong huyết trì, tinh huyết của Tu La Vương trong huyết trì, nhao nhao chảy vào bên trong cơ thể Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thất kinh, nhưng mà thí thần lại cho hắn một ánh mắt yên tâm. Cũng ngay tại lúc này, quan tài máu đột nhiên bắt đầu rung động, đường văn màu máu phía trên đột nhiên bùng cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, tựa như muốn nung khô quan tài máu. Đồng thời, trong tinh huyết của Tu La Vương trong huyết trì cũng bắt đầu triệt để sôi trào lên. Không thể nào, tiểu thế giới này làm sao có người có thể chịu được tinh huyết của Tu La Vương. Giọng nói già nua từ bên trong quan tài máu kia truyền ra, sau đó lại truyền tới một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giọng nói bên trong kia, tràn đầy phẫn nộ vô tận và không cam lòng. Không có cái gì là không thể. Gần như đồng thời, phía trên quan tài máu, huyết khí đột nhiên bốc hơi, ngưng tụ thành một thân ảnh, đó là một nam tử mặc kim bào. Nam tử dáng người cao, đứng chắp tay, một đôi con ngươi sắc bén mà thâm thúy, tựa như tràn đầy vô tận tang thương, khám phá thế gian hồng trần. Hắn đứng ở đó, mặc dù chỉ là một đạo tàn niệm, nhưng cũng vô cùng vĩ đại, như có thể so sánh với mặt trăng mặt trời, khiến cho không người nào có thể so bì được. Trên mặt Tiêu Phàm không khỏi lộ ra vẻ đề phòng, chuyện như vậy hắn đã gặp không ít, nhưng ngoại trừ khí linh luyện tâm tháp ra, đụng tới những tàn niệm của người khác. Tiêu Phàm đều không tin tưởng cho lắm. Nhưng cũng không thể không nói, kim bào nam tử này là có khí thế cùng uy nghiêm nhất mà Tiêu Phàm đã gặp qua, cho dù là tàn niệm của Dạ Cửu U lúc trước cũng còn kém rất xa. Gào gào, nhưng mà lúc này, thí thần thú đột nhiên giống to, nhanh chóng lao về phía kim bào nam tử, cặp mắt của nó đỏ bừng, phun ra từng đạo sương mù, tựa như đang khóc. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được suy nghĩ và hồi ức của thí thần. Tràn đầy đau đớn bi ai, tựa như kim bào nam tử kia thân nhân thân nhất của hắn. Tu La Vương, Tiêu Phàm làm sao còn không rõ thân phận của kim bào nam tử kia cơ chứ? Thí thần khôn khéo như thế, tất nhiên không có khả năng bị một đạo tàn niệm lừa gạt, có thể làm cho thí thần kích động như thế, ngoại trừ Tu La Vương nó đã bảo vệ, Tiêu Phàm rốt cuộc nghĩ không ra được là ai khác. Tiểu thí, không cần bi thương, người đều có mệnh. Sắc mặt tàn niệm của Tu La Vương vô cùng bình tĩnh, tựa như nhìn thấu sinh tử, cười nói, ngươi không phải cũng trở thành linh hồn thứ hai của người khác rồi sao? Thí thần vồ hụt, lại tiếp tục trở lại bên người Tiêu Phàm bảo hộ Tiêu Phàm, chỉ là ánh mắt nhìn về phía tàn niệm của Tu La Vương có chút run động. Lúc này, ánh mắt tàn niệm của Tu La Vương đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm vội vàng xoay người thi lễ nói, vãn bối Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, mình ở chỗ này lại có thể nhìn gặp được Tu La Vương trong truyền thuyết, dù chỉ là tàn niệm, trong lòng của hắn cũng có chút kích động. Tiểu tử, số ngươi cũng may, lại có thể được tiểu thí tán thành. Tàn niệm của Tu La Vương có chút kinh dị nhìn Tiêu Phàm nói, tựa như muốn nhìn thấu Tiêu Phàm. Đa tạ tiền bối tán thưởng, thần sắc Tiêu Phàm như thường, đứng thẳng trong huyết trì, không kiêu ngạo không tự ti nhìn tàn niệm của Tu La Vương. Ánh mắt tàn niệm của Tu La Vương nhìn về phía Tiêu Phàm càng lộ ra vẻ hài lòng, thở dài nói, có lẽ là ý trời, ngươi đã có thể tới đây, tiểu thí chắc chắn cũng tin tưởng ngươi. Thần vô tận, ngươi tình nguyện cho ngoại nhân có lợi, cũng không muốn cho ta. Lúc này, giọng nói tức giận từ bên trong quan tài máu truyền ra, quan tài máu cũng càng ngày càng chấn động lợi hại. Thần vô tận, chính là tên của Tu La Vương, ở chiến hồn đại lục. Số người biết tên hắn tuyệt đối không cao hơn số lượng ngón tay trên một bàn tay. Dưới chân Tu La Vương thần vô tận nhẹ nhàng đạp mạnh, quan tài máu lập tức an tĩnh lại,
hỏa diễm thiêu đốt khắp xung quanh càng thêm hừng hực. Ngay cả bản vương cũng dám giết, ngươi cảm thấy xứng sao? Thần Vô Tận hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói đều là sát ý nồng đậm. Nếu như không phải ngươi không muốn đưa truyền thừa cho ta, ta sẽ giết ngươi sao? Giọng nói bên trong quan tài máu tiếp tục vang lên, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, hắn đã đại khái đoán được chuyện gì, đoán chừng lại là trong tộc tàn sát lẫn nhau, dẫn đến cái chết của Tu La Vương, đồng thời còn có đại trưởng lão bị trán phong bên trong quan tài máu kia. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Ngươi không hiểu đâu, các ngươi cũng không xứng. Trong giọng nói của Thần Vô Tận tràn đầy bất đắc dĩ. Tiêu Phàm không dám ngắt lời, cứ như vậy lẳng lặng nghe, trong lòng của hắn lại kinh ngạc vô cùng, ngay cả cấp bậc như Tu La Vương cũng có lúc bó tay, vậy một chiến thần cảnh như hắn thì có được tính là gì chứ? Tiểu tử, ngươi nguyện kế thừa y bát của bản vương chứ? Đột nhiên, Thần Vô Tận cúi đầu nhìn về phía Tiêu Phàm trong huyết chỉ nói. Trong lòng Tiêu Phàm có chút vui mừng. Mình tới đây không phải là vì Tu La Vương truyền thừa sao, chẳng lẽ nhanh như vậy đã có thể có được rồi. Có điều không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Thần Vô Tận lại nói, ngươi cần phải biết, một khi đáp ứng, ngươi không chỉ phải thừa kế truyền thừa của ta, cũng đồng dạng phải thừa kế nhân quả của ta, nhân quả này có thể khiến ngươi cùng tất cả mọi người có liên quan tới ngươi thịt nát xương tan. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm có chút trầm mặc. Truyền thừa của Tu La Vương, tất nhiên Tiêu Phàm muốn lấy được. Nhưng nếu để cho hắn dùng huynh đệ và người thân bên cạnh mình đi đổi, Tiêu Phàm tình nguyện không muốn có truyền thừa này. Chỉ là nếu như không có được truyền thừa này, có lẽ hắn không có cách nào chiến thắng được Dạ Cửu U, Tiêu Thần Võ và Tiếu Thương Sinh. Kể từ đó, những bạn bè người thân của hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời Tiêu Phàm không biết làm sao, đến cùng mình là nên đồng ý, hay là không đồng ý đây? Thần Vô Tận lẳng lặng đứng sừng sững ở hư không, nhìn Tiêu Phàm, cũng không quấy rầy hắn, hết sức bình tĩnh nhìn Tiêu Phàm. Không biết nhân quả tiền bối nói tới là cái gì? Thật lâu, lúc này Tiêu Phàm mới lên tiếng, không lập tức đáp ứng, cũng không lập tức bác bỏ. Tiểu tử, trên đời này không có chuyện tốt như vậy, có thể cho ngươi cân nhắc lợi và hại để lựa chọn, có đôi khi người ta thân bất do kỷ. Thần Vô Tận nhàn nhạt lắc đầu. Hiển nhiên là không có ý định nói cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn tất nhiên biết đạo lý trong đó. Hắn đã muốn lấy được Tu La Vương truyền thừa, lại nghĩ đến việc bỏ qua nhân quả, hiển nhiên là rất khó, không phải Tu La Vương không nguyện ý, mà là nguyên nhân từ trên truyền thừa này. Tiền bối hiểu lầm ý của ta rồi, chỉ là vãn bối cho rằng, nếu như truyền thừa của tiền bối mang tới nhân quả, vượt qua phạm vi thừa nhận của ta, vậy ta từ chối. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Ồ, Thần Vô Tận có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi có biết ngươi từ bỏ là cái gì không? Hắn không nghĩ tới vậy mà Tiêu Phàm cự tuyệt truyền thừa của mình, phải biết rằng truyền thừa này vô số người đều muốn lấy được. Vãn bối không biết mình từ bỏ cái gì, nhưng nếu vãn bối có được truyền thừa này, vãn bối biết mình sẽ mất đi cái gì? Tiêu Phàm lắc đầu nói. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, vãn bối muốn có truyền thừa của tiền bối. Chỉ là muốn giết chết Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ, bảo vệ người thân của ta mà thôi, coi như không có được truyền thừa của tiền bối, vãn bối chí ít còn có cơ hội đánh cược một lần. Nhưng nếu như có được truyền thừa của tiền bối, vãn bối có lẽ lại biến thành một con cờ, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, cho nên vãn bối vẫn là chỉ dám nhìn từ xa thì tốt hơn. Điểm này Tiêu Phàm thực sự nói thật, hắn sở dĩ muốn lấy được Tu La Vương truyền thừa. Cũng không phải là muốn mình trở nên mạnh cỡ nào, chỉ là vì đối phó Dạ Cửu Thiên và Dạ Cửu U bọn hắn mà thôi. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn không phải đối thủ, nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, bằng vào cố gắng của mình, cũng có thể đạt tới cấp bậc kia, chỉ là cần đầy đủ thời gian mà thôi. Nhưng nếu như có được Thần Vô Tận truyền thừa, tất nhiên có khả năng rút ngắn thời gian, nhưng lại đưa người bên cạnh mình vào một kết cục khác, đây không phải điều Tiêu Phàm muốn. Thần Vô Tận gắt gao nhìn Tiêu Phàm chằm chằm, chỗ sâu trong đáy mắt lại hiện lên vẻ hài lòng, khẽ gật đầu nói, tâm tính nhất quán, ngươi thông qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm, Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên nhìn Thần Vô Tận, vừa rồi chỉ là khảo nghiệm mình sao? Ngươi có được truyền thừa của bản vương, tất nhiên phải kế thừa nhân quả của bản vương, nhưng tất cả tương lai đều giữ tại trong tay ngươi, ngươi cũng không phải là quân cờ của ai cả.
Thần Vô Tận gật đầu nói. Tiêu Phàm nghe vậy, lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không muốn lại gặp một tiêu thần võ khác. Chỉ là bản vương điều không nghĩ tới chính là, người muốn có được truyền thừa của bản vương, chỉ vì hai tên nô tài. Giọng nói của Thần Vô Tận tiếp tục vang lên, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc, lại là không phản bác được, Dạ Cửu U và Dạ Cửu Thiên đúng là em nô, nhưng bọn hắn dù sang cũng là thiên thần cảnh. Một tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ như ta, tay nhỏ chân nhỏ, làm sao có thể là đối thủ của thiên thần cảnh chứ? Thôi, Thần Vô Tận đột nhiên thở dài một hơi nói, người đã đến nơi này, đó chính là ý trời, tiểu tử, người tên là gì? Vãn bối Tiêu Phàm, Tiêu Phàm có chút thi lễ nói. Tiêu Phàm, người nguyện bái bản vương làm sư không? Thần sắc Thần Vô Tận đột nhiên nghiêm lại, quát khẽ nói. Bái sư, Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Thần Vô Tận, lại muốn mình bái sư. Việc này khiến Thần Vô Tận buồn bực muốn phun máu, nếu như không phải hắn tính tốt, đoán chừng đã đánh tới một trưởng rồi, mặt âm trầm nói, chẳng lẽ ngay cả lễ nghi cơ bản nhất ngươi cũng không hiểu sao? Lễ nghi Tiêu Phàm rất hiểu, nhưng ở trong lòng của hắn, xứng làm sư tôn của Tiêu Phàm hắn, cũng chỉ có Bác Lão và Túy Ông, vừa nghĩ tới Túy Ông, trong lòng Tiêu Phàm sẽ rất khó chịu. Tiền bối, hay người cứ truyền lại truyền thừa cho ta, người cần ta làm gì, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực đi làm. Tiêu Phàm thử hỏi nói, nếu tiền bối không tin, vãn bối có thể thề với trời. Tiểu tử, bản vương đường đường là thần vương. Bảo một tu sĩ chiến thần cảnh như ngươi bái sư, còn để ngươi mất thể diện hay sao? Thần Vô Tận tức giận nói. Cũng khó trách hắn tức giận, người ở thế gian muốn lấy được truyền thừa của hắn, đếm không hết, tiểu tử này thì tốt rồi, lại còn đang do dự. Thí thần gầm nhẹ vài tiếng với Tiêu Phàm, tựa như sợ Tiêu Phàm cự tuyệt. Buồn bực nhất chính là đại trưởng lão bên trong quan tài máu, trong lòng của hắn đoán chừng đang giận mắng không thôi. Hắn vì đạt được Thần Vô Tận truyền thừa, sử dụng tất cả mọi thứ. Nhưng tiểu tử này thì tốt rồi, vậy mà không nguyện ý. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết. Dĩ nhiên không phải, Tiêu Phàm vội vàng lắc đầu nói. Chỉ là vãn bối đã có hai sư tôn rồi. Người tu luyện, hai sư tôn tính là gì? Người trở thành vi sư, người trong thiên hạ, đều là vi sư. Không đợi Tiêu Phàm nói, Thần Vô Tận liền ngắt lời. Căn bản không mảy may để ý. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Thần Vô Tận lần thứ nhất phát ra kính sợ từ nội tâm, trong lòng tự lẩm bẩm, người trở thành vi sư, người trong thiên hạ, đều là vi sư. Lòng dạ của Thần Vương quả nhiên rất rộng lớn. Nếu để cho Thần Vô Tận biết ý nghĩ của Tiêu Phàm, đoán chừng lại sẽ buồn bực đến hộc máu, hắn đâu có rộng lượng chứ, chỉ là không có nhiều thời gian để tiêu hao mà thôi. Kỳ thật từ thời khắc tàn niệm này của hắn xuất hiện, hắn đã chú định, chỉ có Tiêu Phàm có thể kế thừa truyền thừa của hắn, tàn niệm của hắn không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Nói nhiều như vậy, thứ nhất là hắn muốn khảo nghiệm Tiêu Phàm một chút, thứ hai cũng là rất không cam lòng. Đồ nhi Tiêu Phàm, bái kiến sư tôn, Tiêu Phàm thở sâu, làm một lễ thật sâu đối với Thần Vô Tận. Được rồi, bản vương cũng không quan tâm những lễ nghi này. Không đợi Tiêu Phàm quỳ xuống, Thần Vô Tận đã khoát tay một cái nói. Tiêu Phàm kém chút chửi ầm lên, không phải vừa rồi ngươi nói ta không hiểu lễ nghi sao, bây giờ ta hành lễ với ngươi, tại sao ngươi lại nói không cần thiết? Thời gian của ta không nhiều, bây giờ ngươi tập trung tinh thần, tính tọa trong huyết trì, vi sư thay ngươi gột rửa nguyên hoa, rèn luyện lên huyết mạch thần vương mạnh nhất. Thần sắc Thần Vô Tận lại khôi phục vẻ nghiêm nghị. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc. Nhưng vẫn nghe theo lời Thần Vô Tận nói, xếp bằng ở bên trong huyết trì, tinh huyết của Tu La Vương trong huyết trì, vừa lúc ngập tới cổ Tiêu Phàm. Ngay sau đó, Thần Vô Tận vung tay đánh ra một thủ quyết, hỏa diễm xung quanh quan tài máu lập tức thiêu đốt càng thêm hung mãnh, thậm chí lan tràn ra phía huyết trì. Thần Vô Tận, ngươi không thể giết ta, không thể thế này. Bên trong quan tài máu truyền đến tiếng đại trưởng lão phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng mà Thần Vô Tận căn bản không để ý tới, mà nhìn về phía Tiêu Phàm nói, bất luận nghe được âm thanh gì, cũng không cần để ý tới, vận chuyển Vô Tận chiến điển. Sư tôn, Vô Tận chiến điển của ta, Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn về phía Thần Vô Tận, không phải là vận chuyển Vô Tận chiến quyết sao, sao lại biến thành Vô Tận chiến điển rồi. Nhưng mà không đợi Tiêu Phàm nói xong, con người Tiêu Phàm đột nhiên hơi co lại, hắn kinh ngạc phát hiện.
vô tận chiến điển bên trong thần cung, tờ thứ nhất lại bị vô số chữ cổ lấp kín. Quỷ dị nhất chính là, Tiêu Phàm cảm giác trong đầu đột nhiên có thêm một loạt kinh văn dườm già, càng thêm kỳ lạ chính là, tất cả ảo diệu của kinh văn đều rõ ràng in dấu trong đầu hắn. Nghĩ đến việc này, Tiêu Phàm vội vàng dựa theo kinh văn ở tờ thứ nhất vô tận chiến điển bắt đầu vận chuyển thần lực toàn thân. Theo vô tận chiến điển vận chuyển, Tiêu Phàm cảm thấy huyết mạch tu la trong cơ thể bị lửa vô tận đốt cháy, nỗi đau xé rách tim gan truyền khắp toàn thân. Có điều việc này vẫn trong phạm vi chịu đựng của Tiêu Phàm, hắn cắn chặt răng, mặc cho huyết mạch bị đốt cháy. Thần vô tận có thể hại mình hay không, Tiêu Phàm cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn tin tưởng thí thần tuyệt đối sẽ không hại mình. Huống chi, Tiêu Phàm mình cũng có thể tự mình cảm nhận được trong tinh huyết tu la vương trong huyết chỉ đang thẩm thấu vào bên trong huyết mạch của mình, mà theo lửa vô tận đốt luyện, Tiêu Phàm cảm giác huyết mạch của mình như khô cạn. Đồng thời, tinh huyết tu la vương trong huyết chỉ như đang nhanh chóng đền bù huyết mạch bị đốt luyện trong cơ thể. Quá trình này không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Nhưng Tiêu Phàm là ai cơ chứ? Ý chí cứng cỏi vô cùng, chưa có người nào có thể so sánh được, hắn cắn chặt răng gắt gao kiên trì. Bên trong quá trình đốt luyện huyết mạch, Tiêu Phàm cảm nhận được một loại biến hóa kỳ lạ, đó chính là lực huyết mạch của hắn bị đốt luyện vô tận, trở nên càng thêm tinh khiết. Mà huyết mạch bị luyện hóa, có thể tùy thời được tinh huyết tu la vương trong huyết chỉ bổ sung. Tiêu Phàm cảm giác huyết mạch của mình đang xảy ra biến hóa. Không đúng, huyết mạch thần long của ta đang biến mất. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ biến, quanh người hắn hiện ra một thân ảnh huyết long. Khiến Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, hư ảnh huyết long vậy mà lại chậm rãi tiêu tán, trở nên càng lúc càng mờ nhạt, đồng thời thần long huyết mạch trong cơ thể cũng biến thành vô cùng mỏng manh. Tiêu Phàm muốn phản kháng, nhưng mà lúc này, một giọng nói nghiêm túc vang lên bên tai hắn, không nên động. Đây là giọng nói của thần vô tận, trong giọng nói mang theo một tia không dung phủ định. Tên điên, thần vô tận, ngươi là tên điên, ngươi vậy mà lại sử dụng linh hồn của ta làm lửa, để rèn luyện một loại huyết mạch hoàn toàn mới. Tiếng đại trưởng lão bên trong quan tài máu kinh hãi vang lên. Huyết mạch hoàn toàn mới. Nghe được mấy chữ này, toàn thân Tiêu Phàm chấn động. Trong lòng như có sóng biển đập không thôi. Trong cơ thể mình là tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch, nhất là thần long huyết mạch, dù là mỏng manh thì nó cũng không thua huyết mạch của tu la vương. Nhưng bây giờ, thần vô tận vì rèn luyện một loại huyết mạch hoàn toàn mới, lại muốn luyện hóa thần long huyết mạch hầu như không còn. Tiêu Phàm muốn bảo thần vô tận dừng lại, lại phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn không thể động đậy. Đây không phải tinh huyết của tu la vương. Trong ý niệm của Tiêu Phàm truyền ra một giọng nói. Vi hệ này đương nhiên không chỉ là tinh huyết kia tu la vương, mà là 99 loại máu của thần thú, không đúng, lại thêm thần long huyết mạch trong cơ thể ngươi, vừa lúc 100 loại thần huyết. Giọng nói của thần vô tận vang lên. Ngươi gạt ta, Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Tiểu tử, ta đường đường là tu la vương sẽ lừa ngươi sao? Thần vô tận cực kỳ khinh thường. Nói, ngươi biết ngươi tu luyện vô tận chiến điển là cái gì không? Nếu như không phải ta bỏ ra trên vạn năm thời gian, hủy lạc ấn bên trên đó đi, ngươi cho rằng thế giới này vẫn tồn tại sao? Không nói về hai đạo lạc ấn của chủ nhân vô tận chiến điển, ngay cả người trong quan tài này, cũng đủ để hủy diệt giới này, ta lừa ngươi. Ta dùng mạng của mình đi lừa ngươi sao? Tiêu Phàm nghe được lời nói của thần vô tận, nhất thời không phản bác được. Hắn cũng nghe được ý khác trong lời nói của thần vô tận, đây chính là thần vô tận dùng tính mạng của mình cứu được chiến hồn đại lục. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được tàn niệm của thần vô tận tràn đầy vô tận lệ khí, tựa như không chỗ phát tiết. Chỉ là Tiêu Phàm nghi ngờ lạc ấn gì đó, để đường đường tu la vương thần vô tận cũng phải bỏ ra trên vạn năm mới xóa đi. Tu la vương, là thần vương trong truyền thuyết. Chẳng lẽ trên đời này còn có so với thần vương còn đáng sợ hơn tồn tại sao? Nghĩ đến việc này, trong lòng Tiêu Phàm cũng vô cùng ngưng trọng lên, xem ra vô tận chiến điển so với hắn tưởng tượng còn muốn thần bí rất nhiều. Nhưng vì sao các đời tu la điện chủ cũng không biết chuyện của vô tận chiến điển? Rất nhanh Tiêu Phàm cũng bình thường trở lại, các đời tu la điện chủ không biết, là bởi vì bọn hắn căn bản là không đến qua nơi này. Hắn cũng là do cơ duyên xảo hợp mới có thể nhìn thấy thần vô tận mà thôi. Lúc này, giọng nói thần vô tận tiếp tục vang lên, hay cho một đại trưởng lão của tu la vương tộc ta,
ngươi luôn miệng nói bản vương không nguyện ý đưa truyền thừa cho ngươi, nhưng ngươi từng biết, nếu như khi đó ngươi có được truyền thừa của ta, các ngươi đều phải chết không nơi táng thân. Không thể nào, ngươi đang gạt ta. Đại trưởng lão bên trong quan tài máu giống lên nói. Bản vương trốn vào nơi đây, né vài vạn năm, chẳng lẽ chỉ là vì lừa các ngươi sao? Giọng nói thần vô tận lạnh lùng nói. Lúc trước nếu như không phải bản vương mượn nhờ vô tận chiến điển chạy trốn, cũng sớm đã chết rồi. Tàn niệm của thần vô tận như chưa phát tiết hết lửa giận, Tiêu Phàm cùng đại trưởng lão đều trầm mặc xuống, lặng lặng nghe hắn kể rõ. Nguyên lai, tại mấy vạn năm trước, thần vô tận ngẫu nhiên đạt được một bộ thần điển, dựa theo đẳng cấp công pháp của thái cổ thần giới, từ trên xuống dưới chia làm công pháp bình thường, thiên thư, cổ kinh, thần điển. Thần điển là công pháp thần vương mới có thể tu luyện, có thể thấy bộ công pháp kia quý giá tới mức nào, bởi vì thần điển không có danh tự, cho nên thần vô tận dùng tên của mình đặt cho nó là vô tận chiến điển. Thần vô tận tu luyện vô tận chiến điển mấy trăm năm thời gian, rốt cục đột phá đến thần vương cảnh, nguyên bản thần vô tận coi là có thể dẫn đầu tộc nhân của hắn để tiến thêm một bước xa hơn. Nhưng mà điều hắn không nghĩ tới chính là không lâu sau khi đột phá thần vương, lại hai đại cường giả khác đánh lén, thực lực của hai người kia, so với thần vô tận mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như không phải ở thời điểm mấu chốt, thần vô tận nhờ vô tận chiến điển thoát đi, đoán chừng cũng sớm đã chết rồi, cũng ngay vào lúc đó, hai siêu cấp cường giả kia lưu lại một dấu ấn bên trên vô tận chiến điển. Thần vô tận tránh được một kiếp, nhưng người cũng bị thương nặng, thân thể lại không có khả năng khôi phục, hắn sợ hai siêu cấp cường giả kia đuổi theo. Hắn không dám trở lại thái cổ thần giới, mà lưu lại ở chiến hồn đại lục toàn lực xóa đi hai đạo lạc ấn bên trên vô tận chiến điển. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là hai đạo lạc ấn này quá mức đáng sợ, hao phí dòng dã trên vạn năm thời gian cũng không hoàn toàn xóa đi được. Mà sau trên vạn năm, thần vô tận cũng phát hiện được bí mật của chiến hồn đại lục, đó chính là người của thế giới này, vậy mà trời sinh ra đã có linh hồn thiên phú và lực chiến đấu mạnh mẽ. Lúc đó thần vô tận kích động hồi lâu, hắn đang nghĩ, nếu như thế giới này có thể để cho tộc nhân của hắn sử dụng, tộc nhân của hắn lo gì không mạnh. Trời sinh đã có linh hồn thiên phú, việc này nếu để cho người của thái cổ thần giới y biết, đoán chừng đã sớm vỡ tổ. Thần vô tận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi chiến hồn đại lục, dù sao rời khỏi tộc nhân của hắn trên vạn năm, hắn cũng có chút không yên lòng về tộc nhân của hắn. Trở lại trong tộc. Thần vô tận triệu tập các trưởng lão trong tộc, nói việc này cho bọn hắn biết, đám người cũng kinh ngạc và vui vẻ vô cùng. Dù sao lúc ấy bởi vì thần vô tận biến mất, bộ tộc này của bọn hắn cũng bắt đầu xuống dốc, đã rút lui ra khỏi danh sách vương tộc. Hiện tại người của Tu La Sơn, dĩ nhiên tự cho mình là Tu La vương tộc, trên thực tế cũng sớm đã không phải vương tộc, chỉ là bọn hắn cứ thích xưng hô như thế mà thôi. Lúc đó, các vị trưởng lão của Tu La Sơn biết thần vô tận bị trọng thương, thọ nguyên không còn nhiều, mọi người cũng bắt đầu có tâm tư riêng, đại trưởng lão chính là một trong số đó. Bọn hắn đã từng nhiều lần ra hiệu cho thần vô tận để lại truyền thừa, nhưng mỗi lần thần vô tận đều cự tuyệt, bởi vì bên trên vô tận chiến điển kia là lạc ấn của hai siêu cấp cường giả còn chưa xóa đi. Cho dù rời khỏi chiến hồn đại lục, thần vô tận cũng để vô tận chiến điển lại chiến hồn đại lục. Cũng triệt để phong ấn nó, hắn không dám mang theo trên người. Một khi thần vô tận truyền vô tận chiến điển cho tộc nhân của hắn, hai siêu cấp cường giả kia chắc chắn sẽ phát hiện ra, nhưng mấu chốt là mấy người đại trưởng lão không biết nguyên nhân này. Cho nên, mấy người đại trưởng lão bắt đầu tính toán với thần vô tận. Thần vô tận căn bản không quan tâm tới tâm tư của mấy người đại trưởng lão, lúc trở lại trong tộc, hắn lại làm một chuyện khác. Đó là trong hư vô mở ra một thông đạo thông tới chiến hồn đại lục. Sau khi biết được bí mật của chiến hồn đại lục, điều đầu tiên thần vô tận nghĩ tới chính là để tộc nhân của hắn sử dụng. Mở thông đạo này ra, khiến thương thế của thần vô tận càng thêm nghiêm trọng, hắn vốn là muốn dùng thời gian sau cùng để xóa đi ấn ký trên vô tận chiến điển rồi mới truyền cho tộc nhân của hắn. Nhưng mà, ngay lúc hắn mở thông đạo thành công, lúc tiêu hao lớn nhất, cũng chính là thời điểm đại trưởng lão bọn hắn động thủ. Chín đại trưởng lão của Tu La tộc, đồng thời động thủ với hắn, buộc hắn giao ra vương truyền thừa của bộ tộc bọn hắn. Thần vô tận giải thích rất nhiều với bọn hắn, nhưng chín đại trưởng lão quả thực là không nghe, cuối cùng đại chiến xảy ra.
9 đại trưởng lão của Tu La tộc, đồng thời ra lệnh cho 9 mạch của bọn họ, cùng nhau diệt nhất mạch của thần vô tận, lúc ấy bên trong Tu La tộc máu chảy thành sông. Nhưng 9 đại trưởng lão của Tu La tộc, vẫn đánh giá thấp thực lực của thần vô tận, thần vương vĩnh viễn là thần vương, phía dưới thần vương cảnh, hết thảy đều là sâu kiến, thực lực của thần vô tận tự nhiên không phải những sâu kiến như đám người đại trưởng lão có thể so sánh được. Sau một phen đại chiến, thần vô tận một hơi giết chết 8 đại trưởng lão, chỉ có đại trưởng lão còn sống, nhưng chính hắn cũng tổn thương nghiêm trọng, thực lực giảm mạnh. Có điều thần vô tận vẫn dùng hết toàn lực, thông qua đầu kia thông đạo đưa đại trưởng lão vào chiến hồn đại lục, rồi phong ấn thông đạo lại. Về phần Tu La vương tộc vì sao biết thông đạo này tồn tại, đó là bởi vì sau khi thần vô tận trở lại chiến hồn đại lục, có chút không đành lòng nhìn bộ tộc của bọn hắn xuống dốc không phanh, lại đả thông thông đạo. Về sau, thần vô tận xuyên qua hư vô, tiến đến chiến hồn đại lục, cũng là trên đường kia, cứu được tàn hồn của luyện tâm tử. Lúc thần vô tận trở lại chiến hồn đại lục, bởi vì đại trưởng lão phẫn nộ, bắt đầu đồ sát thiên địa sinh linh, cũng may lúc ấy cường giả của chiến hồn đại lục cũng không ít, nhưng vẫn chỉ có thể ngăn chặn được đại trưởng lão, cũng không thể giết chết hắn. Nghe đến đó, Tiêu Phàm không khỏi nghi ngờ nói, cường giả thiên thần không phải là không thể tồn tại ở tiểu thế giới sao? Hừ, chẳng qua là ở các tiểu thế giới khác mà thôi, chiến hồn đại lục cũng không phải tiểu thế giới, đừng nói thiên thần, cho dù thần vương công kích, nó cũng không có khả năng hủy diệt. Thần vô tận trầm giọng nói. Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm thêm cái gì, lại bị thần vô tận ngắt lời, bí mật của giới này, ngay cả ta cũng không rõ ràng, trước khi ngươi đạt được cảnh giới của ta, ngươi cũng không cần đi tìm hiểu, đối với ngươi cũng không tốt. Vâng, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, bây giờ hắn đã không trách thần vô tận nữa. Mỗi giây mỗi phút thần vô tận đều suy nghĩ cho tộc nhân của mình, đáng tiếc cuối cùng lại bị tộc nhân của mình làm hại, đây không phải lỗi của hắn, nếu như nói hắn sai, vậy chỉ có thể nói do hắn sinh ra trong bộ tộc này mà thôi. Nghĩ đến việc này, Tiêu Phàm lại không khỏi nghĩ đến nhất mạch của Tu La Điện bọn hắn, từng ấy năm tới nay, Tu La Điện bọn hắn cũng không phải đều đang vì chiến hồn đại lục sinh tồn mà cố gắng sao. Nhưng cuối cùng đạt được cái gì đâu, cuối cùng chỉ là vô số tu sĩ của chiến hồn đại lục hiểu lầm, nhưng bọn hắn còn không phải là im hơi lặng tiếng. Đúng rồi, tiền, sư tôn, về sau thiên địa lao ngục đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn đã bắt đầu thừa nhận thân phận thần vô tận. Thần vô tận híp híp hai mắt, đằng đằng sát khí nhìn quan tài máu, nói, lão già này đổ sát tu sĩ giới này. Tiêu Phàm tiếp tục nghe thần vô tận kể rõ, thời điểm thần vô tận chạy về chiến hồn đại lục, đại trưởng lão đang đánh giết tu sĩ chiến hồn đại lục. Tu sĩ chiến hồn đại lục mặc dù tận lực ngăn chặn, nhưng cũng không phải là đối thủ của đại trưởng lão, các tu sĩ thiên thần cảnh trở lên, tất cả đều bị đại trưởng lão chém giết. Trong lúc đó, còn có mấy người thần phục đại trưởng lão, dưới cơn nóng giận, thần vô tận hao hết sinh mệnh của mình chém giết tất cả phản đồ, cũng hủy diệt thân thể của đại trưởng lão, đồng thời phong ấn linh hồn. Không phải thần vô tận không giết chết được đại trưởng lão, mà hắn đột nhiên nghĩ đến một vật ghi lại bên trong vô tận chiến điển, đó chính là vô tận chiến huyết. Người tu luyện vô tận chiến điển, huyết mạch sẽ từ từ lột xác thành vô tận chiến huyết, có điều có một phương pháp khác, có thể làm cho huyết mạch vô tận chiến huyết càng thêm thuần túy. Đó chính là dùng 100 loại huyết mạch thần thú phía trên thiên thần cảnh, cùng linh hồn siêu việt thiên thần cảnh để rèn luyện hồn hỏa. Lúc đó chiến hồn đại lục máu chảy thành sông, thu thập huyết dịch đối với thần vô tận tới nói cũng không khó, về phần rèn luyện linh hồn, hắn trong nháy mắt nghĩ đến linh hồn của đại trưởng lão. Linh hồn của đại trưởng lão chỉ yếu hơn cường giả thần vương, dùng để làm hồn hỏa tất nhiên là không thể tốt hơn, đây cũng là lý do thần vô tận không giết chết đại trưởng lão, mà phong ấn linh hồn đại trưởng lão, để làm hỏa diễm rèn luyện vô tận chiến huyết. Sau đó, thần vô tận si phân chiến hồn đại lục thành hai phần, cũng kiến tạo một mộ huyệt cho mình, hắn vẫn ôm một tia hy vọng với tộc nhân của hắn, cho nên mở một thông đạo thông với Tu La vương tộc. Cuối cùng, thần vô tận hao hết toàn lực luyện hóa hai đạo ấn ký trên vô tận chiến điển, cũng để giả cửu u cùng giả cửu thiên trấn thủ thiên địa lao ngục. Bởi vì đường tiến vào thiên địa lao ngục không chỉ một đầu, còn có tinh không cổ lộ ở đầu chiến hồn đại lục, chỉ là thần vô tận không nghĩ tới, về sau hai tên giả cửu u và giả cửu thiên lại chiếm lấy. Cũng may thần vô tận còn bố trí chuẩn bị,
đó chính là thí thần, cùng quái vật khổng lồ bên ngoài kia. Biết đầu đuôi sự tình, Tiêu Phàm chỉ có thể đáng tiếc cho thần vô tận, đường đường là thần vương, vậy mà bởi vì tộc nhân của mình mà chết. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu như không không hai đại cường giả tuyệt thế kia đánh lén, thần vô tận cũng sẽ không chết ở chỗ này. Tiêu Phàm vẫn tương đối bội phục ý chí của thần vô tận, đến chết hắn vẫn còn nghĩ đến tộc nhân của mình, dù những này tộc nhân vì tư lợi hủy diệt nhất mạch của hắn. Quái vật khổng lồ bên ngoài kia là huyết linh minh côn. Tiêu Phàm hỏi. Không sai, có nó ở đây, bất kỳ người nào cũng không thể bước vào nơi đây, nó có thể áp chế huyết mạch cùng linh hồn, trừ phi có thể luyện hóa tinh huyết của ta. Thần vô tận nhẹ gật đầu. Đúng rồi sư tôn, vô tận chiến điển vì sao lại rơi vào trong tay tu la điện của chiến hồn đại lục chúng ta? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Trong lời nói của thần vô tận đã nói cho hắn biết, vô tận chiến điển mới thật sự là truyền thừa, nếu như vậy, Tiêu Phàm chẳng phải là đã sớm đạt được tu la vương truyền thừa rồi sao? Gào, lúc này, thí thần gầm nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Là ngươi đưa ra ngoài, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem thí thần nói. Là ta để thí thần đưa ra ngoài, nếu như bên trong vạn năm, tộc ta còn không có ai có thể tiến vào nơi này, vậy để tiểu thí đưa tu la truyền thừa ra ngoài. Thần vô tận gật đầu nói. Nói cách khác, thí thần đã rời khỏi thiên địa lao ngục 2 vạn năm trước. Tiêu Phàm hoảng hốt, hắn còn đang nghĩ, 1 vạn năm trước thí thần bị dụ hoặc hay bị đuổi đi, hóa ra thí thần đã sớm có thể ra vào 2 mảnh địa vực. Mà Tiêu Phàm cũng hiểu rõ một vấn đề khác. Đó chính là người tiến vào thiên địa lao ngục, không chỉ có tu la điện chủ hắn và người thủ mộ, thí thần cũng có thể. Ngoại trừ thí thần, chỉ người có được huyết mạch của ta, cùng thiên nhân tộc mới có thể tiến vào. Thần vô tận nhẹ gật đầu. Thiên nhân tộc vì sao có thể tiến vào? Tiêu Phàm vô cùng buồn bực, hắn từ giọng nói của thần vô tận, nghe được một tia kính sợ đối với thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc là thủ hộ giả giới này. Thiên địa lao ngục vốn chính là một bộ phận của chiến hồn đại lục, bọn hắn tự nhiên có thể ra vào giới này bất kỳ chỗ nào. Thần vô tận vô cùng bình tĩnh nói. Không đúng, ngoại trừ thiên nhân tộc cùng các đời tu la điện chủ, còn có một người có thể. Tiêu Phàm cũng không vì chuyện của thiên nhân tộc mà cảm thấy chấn kinh, ngược lại đột nhiên lắc đầu trong nháy mắt nghĩ đến một bóng người áo trắng. Tiêu Phàm biết trừ điện chủ của tu la điện mấy đời ra, còn Lâu Ngạo Thiên cũng có thể. Sở Khinh Cuồng chính là được hắn đưa vào thiên địa lao ngục. Thần vô tận nhíu mày, cũng không trả lời Tiêu Phàm, giống như không muốn nói cho lắm. Tiêu Phàm lại đổi một chủ đề khác nói, sư tôn, vì sao thiên nhân tộc là người thủ mộ, còn có một người khác cũng là người thủ mộ chứ? Nghe được 3 chữ người thủ mộ này, thần sắc thần vô tận hơi mơ màng, cuối cùng thở dài một hơi. Tiêu Phàm hơi bất ngờ, hắn cảm nhận được sự thương tiếc từ trong thần sắc của thần vô tận. Lẽ nào thân phận của người thủ mộ đến cả thần vô tận cũng ngưỡng mộ? Phải biết thần vô tận chính là Tu La Vương. Sự tồn tại cấp bậc thần vương, chiến hồn đại lục nho nhỏ này lẽ nào còn có tồn tại hắn cũng phải kiêng dè sao? Thứ tiên nhân tộc thủ chính là chiến hồn đại lục. Trong mắt họ, chiến hồn đại lục cũng là một ngôi mộ, mà người ngươi nhắc đến kia chính là thủ mộ của ta và luyện tâm tử. Thần vô tận trả lời, điểm này cũng không giấu giếm. Lâu Ngạo Thiên không phải người của Lâu Gia sao? Mà Lâu Gia không phải chủ nhân Lâu Lan cổ quốc từng huy hoàng nhất sao? Vì sao hắn thủ mộ cho các người chứ? Tiêu Phàm luôn cảm thấy chuyện càng lúc càng phức tạp, có lẽ bản thân tính sai gì rồi. Thần vô tận nghĩ ngợi nói, Lâu Lan cổ quốc truyền thừa vô số năm, xác thực khá lớn nhưng trên bản chất nó và Lâu Ngạo Thiên mà ngươi nhắc tới thực sự không có quan hệ quá lớn. Tiêu Phàm híp đôi mắt. Vừa chuẩn bị tiếp tục hỏi dò lại bị thần vô tận cắt ngang. Chỉ thấy hắn lắc đầu nói, ngươi không cần hỏi dò với ta nữa. Ta cũng sẽ không nói với ngươi, chỉ có thể nói là chuyện của hắn, ta không tiện nhiều lời. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn cảm thấy dáng vẻ thần vô tận đối với Lâu Ngạo Thiên có chút kiêng kỵ, lẽ nào Lâu Ngạo Thiên còn có lai lịch lớn hơn hay sao? Thần vô tận không nói, Tiêu Phàm cũng đành chịu. Hắn chỉ có thể sau này lúc gặp phải Lâu Ngạo Thiên tìm hắn đích thân hỏi dò. Nhưng tương đối mà nói, điều Tiêu Phàm hiếu kỳ nhất là rốt cuộc chiến hồn đại lục là một thế giới thế nào? Vì sao đến thần vương cũng không thể hủy nó? Vì sao thiên nhân tộc lại phải thủ hộ hắn chứ? Thiên nhân tộc lớn mạnh như thế, lại vì sao có chút sợ hãi tiêu thần võ chứ?
Trong lòng Tiêu Phàm cũng nhắc nhở bản thân, nếu thần vương cũng đã không thể hủy, vậy thiên thần cũng chắc chắn không thể hủy. Như vậy, Tiêu Thần Võ và Giả Cửu U cũng có thể thi triển ra toàn lực. Xem ra mấy người hình thánh cũng chỉ có được tin tức sai lầm, lần trước bản thể Minh Yểm không đến, cũng không phải hắn không thể đến mà bởi vì nguyên nhân khác. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Phàm hơi run rẩy. Nếu như lúc đầu bản thể Minh Yểm đến, bản thân chết như thế nào cũng không biết. Sư Tôn, một câu hỏi cuối cùng, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi. Thần Vô Tận nhíu mày, có chút khó chịu nhìn Tiêu Phàm, bản thân đường đường là thần vương, chỉ để giải thích nghi hoặc cho hắn sao. Bản thân Tiêu Phàm cũng hơi ngại nhưng vẫn ý niệm truyền âm nói, thật sự là một câu hỏi cuối cùng. Hỏi đi, hỏi đi. Thần Vô Tận khoát tay một cái nói. Thực ra trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc, Tiêu Phàm đang tu luyện, vận chuyển Vô Tận chiến điển. Vì sao hắn cũng có thể trò chuyện với mình, người bình thường vào lúc tu luyện đều không thể phân tâm. Bởi vì rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Tiêu Phàm ngược lại là dáng vẻ điềm nhiên như không, đây rõ ràng là tập trung lực chú ý vào hai việc. Dựa vào điểm này, Tiêu Phàm cũng có thể khiến Thần Vô Tận lau mắt mà nhìn. Sự nguyền rủa của Nhạc Nhân tộc là thế nào? Nếu đã đồng ý với Nhạc Nhân tộc, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa, hỏi nghi hoặc trong lòng ra. Hơn nữa, sự nguyền rủa của Nhạc Nhân tộc là do Thần Vô Tận hạ. Nếu như hắn có thể giải, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ngươi nói là cổ nhạc tộc, thần sắc Thần Vô Tận bình tĩnh, chỉ là giọng điệu hơi lạnh lùng, lạnh đến khiến người khác phẫn nộ. Đạt tới cảnh giới này của hắn, cho dù chỉ là tàn niệm, một ý niệm cũng vô cùng đáng sợ. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ không tốt, Thần Vô Tận có vẻ như có thù với cổ nhạc. Khó trách Thần Vô Tận cướp đoạt huyết mạch của họ, như vậy, chuyện có chút phiền phức rồi. Lão già của cổ nhạc tộc đó, lúc hắn sắp chết, bổn vương cứu hắn. Còn để hắn đột phá đến thiên thần cảnh, hắn không những không cảm ơn, còn muốn đoạt truyền thừa của bổn vương đi. Phế huyết mạch của hắn cũng nhẹ cho hắn rồi. Thần Vô Tận hừ lạnh một tiếng nói. Thực ra một thiên thần cảnh cũng không đáng để hắn tức giận như vậy. Trong mắt hắn, thiên thần cảnh cũng chỉ là loài run rế. Nguyên nhân hắn tức giận như vậy là lão tổ cổ nhạc tộc thất tín bội nghĩa. Tiêu Phàm không biết nói gì, hắn cũng ghét nhất người thất tín bội nghĩa. Nếu như đổi lại là hắn, ước chừng cũng sẽ không chỉ phế huyết mạch của cổ nhạc tộc mà thôi. Nếu ngươi đã cầu tình cho họ, vi sư có thể không trách lỗi xưa nhưng cụ thể cứu thế nào còn phải dựa vào bản thân ngươi. Huyết mạch cả tộc đó của họ bị ta phong ấn ở trong sơn thần ấn. Ngươi có thể đến Tu La Sơn lấy. Thần Vô Tận lại nói. Tiêu Phàm nghe vậy, thở nhẹ một hơi. Chỉ cần Thần Vô Tận đồng ý, vậy mọi thứ cũng dễ nói chuyện. Đa tạ sư tôn, Tiêu Phàm truyền âm nói. Được, thời gian của vi sư không nhiều nữa. Cuối cùng giúp ngươi tôi luyện lực huyết mạch, toàn thân tâm tập trung tinh thần. Chỉ được thành công, không được thất bại. Thần Vô Tận sợ Tiêu Phàm tiếp tục hỏi, sắc mặt nghiêm nghị nói. Tiêu Phàm gật đầu, tinh thần vội rơi vào trong thần cung. Đây chính là một cơ hội của lực huyết mạch hoàn mỹ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn thỉnh thoảng vận chuyển kinh văn trên Vô Tận chiến điển, trong đầu hắn có một giọng nói xưa cũ vang ầm ầm, chấn động đến Tiêu Phàm cũng hơi phát sợ. Sự đau đớn của ngọn lửa đốt luyện đó đã khiến thân thể Tiêu Phàm trở nên chết lặng nhưng hắn vẫn cắn chặt răng kiên trì. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu la huyết mạch trong người càng phát càng mạnh, đã cô đọng rất nhiều lần hơn trước đây. Sau đó, đây vẫn chỉ là một sự bắt đầu. Thần huyết trong huyết trì mới chỉ giảm bớt chưa đến 1/10. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng không thôi, Tu La Vương này kiêm chức chính là một kẻ điên, muốn dùng Vô Tận thần huyết sáng tạo một lực huyết mạch mới. Điều này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng hắn có cảm giác sự tưởng tượng này của Thần Vô Tận rất có thể sẽ thành công trên người bản thân mình. Chỉ là điều hắn hiếu kỳ là huyết mạch sau này của bản thân vẫn là Tu La huyết mạch sao? Nếu như có thể khiến huyết mạch của bản thân thăng lên cấp độ huyết mạch thần vương, Tiêu Phàm rất có tự tin. Một khi bản thân đột phá chiến thần đỉnh phong, cho dù là đối mặt thiên thần bình thường, hắn cũng có thể đối mặt giao chiến. Đây chính là sự lớn mạnh của sức mạnh huyết mạch. Cùng lúc huyết mạch trở nên mạnh, Tiêu Phàm cảm thấy khí lực, linh hồn của mình đều đang phát sinh sự tăng vọt về chất. Thậm chí,
ngay cả tinh thể của kiếm hình thần lực cũng trở nên sắc bén và óng ánh dị thường. Tiêu Phàm cảm thấy thần lực chi tinh của mình còn lớn mạnh hơn thần binh lợi khí. Điều khiến Tiêu Phàm bất ngờ nhất là hòn đá màu trắng lại tản phát ra từng quầng sáng màu trắng, bao phủ từng năng lượng đặc biệt tiến vào trong huyết mạch của mình, giống như đang giúp đỡ lực huyết mạch phát sinh biến hóa. Thần vô tận, người đừng ép ta. Nếu ta chạy thoát ra ngoài, ắt sẽ tiêu diệt giới này khiến mọi người đều tuẫn táng. Tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên, đại trưởng lão gần như điên lên. Nếu như nghe thấy tiếng này, có lẽ Tiêu Phàm sẽ hồi tưởng lại. Lúc đầu Tiêu Phàm rút lực huyết mạch phía trên phong ấn ngũ hành ra, từng nghe thấy giọng này. Chỉ là giọng của lúc đó âm u lạnh lẽo vô cùng. Thần vô tận không để ý, căn bản không để ý sự uy hiếp của trưởng lão. Hắn cũng đã chết rồi, thêm lo lắng cũng có tác dụng gì đâu. Ta không chỉ muốn tiêu diệt giới này, còn muốn giết sạch nhất mạch đó của ngươi. Tiểu tử, thật sự tin tưởng lời của thần vô tận sao? Hắn đang lợi dụng ngươi, mưu đồ giới này mà thôi. Mọi thứ trên người ngươi đều là của hắn, cho dù là tàn niệm hắn cũng có thể cướp đoạt thân xác ngươi. Nhưng hắn không làm, lẽ nào ngươi cũng không nhìn ra hắn có âm mưu lớn hơn sao? Đại trưởng lão biết tâm tính thần vô tận kiên định vô cùng, dựa vào mấy câu nói là không thể làm gì được hắn. Chỉ có thể hạ thủ trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe vậy, chau mày lại, tinh thần cũng bỗng nhiên rung động. Lời nói của đại trưởng lão vang vọng rất lâu trong đầu của Tiêu Phàm, đúng vậy, thần vô tận nói nhiều như vậy, sao bản thân lại tin tưởng hết chứ? Lỡ hắn lại là một tiêu thần võ thì sao? Giữ vững bản tâm, giọng thần vô tận vang lên, ngữ khí không cho phép phủ định, cũng không biện giải cho bản thân, giống như chẳng đáng biện giải. Tiêu Phàm nghe vậy, không biết vì sao nơi sâu thẳm trong lòng lựa chọn tin tưởng thần vô tận. Chí ít cho đến bây giờ, thần vô tận cũng không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với hắn. Cho dù hắn muốn đoạt xá bản thân, Tiêu Phàm cũng không sợ. Trong thần cung, cho dù thần vương thì lại thế nào? Một tàn niệm mà thôi, trải qua thời gian hàng vạn năm, dù mạnh thì có thể mạnh tới đâu. Nếu quả thật như đại trưởng lão nói, thần vô tận vì đoạt xá mình, vậy vì sao hắn không muốn đoạt xá nữa? Phải biết một khi bản thân trưởng thành, thần vô tận muốn đoạt thân xá mình lần nữa thì phiền phức rồi. Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài gì giữ trên người mình? Nghĩ đến đây, trong đầu Tiêu Phàm lóe lên một suy nghĩ. Cuối cùng chỉ nghĩ đến thí thần, lửa vô tận, tỏa hồn châu với vô tận chiến điển. Thí thần sớm đã theo Tiêu Phàm, tuy bây giờ lại sinh ra ý chí bản năng nhưng Tiêu Phàm tự tin có thể dễ dàng khống chế nó. Mà lửa vô tận, luận uy lực xác thực không tệ nhưng nghĩ làm gì được Tiêu Phàm. Không phải Tiêu Phàm tự đại, thần vô tận muốn dựa vào lửa vô tận đối phó hắn, căn bản không thể nào. Về phần tỏa hồn châu, đến nay Tiêu Phàm cũng không biết cụ thể phẩm cấp gì. Đây là điều Tiêu Phàm khá lo lắng. Nếu như tỏa hồn châu mất đi khống chế, ngược lại đối phó bản thân, hắn cũng chưa chắc có thể khống chế được. Về phần vô tận chiến điển, thứ này chính là thứ đến cả thần vô tận cũng không thể làm gì nó. Hắn dĩ nhiên cũng không thể dùng vô tận chiến điển để đối phó bản thân. Như vậy, chỉ có tỏa hồn châu rồi, Tiêu Phàm cân nhắc trong lòng nói. Ha ha, thần vô tận, ngươi không phải là đang tìm thân thể thích hợp với ngươi nhất sao? Có gì không thể nói, sợ ta để bí mật của ngươi bại lộ sao? Đại trưởng lão giống như nói chúng xương sườn của thần vô tận, bắt đầu không kiêng nể gì mà trào phúng. Dù sao hắn không thể sống nữa, nếu như có thể phá hoại kế hoạch của thần vô tận, vậy cũng là chấm dứt một điểm đáng tiếc. Bổn vương làm việc chính đáng, đứng đắn, có gì sợ bại lộ, giọng điệu thần vô tận vô cùng bình đạm, căn bản không lay động. Sau đó hắn lại nhìn Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, vi sư lại có chút tư tâm nhưng tuyệt đối không nhắm vào ngươi. Nếu như có một ngày, ngươi có thể đạt đến cảnh giới đỉnh phong của vi sư, ngươi tự nhiên sẽ biết. Được, Tiêu Phàm truyền ra một ý niệm. Chỉ cần có thể đạt tới thần vương cảnh, Tiêu Phàm cũng không sợ thần vô tận lại nhắm vào hắn nữa. Có lẽ thần vô tận đang gạt hắn nhưng Tiêu Phàm tin, cảm giác của thí thần sẽ không gạt hắn. Hắn biết thần vô tận chắc chắn giấu một bí mật lớn nhưng bí mật này hắn sẽ không nói với bất kỳ ai. Chỉ có thể đến thời cơ thích đáng mới để Tiêu Phàm biết. Vô tận chiến điển, vi sư chỉ giúp ngươi mở ra tam trùng đầu tiên. Phía sau cần bản thân ngươi tự mở ra,
giọng thần vô tận tiếp tục vang lên trong đầu Tiêu Phàm. Toàn bộ Tiêu Phàm nghe trong đầu, hắn luôn cảm thấy thần vô tận giống như đang dặn dò di ngôn. Điều này khiến sự tin tưởng thần vô tận phát từ trong lòng hắn. Lúc này, thần vô tận tiếp tục nói, nếu như tương lai có một ngày, ngươi đến được thái cổ thần giới, tuyệt đối không thể bại lộ sự tồn tại của vô tận chiến điển. Một khi bại lộ, rất nhiều người muốn mạng của ngươi. Ngươi có thể cho rằng vi sư đang lợi dụng ngươi, bởi vì ta cũng thực sự đang lợi dụng ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn trở thành cường giả chân chính, điều này đối với ngươi có lợi mà không hại. Sư tôn yên tâm, mối thù của ngươi, để con báo. Tiêu Phàm vô cùng nghiêm túc nói. Ha ha, cả đời này của thần vô tận ta gặp người không tốt, nhưng có câu nói này của con là đủ rồi. Thần vô tận đột nhiên cười ha ha, nhưng đồ nhi ngoan, ngươi cũng quá xem thường sư tôn của ngươi rồi. Thù của vi sư sẽ tự mình báo. Cho dù chết, vi sư cũng có thể báo. Nói đến đây, thần vô tận lại ngừng một lát, chuyện ta cần ngươi giúp, trừ phi ngươi đạt đến cảnh giới như vậy, bằng không nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Tiếng nói rơi xuống, tàn niệm của thần vô tận đột nhiên mở ra mấy thủ ấn, tiếp sau đó, ngọn lửa phía trên huyết quan càng hung mãnh hơn. Đồ nhi ngoan, ngươi đừng khiến vi sư thất vọng, ta cược mọi thứ trên người ngươi. Ta dùng hồn của ta luyện vô tận chiến huyết, đột nhiên, bản thân thần vô tận cũng bắt đầu bùng cháy. Một ngọn lửa cuồng bạo xông đến bốn phương tám phía, trong hư không chỉ có một giọng nói vang lên. Thần vô tận, ngươi là kẻ điên, kẻ điên. Giọng gào thét của đại trưởng lão truyền đến, sau đó chôn vùi xuống dưới hoàn toàn. Ngay sau đó, hồn lực cuồn cuộn từ trong huyết quan tuôn trào mãnh liệt mà ra, thần huyết trong huyết chỉ cũng sục sôi. Tiêu Phàm cũng không ngờ thần vô tận tự nhiên dùng tàn niệm của mình để đảm nhiệm linh hỏa, nung lực huyết mạch của mình. Dựa vào điểm này, trong lòng Tiêu Phàm lại tín phục không ít đối với thần vô tận. Dùng sinh mệnh trợ giúp người của mình như vậy lại có gì đáng hoài nghi nữa. Chính như thần vô tận nói, có lẽ hắn có tư tâm nhưng tư tâm này không phải nhắm vào Tiêu Phàm hắn, vậy là đủ rồi. À, đột nhiên, Tiêu Phàm ngẩng mặt gào thét. Giọng xé tim phanh phổi vang vọng trong vùng không gian này. Hai khối linh hồn đốt luyện, tốc độ huyết mạch tôi luyện của Tiêu Phàm tăng nhanh hơn mấy lần. Thần huyết trong huyết chỉ giảm bớt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy sức mạnh của mình đang mau chóng tăng lên. Thân thể cũng cảm thấy sắp nổ tung. Nếu như không phải có hòn đá màu trắng tản phát ra sức mạnh nhẹ nhàng, ước chừng Tiêu Phàm sớm đã tự bạo mà vong. Đây cũng là nguyên nhân thần vô tận quá đề cao Tiêu Phàm. Thấy dáng vẻ rửng rưng tự nhiên trước đây của Tiêu Phàm, thần vô tận còn tưởng Tiêu Phàm có thể dựa vào bản thân chịu được sự tôi luyện của 100 loại rèn luyện thần huyết này. Nếu như thần vô tận biết khắp thiên hạ không có ai có thể tiếp nhận được sức mạnh của 100 loại rèn luyện thần huyết, có lẽ hắn sẽ không điên cuồng như vậy. Đương nhiên, nếu như không phải sự điên cuồng của thần vô tận, cũng sẽ không đào tạo Tiêu Phàm khiến thái cổ thần giới đều rung động, nhưng đây là việc về sau hãy nói. Theo 100 loại rèn luyện thần huyết tiến vào trong người Tiêu Phàm, trong kinh mạch của Tiêu Phàm lại phát ra một trận tiếng gào thét. Sóng khí dâng trào từ từ xung kích xung quanh. Sau lưng Tiêu Phàm lại hiện lên một bóng hình màu đen mơ hồ. Bóng hình màu đen bá đạo và tùy tiện vô cùng. Khoảnh khắc nó xuất hiện đó, khoảng không gian này cũng cuồng bạo hoàn toàn. Thần. Trong hư không truyền ra từng âm tiết cổ xưa, Tiêu Phàm bắt lấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một tiếng. Sau đó giọng nói ấy từ từ biến mất. Ma ảnh màu đen dường như đến từ man hoang cổ giới, tràn đầy sức mạnh cuồng bạo vô cùng. Đến cả thiên địa này cũng không chịu được uy áp của hắn. So sánh với ma ảnh Tu La trước đây, ma ảnh màu đen này trông đáng sợ hơn. Nếu để một vài lão quái vật nào đó của Tu La tộc nhìn thấy, ước chừng sẽ chấn động không thôi, thậm chí sẽ tức khắc quỳ bái. Sau mấy hơi thở, ma ảnh màu đen từ từ biến mất, hóa thành một khối xương mù tiến vào trong người Tiêu Phàm. Trong người Tiêu Phàm truyền đến từng tiếng nổ vang, bỗng nhiêu, quanh người Tiêu Phàm sinh ra một vòng xoáy rất lớn. Thần huyết trong huyết chỉ với một chút hồn hỏa thừa lại, toàn bộ tuôn vào trong người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đau đến nhe răng trợn mắt, sắc mặt ửng đỏ. Gân xanh trên tràn nổi lên. Sau đó cũng không chịu được nữa, trực tiếp ngã xuống đất không dậy được, hoàn toàn ngất đi. Giờ phút này,
vô tận chiến điển trong thần cung của Tiêu Phàm đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng mãnh liệt, từng tiếng xa vời vang vọng trong thần cung, luyện vô tận chiến huyết, đúc vô thượng tu la. Lúc Tiêu Phàm hôn mê, phía trên huyết hồ chỗ có linh tuyền, từng thi thể thưa thớt lay động. Một khoảng mặt hồ tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng nước cuồn cuộn. Lúc này, bên ngoài khu vực này mấy chục dặm lại có 5 chiếc thuyền nhỏ. 5 bóng hình đứng phía trên, ngắm nhìn phương xa. Nếu như những người kia không gạt chúng ta, công tử hẳn là từng xuất hiện ở thủy vực phía trước. Một người trong đó mở miệng, thần sắc hơi nặng trĩu. 5 người này không phải người khác, chính là Tiếu Thiên Dương họ. Mấy người nghe thấy tin tức của Tiêu Phàm bèn nhanh chóng chạy đến thủy vực này. Nhưng điều khiến mấy người thất vọng là thủy vực có nhiều áo nghĩa thần ngư trong truyền thuyết nhất này lại không có bóng người nào. Điều này khiến mấy người kinh ngạc không thôi. Sau đó dưới sự dò la mới biết nơi đây lại xảy ra đại chiến. Hơn nữa quái vật to lớn lúc trước từng xuất hiện cũng ở đây. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ cũng không thấy tung tích nào của Tiêu Phàm. Bọn họ không khỏi lo lắng cho an nguy của Tiêu Phàm. Công tử là người hiền tự có trời phù hộ, sẽ không có chuyện gì đâu. Kiếm La lắc đầu nói, nhìn chằm chằm mặt hồ mà ngơ ngẩn. Dù là người khác có kiên định rằng Tiêu Phàm đã chết nhưng hắn tuyệt đối sẽ không. Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ, sao lại có thể chết ở chỗ này? Nếu như nói ra ngoài, đoán chừng người khác cũng không tin Tiêu Phàm bị một áo nghĩa thần ngư giết chết. Hay là qua đó xem thử? Sở Khinh Cuồng thăm dò nói. Kiếm La và Tiếu Thiên Dương đều không hề do dự nhưng Thanh Phong Lão Tổ và Xích Vân Lão Tổ lại có chút do dự không tiến lên. Ai biết quái vật còn dưới đáy hồ ấy hay không chứ? Nếu như tới đó vừa đúng lúc gặp phải quái vật đáng sợ ấy, ước chừng những người họ đều phải lưu lại nơi này. Chúng ta không phải đối thủ của quái vật đó. Thanh Phong Lão Tổ cân nhắc nói, có lẽ mấy người Tiếu Thiên Dương tràn đầy nhiệt huyết nhưng Thanh Phong Lão Tổ là người từng trải qua vô số sống chết và nguy hiểm. Hắn rất rõ sự khủng bố của huyết hồ này. Từng thi thể phía xa có thể nói rõ tất cả. Họ qua đó, rất có thể cũng sẽ trở thành một thành viên trong đám thi thể đông đúc đó. Cũng vào lúc này, mặt hồ đột nhiên cuộn lên một trận gió lớn. Sóng nước càng lúc càng cao, thổi khiến cho thuyền của mấy người họ đều dập dềnh. Các ngươi xem, đột nhiên, Xích Vân Lão Tổ chỉ vào nơi xa nói. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại, lại nhìn thấy trên mặt hồ như có gì đó đang lao nhanh. Khắc tiếp theo. Điều khiến mọi người hít khí lạnh là từng tia sáng lại từ mặt hồ cao đến ngất trời. Là áo nghĩa thần ngư, mau lui lại, mấy người hồi tỉnh lại, không hề do dự điều khiển thuyền chạy trốn về nơi xa. Họ dĩ nhiên lo lắng sống chết của Tiêu Phàm nhưng ở lại nơi đây, rất có thể cửu tử nhất sinh. Vừa rồi chỉ thoáng nhìn, những áo nghĩa thần ngư kia không thiếu những con 8 vân và 9 vân. Nếu như chúng bao vây mà lên, dù là họ cũng không chịu đựng nổi. Hơn nữa, những áo nghĩa thần ngư đó rõ ràng là xông đến chỗ họ. Muộn thêm nữa mới đi, họ sẽ phải tiến vào bụng cá. Tốc độ của mấy người họ rất nhanh nhưng đâu thể nhanh hơn áo nghĩa thần ngư, bị áo nghĩa thần ngư đuổi kịp rất nhanh. Lúc này, một luồng sức mạnh đặc biệt đang chiếm đoạt lực linh hồn của họ. Sự đau đớn đó còn khủng bố, khó chịu hơn đao kiếm cắt trên người. Trong đầu mấy người họ không khỏi hồi tưởng những tu sĩ ở ngoài thiên vân các bị áo nghĩa thần ngư chiếm đoạt linh hồn đó. Họ tuyệt đối không phải giả vờ, bây giờ mấy người Kiếm La mới thật sự đồng cảm với bọn họ. Chẳng lẽ vừa rồi những thi thể đó chính là bị áo nghĩa thần ngư chiếm đoạt linh hồn rồi? Tiếu Thiên Dương nghĩ đến từng thi thể trên mặt nước trước đây, không khỏi rùng mình một cái. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mau chạy đi, mọi người đừng dựa quá gần. Cách nhau khoảng cách nhất định. Mặt Thanh Phong Lão Tổ u ám. Mấy người Kiếm La nghe vậy, vội vàng gật đầu xông đến bên cạnh. Họ vui mừng trước đây nghe thép lời của Thanh Phong Lão Tổ, nếu không thật sự xông vào thủy vực đó, ước chừng bây giờ đã không trốn thoát rồi. 5 người dùng hết toàn lực khống chế thuyền nhưng tốc độ của họ đâu thể nhanh hơn áo nghĩa thần ngư được. Càng huống hồ linh hồn của họ bị áo nghĩa thần ngư cắn xé. Sự đau đớn này không khiến họ phát điên đã rất hiếm có rồi. Chạy, dùng hết toàn lực chạy. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu mấy người họ, tuyệt đối không thể dừng lại. Chỉ cần áo nghĩa thần ngư tản ra, bản thân mấy người liền được cứu rồi. 5 người cách nhau khoảng cách mấy trăm mét cùng tiến,
áo nghĩa thần ngư bị phân tán ra. Sự đau đớn của linh hồn họ từ từ biến mất. Khi năm người quay đầu nhìn lại lại phát hiện những áo nghĩa thần ngư đó cũng không đuổi theo, mà cuồn cuộn trên mặt hồ giống như đang miệt thị năm người. Miệt thị thì miệt thị đi, trong lòng năm người thầm nghĩ. Chỉ cần có thể sống sót, vậy là đủ rồi. Vì để bảo đảm, năm người lại lui về sau khoảng cách mấy dặm, cho đến áo nghĩa thần ngư biến mất trong tầm mắt, họ mới hết lo lắng. Mấy người họ vẫn còn dáng vẻ sợ hãi trong lòng, mở to miệng hít thở giống như đã trải qua một trận đại chiến kinh khắc nơ. Không biết lúc nào, y phục đã bị ướt đẫm mồ hôi. Tiếu Thiên Dương không thể nhìn được tức giận mắng, áo nghĩa thần ngư đáng chết, lần sau lão tử phải dán hết bọn hắn mới được. Mấy người Thanh Phong lão tổ khinh thường nhìn Tiếu Thiên Dương, nhưng vừa rồi ngươi là người chạy nhanh nhất. Cẩn thận, đột nhiên, kiếm la khẽ quát một tiếng, giơ tay chém một kiếm về phía trước. Một tiếng ầm nổ vang, một tia sáng bị một kiếm của kiếm la chém ra. Hư không cuộn trào vô số kiếm khí, xé rách nước hồ, nước mặt hồ bắn tung tóe. Bà nội nó, ai dám tập kích lão tử? Tiếu Thiên Dương nổi điên, nhìn về nơi xa. Nơi xa, từng chiếc thuyền nhanh chóng bay vọt đến chỗ của Tiếu Thiên Dương họ. Từ bốn phương tám phía vây mấy người họ lại ở giữa. Tiếu Thiên Dương, quả nhiên là các ngươi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một nam tử áo đen đứng sừng sững trên một chiếc thuyền lớn, cười lạnh lùng nhìn Tiếu Thiên Dương họ, ý định giết người không hề che giấu. Lãnh đồng, người cũng thật là âm hồn không tan. Tiếu Thiên Dương trao mày lại, ánh mắt mạnh mẽ quét nhìn xung quanh, thần sắc trở nên nặng trĩu vô cùng. Đối diện người cầm đầu chính là Lãnh Đồng, trước đây bị đại quái vật đó trọng thương. Cho dù trải qua thời gian mấy ngày, sắc mặt của hắn vẫn còn chút trắng bệch. Đáng tiếc, hắn không dám đi tìm phiền phức cho quái vật đó, chỉ có thể chuyển tất cả lửa giận và sát ý đến Tiêu Phàm. Nhưng hắn biết muốn giết chết Tiêu Phàm bên trên huyết hồ dường như là điều không thể. Bởi vì Tiêu Phàm có thể ngự không bay lên. Nhưng Lãnh Đồng rõ ràng không nghĩ bỏ đi như vậy, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là giết Kiếm La và Tiếu Thiên Dương họ, cũng coi là gián tiếp báo thù rồi. Mấy ngày nay, hắn vẫn đang dò la hành tung của đám người Tiếu Thiên Dương, còn đặc biệt điều động 30 người đến, vây giết Tiếu Thiên Dương bọn họ. Hắn vốn chỉ là ôm một chút may mắn, thật không ngờ Tiếu Thiên Dương bọn họ thật sự ở đây. Âm hồn không tan. Ngươi yên tâm, lần này ta để các ngươi làm quỷ cũng không làm được. Lãnh Đồng nói với sát khí nặng trĩu. Trong lòng của hắn kìm nén một nộ khí không thể phát tiết, trước đây hãm hại Tiêu Phàm không thành công, suýt chút để bản thân tiến vào. Từ sau lần đầu gặp Tiêu Phàm, hắn phát hiện mình không thuận lợi gì cả. Tiêu Phàm sớm đã trở thành đối tượng phải giết trong lòng hắn. Giết chết mấy người Tiếu Thiên Dương, hắn cũng chỉ là thu về chút lãi mà thôi. Lãnh Đồng phất tay, căn bản lười phí lời với Tiếu Thiên Dương họ. Giết, theo Lãnh Đồng hạ lệnh một tiếng, 30 đại cường giả chiến thần cảnh sau lưng hắn không hề do dự xông lên. Trong mắt bọn hắn, 5 người Tiếu Thiên Dương họ đã là một đám người chết. Sắc mặt 5 người Tiếu Thiên Dương hơi khó coi. Nếu như đang trên đất liền, họ không hề sợ hãi nhưng đang trong huyết hồ, họ không thể bay, hoàn toàn không có ưu thế gì. Mắt thấy 30 đại cường giả đánh tới, 5 người cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vù vù, thời khắc mắt thấy hơn 30 chiến thần cảnh sắp tới gần, từng tiếng phá không đột nhiên vang lên, sát đó là từng tia sáng trực tiếp xông ra từ mặt nước giống như từng cán thần kiếm. 5 người Tiếu Thiên Dương và 30 cường giả đại chiến thần cảnh đối diện đồng thời kinh ngạc, nhao nhao lùi về phía sau, phòng bị nhìn từng tia sáng đó. Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy một xúc tu huyết sắc xông đến 30 thuộc hạ của Lãnh Đồng đó, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phốc phốc vài tiếng, không đợi đám người lấy lại tinh thần, từng xúc tu huyết sắc đó đánh vỡ 8 chiếc thuyền. 8 người trong đó mau chóng rơi xuống nước hồ. Công tử, cứu mạng, cứu ta, tiếng kêu thảm thiết từ trong nước hồ truyền đến, họ dĩ nhiên là cường giả chiến thần cảnh nhưng ở đây không thể bay. Chỉ có thể dương mắt nhìn rơi vào trong nước. Đương nhiên, nếu như không có những người khác ra tay, với tố chất bản thân không tệ của họ, cho dù bơi giống người bình thường, họ cũng sẽ không chết đuối. Nhưng mấu chốt là đối phương tập kích họ, chỉ là đánh rơi họ xuống nước sao? Hiển nhiên không phải, cũng trong thời khắc họ rơi xuống nước đó,
từng xúc tu huyết sắc ấy đột nhiên lao xuống, cuộn thân thể của tám chiến thần cảnh kia, tức khắc ngã xuống đáy hồ. Sau khi tám cường giả đại chiến thần cảnh xuống dưới thì không lên nữa. 20 người còn lại mau chóng bị dọa đến thất thần ra, đâu còn muốn giết mấy người Kiếm La, bây giờ bọn hắn chỉ muốn chạy trốn. Đây là, Kiếm La trao chặt mày nhìn mặt hồ đó, nhất thời có chút thất thần. Kiếm La, còn xứng người đó làm gì, mau đi đi. Tiếu Thiên Dương kêu lớn, xoay người chạy trốn về nơi xa. Thanh Phong Lão Tổ, Xích Vân Lão Tổ và Sở Khinh Cuồng cũng không hề do dự xoay người mà chạy. Bây giờ người của Lãnh Đồng bị cầm chân, lúc này không trốn thì chờ đến khi nào. Thật ra lúc này, Lãnh Đồng ở nơi xa cũng không thể để ý đến việc giết mấy người Tiếu Thiên Dương nữa. Một lần lập tức giết chết tám chiến thần cũng hoàn toàn chấn động hắn rồi. Từ hơi thở vừa rồi, Lãnh Đồng đã đại khái phán đoán ra thực lực của quái vật này, tuyệt đối không vượt qua chiến thần cảnh đỉnh phong, không có thực lực của cự trảo trước đó. Nhưng mấu chốt là nơi đây là huyết hồ. Họ cũng không thể bay, cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu như quái vật đó giống như vừa rồi, trực tiếp đánh vỡ thuyền, đánh họ rơi xuống đáy hồ thì cho dù ngươi mạnh hơn cũng phải lưu lại nơi đây. Trong thoáng chốc, tu sĩ xung quanh chạy trốn cũng không thấy tung tích nữa, một màn đại chiến sắp bắt đầu lại kết thúc như vậy. Chỉ có Kiếm La đứng ngơ ngẩn tại chỗ, không hề động đậy. Kiếm La, ngươi không phải bị dọa ngốc chứ? Tiếu Thiên Dương lo lắng hét lớn. Đùa gì vậy, tuy quái vật này không đáng sợ như quái vật lớn to lớn trước đây đó nhưng muốn giết họ cũng rất dễ dàng. Không cần chạy, nó sẽ không giết chúng ta. Kiếm La lắc lắc đầu nói, trên mặt hiếm có lộ ra vẻ tươi cười. Không cần chạy, Tiếu Thiên Dương rõ ràng không tin. Nhưng sau khi đợi mấy hơi thở, quái vật đáy hồ đó cũng không xuất hiện lần nữa. Mấy người cũng không nhịn được lộ ra vẻ tò mò. Lẽ nào thật sự bị khí vương bá của Kiếm La chấn động rồi? Tiếu Thiên Dương bán tin bán nghi nói. Sau đó mấy người từ từ đến gần Kiếm La. Nhưng cũng vào lúc này, đáy hồ đột nhiên lại có mấy ánh sáng vọt ra, xông thẳng đến Kiếm La. Kiếm La, Sở Khinh Cuồng thét to trước tiên, lo lắng vô cùng. Đôi mắt của Tiếu Thiên Dương họ cũng chợt co lại, quái vật đó lại xông đến rồi. Bốn người nhìn nhau. Cuối cùng khẽ cắn môi xông đến chỗ Kiếm La. Chỉ là vừa rồi xông ra mấy trượng, thân hình mấy người đột nhiên ngừng lại, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn phía trước. Chỉ thấy lúc mấy xúc tu đó đến gần Kiếm La thì ngừng lại. Xúc tu sắc bén đó nuốt vào nhả ra ánh kiếm, lại không giết chết Kiếm La. Ngươi thắng rồi, lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ngay sau đó, xúc tu ấy đột nhiên bất mất. Mặt hồ đột nhiên xuất hiện một bóng người, điều kỳ lạ là bóng người này lại đứng trên mặt nước. Kiếm La thấy thế, khẽ mỉm cười, không ngờ ngươi lại xuất hiện ở chỗ này. Mấy người Tiếu Thiên Dương ở nơi xa vô cùng khẩn trương cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại. Họ kinh ngạc nhìn bóng người kia, sau đó chậm rãi bước qua. Các ngươi quen nhau, Tiếu Thiên Dương vô cùng kinh ngạc nhìn Kiếm La và bóng người đó. Kiếm La gật đầu nói, giới thiệu với các ngươi một chút. Đây là Trọc Thiên Hồng, mấy người này là... Không sai, người tới chính là Trọc Thiên Hồng. Trọc Thiên Hồng vốn đang đợi Tiêu Phàm ở Tu La Cổ Thành nhưng đợi hơn một tháng cũng không thấy bóng dáng của Tiêu Phàm đâu. Vài ngày trước, Tiêu Phàm gây ra chút động tĩnh ở Tu La Cổ Thành, Trọc Thiên Hồng mới biết Tiêu Phàm đã đến. Vừa rồi hắn muốn tìm Tiêu Phàm lại không ngờ huyết hồ thủy điếu bắt đầu rồi. Sau đó hắn tìm tung tích của Tiêu Phàm ở huyết hồ. Cuối cùng tìm đến nơi này nhưng không ngờ Tiêu Phàm không nhìn thấy, lại bắt gặp mấy người Kiếm La bị Lãnh Đồng truy sát. Đúng rồi, Chiến La đâu? Kiếm La đột nhiên nhìn Trọc Thiên Hồng nói. Ngươi không nói, ta cũng quên mất. Trọc Thiên Hồng đột nhiên ra chủ ý, đưa tay vẫy, một xúc tu đột nhiên thò xuống đáy nước. Công phu trong chớp mắt, lại có một bóng hình từ mặt nước bay lên. Trọc Thiên Hồng, ngươi muốn chết. Bóng người đó vừa xuất hiện bèn gầm thét một tiếng. Một quyền vọt đến Trọc Thiên Hồng. Trừ Chiến La, còn có thể là ai? Trọc Thiên Hồng cười ha ha, lách mình liền xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, tránh một đòn của Chiến La. Cũng khó trách Chiến La phẫn nộ. Hắn đường đường là chiến thần cảnh đỉnh phong lại bị Trọc Thiên Hồng kéo xuống nước uống mấy ngụm nước, không bán mạng cùng Trọc Thiên Hồng đã là vô cùng khách khí rồi. Ta đây không phải hết cách sao? Chỉ có thế này mới có thể tập kích những người đó.
Trọc Thiên Hồng nhún vai bất đắc dĩ nói. Sau đó vội vàng chuyển chủ đề nhìn Kiếm La nói, Kiếm La, công tử đâu? Sắc mặt Kiếm La thay đổi trong chớp mắt, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nụ cười trên mặt Trọc Thiên Hồng cứng đờ ở đó trong chớp mắt. Hắn nhìn thấy Kiếm La, vốn cho là Tiêu Phàm cũng ở gần đây nhưng nhìn thấy sắc mặt Kiếm La, Tiêu Phàm rất có thể đã xảy ra chuyện. Điều này bảo hắn sao có thể không lo lắng, ngươi không phải ở cùng công tử sao? Ngữ khí Trọc Thiên Hồng hơi lạnh lùng, thậm chí lộ vẻ sát khí. Việc này không thể trách Kiếm La, chuyện là thế này. Tiếu Thiên Dương vội điều khiển thuyền nhỏ chặn trước người Kiếm La, nói. Sau đó tự thuật đơn giản những chuyện trước đây một lượt, sắc mặt Trọc Thiên Hồng cũng trở nên nặng trĩu, tay phải chống cầm suy nghĩ nghiêm túc. Gào, đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng gầm thét, ngay sau đó là một khoảng sóng nước to lớn, khí thế đáng sợ kích xạ đến bên này của họ. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn lại, điều khiến họ kinh hãi là một cái cự trảo từ mặt nước gào thét ra giống như cắt thiên không ra, khí thế hung mãnh vô cùng. Cảm nhận được khí thế đó, mọi người chỉ cảm thấy da đầu nổ ra. Đặc biệt là mấy người Tiếu Thiên Dương, mấy người họ chính là hiểu biết sự đáng sợ của quái vật đó. Đi mau, Thanh Phong lão tổ sợ hãi kêu lên, cự trảo đó rõ ràng là xông đến chỗ họ. Trên sóng nước chính là vô số áo nghĩa thần ngư lao nhanh đến. Huyết Linh Minh Côn, sao nơi đây lại có quái vật này? Trọc Thiên Hồng kêu lạ, thân hình suýt chút đứng không vững, run giọng nói, ta đã thấy lại vì sao người ở đây không thể bay, vốn dĩ là bị linh hồn và huyết mạch của quái vật này áp chế rồi. Trọc Thiên Hồng không hổ là người của Thái Cổ Thần Giới, kiến thức không phải uyên thâm bình thường. Một giây sau, mấy xúc tu của hắn vung ra, cuốn mọi người lướt đến chân trời, giống như sợ muộn một bước sẽ bị ở lại nơi này. Mấy người vừa mới rời đi, áo nghĩa thần ngư đó bèn nhào lên. Tất cả người chạy trốn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trọc Thiên Hồng càng không dám quay đầu, bán sống bán chết chạy nhanh lên mặt hồ. Một khoảng trên mặt hồ, Lãnh Đồng mang theo 20 thuộc hạ dừng lại. Sắc mặt mọi người trắng bệch, há mồm thở dốc, mỗi người đều mang dáng vẻ mệt mỏi trên mặt. Tiêu Phàm đáng chết, Lãnh Đồng chém một kiếm ra, mặt hồ bị kiếm khí chia ra, cuộn lên một trận sóng nước, sau đó lại bị vô số kiếm khí khuấy vỡ. Lãnh Đồng của lúc này phẫn nộ đến cực điểm, lửa giận của hắn không có nơi nào để phát tiết, chỉ có thể trút giận với mặt hồ. Những thuộc hạ kia bình tĩnh lại, không dám nói câu nào. Họ sợ Lãnh Đồng tức giận khiến họ bỏ mạng ở đây. Hồi lâu, cuối cùng Lãnh Đồng bình tĩnh lại. Sắc mặt u ám lạnh lẽo nói, vì sao mỗi lần ta muốn tìm phiền phức cho hắn đều là ta gặp xui xẻo? Chẳng lẽ hắn là khắc tinh của ta? Lãnh Đồng lắc đầu, Lãnh Đồng hắn tu luyện đến cảnh giới hôm nay trước nay đều chỉ có hắn là khắc tinh của người khác, không có ai là khắc tinh của Lãnh Đồng hắn. Dù là tam đại công tử của thiên địa lao ngục, Lãnh Đồng cũng không xem họ là gì. Hắn dĩ nhiên không đánh lại tam đại công tử nhưng tam đại công tử muốn giết hắn, đó cũng là không thể nào. Nhưng đối mặt Tiêu Phàm, hắn lại vấp phải trắc trở khắp nơi. Điều này khiến trong lòng Lãnh Đồng đã sinh ra ma chướng. Ma chướng không trừ, tu vi của hắn vĩnh viễn cũng không thể nào tiến bước. Không được, người này hẳn phải chết, có lẽ hắn khắc chế ta nhưng không thể nào mỗi người đều bị hắn khắc chế. Lãnh Đồng lắc đầu nói, vẻ hung dữ trong đôi mắt bắn ra bốn phía. Không giết Tiêu Phàm, Lãnh Đồng tuyệt đối thể không bỏ qua. Có lẽ cái chết của Lãnh Thương có thể lợi dụng một chút. Ngoài ra, tốt xấu gì Lãnh Lưu Cảnh với Thần Vô Tâm cũng là nhất mạch. Nếu như hắn có thể thuyết phục Thần Vô Tâm, vậy thì dễ xử lý rồi. Trong huyết hồ không giết chết hắn nhưng trên bờ, hắn cũng không phải đối thủ của ta. Trong lòng Lãnh Đồng thầm nghĩ nói. Nghĩ đến đây, Lãnh Đồng không khỏi nắm chặt nắm tay, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, giơ tay chém một kiếm đến mặt hồ. Công tử, đột nhiên. Một tiếng run rẩy vang lên, chỉ thấy một nam tử áo đen chỉ vào nơi xa nói. Chuyện gì hô to thét nhỏ vậy? Lãnh Đồng tức giận mắng một tiếng, lửa giận của hắn vừa đúng không có nơi nào để phát tiết. Đó, chỗ đó, người kia còn chưa nói xong thì điên cuồng chạy trốn đến nơi xa. Người khác cũng không để ý Lãnh Đồng, đều điều khiển thuyền chạy trốn. Hơn 20 người thao túng thuyền, tựa như lướt sóng, khung cảnh vô cùng đặc sắc. Một đám phế,
Lãnh Đồng vừa chuẩn bị chửi ầm lên nhưng khi hắn nhìn thấy một bóng hình phía sau, khóe miệng hơi co lại, sắc mặt trắng bệch trông càng nhợt nhạt. Chỉ thấy trên mặt nước của chân trời, một bóng hình đạp sóng nước mà đi. Tốc độ nhanh đến trình độ cực cao, chạy như bay đến chỗ họ. Mà sau bóng hình đó lại là một con quái vật to lớn chấn áp mặt hồ, hơi thở cuồng bạo cuộn sạch giữa đất trời. Chỉ một hai hơi thở, bóng hình đó đến gần họ. Lãnh Đồng suýt chút phun ra một ngụm máu. Rất hiển nhiên, chính là huyết linh Minh Côn đang truy sát mấy người Chọc Thiên Hồng. Vừa đúng đến gần phương hướng này của họ, hơn nữa dường như muốn dẫn họa tới nơi này. Khó trách các thuộc hạ của hắn cũng không hề nghĩ ngợi, bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Lúc này không chạy, lát nữa sẽ không chạy thoát. Trong lòng Lãnh Đồng muốn chửi đến 100 lần, sau đó hắn không hề do dự phun ra một ngụm máu tươi, thi triển huyết độn trốn ở nơi xa lần nữa. Trong mấy ngày, lần thứ hai thi triển huyết độn, tinh khí của hắn chịu tổn hại. Ước chừng không có linh đan diệu dược, trong thời gian ngắn căn bản không thể bù đắp trở về được. Thế nhưng vì mạng nhỏ của mình, hắn lại không thể không thi triển huyết độn. Tổn hại một chút tinh khí còn tốt hơn chết ở đây. Không thể không nói Lãnh Đồng không phải gặp xui xẻo bình thường, vừa rồi chạy trốn đã vô cùng thảm hại, bây giờ lại phải chạy trốn. Tiểu tử, lại khiến hắn chạy mất rồi. Chọc Thiên Hồng đuổi kịp nhìn thấy Lãnh Đồng hóa thành một huyết ảnh biến mất, không khỏi mắng thầm. Hắn không khỏi quay đầu liếc nhìn huyết linh Minh Côn, tiếp tục toàn lực bỏ chạy, đã dốc hết toàn sức lực rồi. Vì sao quái vật đó cứ bán lấy chúng ta không tha chứ? Tiếu Thiên Dương nhìn huyết linh Minh Côn truy sát họ giống như không cần mạng, vô cùng nghi ngờ nói. Đoán chừng là vì máu của người nào đó. Ánh mắt Kiếm La không khỏi liếc nhìn Chọc Thiên Hồng. Người khác không biết nhưng Kiếm La biết bản thể của Chọc Thiên Hồng. Điều huyết linh Minh Côn thích nhất là linh hồn và huyết mạch, hai thứ này Chọc Thiên Hồng đều có được. Dù sao, Chọc Thiên Hồng của thời kỳ đỉnh phong chính là cường giả nửa bước thiên thần. Hơn nữa cũng là thần thú vô cùng hiếm thấy, lực huyết mạch vô cùng lớn mạnh, sao huyết linh Minh Côn lại có thể bỏ lỡ chứ? Trong lòng Kiếm La cũng thầm than không thôi, người cứu họ là Chọc Thiên Hồng, người hại họ chạy trốn cũng là Chọc Thiên Hồng. Rất nhanh lại trôi qua 3 giờ, Chọc Thiên Hồng đã xoay quá nửa huyết hồ một vòng. Thần lực trong người cũng hao tổn gần hết rồi. Hắn lại không thể bay vút lên cao giống Tiêu Phàm, vì vậy không chịu áp chế của huyết hồ là bởi vì linh hồn và lực huyết mạch của hắn đều không yếu hơn huyết linh Minh Côn. Hơn nữa, hắn vốn dĩ cũng là thần thú thuộc tính nước. Nước hồ đối với sự áp chế của hắn là nhỏ nhất, thậm chí có thể nói Chọc Thiên Hồng như cá gặp nước. Mấy ngày qua đến nay, Chọc Thiên Hồng ở huyết hồ cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn không biết đã nuốt bao nhiêu áo nghĩa thần ngư. Thực lực đã khôi phục được đỉnh phong năm đó. Nhất là huyết khí nồng đậm bao hàm trong huyết hồn lại là vật đại bổ của Chọc Thiên Hồng. Nếu như có thể nuốt huyết khí trong huyết hồ, Chọc Thiên Hồng có tự tin có thể bước vào thiên thần cảnh. Chọc Thiên Hồng, không cần chạy, nó không đuổi nữa. Chiến La đột nhiên kêu lên. Chọc Thiên Hồng nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn lại, điều khiến hắn vô cùng ngạc nhiên là huyết linh Minh Côn thật sự dừng lại. Một đôi mắt đỏ tươi không cam liếc nhìn hắn, đột nhiên nhanh chóng rời đi. Quái vật đó giống như dáng vẻ rất sốt ruột, hay là chúng ta đuổi theo xem thử. Tiếu Thiên Dương híp đôi mắt nói, trong mắt lóe lên tinh quang. Muốn đi thì ngươi đi, dù sao ta không theo. Chọc Thiên Hồng bỏ mặc mọi người, bĩu môi nói. Đùa giỡn gì vậy, bản thân khó khăn lắm mới thoát khỏi ma vuốt của huyết linh Minh Côn. Bây giờ đuổi theo không phải tự tìm đường chết sao? Ai biết nó có phải lạt mềm buộc chặt không chứ? Chọc Thiên Hồng thực sự là nghĩ nhiều rồi, nguyên do huyết linh Minh CCN rời đi là bởi vì nơi nó thủ hộ trước đây đó lại xảy ra bất ngờ. Thời gian trở lại một canh giờ trước, trong không gian của huyết quan, thân thể của Tiêu Phàm đột nhiên rung động. Sau đó mở to đôi mắt, hai chùm thần quang bắn phụt ra, không gian đều nổ tung. Bù, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngồi dậy, giọt mồ hôi lớn trên trán lăn xuống, ta còn sống. Ký ức trong đầu hắn vẫn dừng lại vào mấy ngày trước. Cảm giác bị thiên hỏa đốt luyện, vạn kiếm xuyên tâm đó vẫn mồn một trước mắt. Cho đến sau khi ngất đi, hắn liền mất đi ý thức của mình. Mọi thứ này, hắn như nằm mộng vậy, rất không chân thực. Tiêu Phàm ngồi dậy, tỉ mỉ cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Tu vi của hắn vẫn dừng lại ở cửu biến chiến thần, không
không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng hắn lại cảm kích thân xác và linh hồn mình có được sự tăng vọt về chất. Cho dù đối diện cường giả thiên thần, hắn cũng dám chém giết một trận. Hắn không biết huyết mạch của mình biến chất mạnh thế nào nhưng lớn mạnh hơn trước đây rất nhiều. Cả người dường như đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặt khác, Tu La huyết mạch và Thần Long huyết mạch cũng biết mất nhưng Tiêu Phàm cảm thấy trong lực huyết mạch của bây giờ lại bao gồm sức mạnh của hai thứ huyết mạch đó. Vô tận chiến huyết sao? Tiêu Phàm nhẹ giọng nói, tinh thần rơi vào trong vô tận chiến điển của thần cung. Điều khiến hắn vô cùng kinh ngạc là vô tận chiến điển đã có thể lật ra trang thứ ba. Cũng có thể nói vô tận chiến điển đã bắt đầu tầng thứ ba. Nhưng Tiêu Phàm biết ba tầng phía trước của vô tận chiến điển cũng không phải cố định bất biến. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể không ngừng hoàn thiện, đây mới là chỗ thần bí thật sự của vô tận chiến điển. Ồ, Tu La truyền thừa lại thêm rất nhiều tin tức. Tiêu Phàm đột nhiên ồ nhẹ một tiếng, sau đó mau chóng xem lướt qua Tu La truyền thừa. Đây chính là Tu La Vương truyền thừa. Khoảng nửa canh giờ sau, Tu Phàm xem qua một lần Tu La truyền thừa đã được giải phong. Một hồi lâu sau đó, Tiêu Phàm mới lắc đầu cười đau khổ. Giờ hắn mới biết rằng, y bát truyền thừa trong mắt thần vô tận thì chỉ có chiến điển vô tận chứ không hề có thứ gì khác, thần vô tận cũng chính vì bộ thần điển đó mà chết. Tiêu Phàm hắn vốn đã đạt được mọi thứ truyền thừa của thần vô tận từ nhiều năm trước, chỉ là hắn không hề biết điều đó cho tới khi thần vô tận giúp hắn giải phong những thứ đó. Còn Tu La Vương truyền thừa của Tu La Sơn chỉ là vật cất giữ suốt đời của thần vô tận mà thôi. Cũng không ai ngờ rằng, thứ quan trọng nhất của thần vô tận lại không để ở Tu La Sơn mà để ở dưới huyết hồ này. Đương nhiên, vật cất giấu suốt đời của thần vô tận vô cùng quý giá bởi đó là vật cất giấu của thần vương. Hơn nữa, những thứ mà thần vô tận cất giấu đều vì chuẩn bị cho tộc nhân của hắn. Dù hắn có bị tộc nhân của mình đánh lén thì hắn vẫn luôn nghĩ thay cho tộc nhân của chính mình. Chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đủ khiến Tiêu Phàm kính nể hành động của thần vô tận, nếu là người khác thì họ thà hủy những thứ cất giữ đó chứ sẽ không chịu truyền lại cho đời sau. Tiêu Phàm biết rằng bên trong Tu La truyền thừa vẫn còn có rất nhiều ký ức chưa được giải phong, đó là vì thần vô tận muốn bảo vệ hắn, đợi khi nào hắn đột phá được thiên thần cảnh thì chúng sẽ được giải phong. Được ngài truyền thừa, Tiêu Phàm ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, hành lễ đối với hư không. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía quan tài máu, thứ đồ này là một dị bảo, là một trong những pháp bảo cực mạnh của thần vô tận. Thậm chí, đến ngay cả không gian này cũng là một pháp bảo đặc biệt, cánh cửa phong thiên thạch có tất cả bốn cánh, nếu có thể luyện hóa thì có thể phong ấn được cả các cường giả thần vương. Đáng tiếc. Chỉ dựa vào thực lực của Tiêu Phàm thì căn bản không thể di chuyển được cửa phong thiên thạch. Nghĩ một hồi, Tiêu Phàm vẫn chưa di chuyển được quan tài máu này, hắn không chắc đại trưởng lão đã chết chưa nhưng theo như thông tin ghi chép mà thần vô tận để lại cho hắn thì có lẽ đại trưởng lão đã thoát ra ngoài, quan tài máu để lại đây là an toàn nhất. Mặc dù có được Tu La truyền thừa nhưng ta vẫn phải đi tới Tu La Sơn một chuyến. Vừa để giải phóng lời nguyền của nhạc nhân tộc vừa thuận tiện lấy lại những đồ vật còn sót lại của sư tôn, nếu không thì việc ta có được bản đồ cấu tạo của Tu La Sơn thật là lãng phí. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng tự nhủ. Lúc này, hắn hô lên một tiếng, thí thần bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, gầm nhẹ với hắn. Mặc dù sư tôn đã chết, nhưng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Giọng nói của Tiêu Phàm đầy kiên định. Lần này... Ngoài việc làm cho sức mạnh của huyết mạch tăng lên thì không đạt được thứ gì khác, nhưng Tiêu Phàm biết được sự chân quý của vô tận chiến điển. Chỉ cần có vô tận chiến điển thì hắn có thể sẽ có khả năng trưởng thành vô hạn, một tiêu thần võ, một giả cửu u, Tiêu Phàm đã không còn coi bọn họ là đối thủ nữa rồi. Đương nhiên, nếu thật sự phải chiến đấu với đám người tiêu thần võ thì Tiêu Phàm cũng không dám tỏ ra khinh miệt gì, dù sao thì tiêu thần võ cũng đã đạt tới thiên thần cảnh, không thể sơ suất được. Thí thần gầm lên vài tiếng rồi đi vào trong thần cung của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngồi tại chỗ, bỏ ra hơn nửa canh giờ để hồi phục lại trạng thái đỉnh phong của cơ thể, hắn không biết con quái vật kia có còn đợi hắn ở bên ngoài hay không. Ngoài ra thì cũng đừng lãng phí ba linh tuyền ở chỗ cửa ra vào. Tiêu Phàm âm trầm tự nhủ, sau đó hắn đi tới một lối ra khác, bắt đầu mở cửa phong thiên thạch. Điều khiến hắn không hề thất vọng đó là lối ra này cũng bao gồm một tiểu kết giới, bên trong cũng có một linh tuyền,
Tiêu Phàm tiện tay điêu khắc một không gian hồn điêu rồi thu linh tuyển đó lại. Sau đó dựa vào đồ vật có sẵn để vẽ hình, Tiêu Phàm nhanh chóng thu nạp hai linh tuyển còn lại. Những thứ này thực ra không có quá nhiều tác dụng với hắn nhưng có rất nhiều người bên cạnh hắn sẽ cần dùng đến. Đúng lúc Tiêu Phàm vừa thu nạp linh tuyển ở cửa ra vào thứ ba thì đột nhiên một luồng khí tức cuồng bạo mạnh liệt ùa tới, ngay sau đó một bộ móng vuốt sắc bén lao tới trong tầm mắt hắn. Không ngờ lại đến nhanh như vậy, Tiêu Phàm nhếch miệng, thân hình hắn lóe sáng sau đó lao về phía mặt nước. Phần lớn mọi người không thể phi hành ở đây là vì bị áp chế bởi huyết mạch và linh hồn của huyết minh côn linh, cường hóa lực huyết mạch và lực linh hồn thì áp chế của huyết hồ dường như không có tác dụng gì với Tiêu Phàm. Tốc độ của Tiêu Phàm rất nhanh, lách người né sự công kích của cự trảo kia, thoát một cái hắn đã xuất hiện trên mặt hồ. Ở phía xa, đám tu sĩ đã cảm nhận được luồng khí tức cuồng bạo, liền cuống cuồng bỏ chạy rồi nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết. Lúc này, cự trảo kia lại tiếp tục lao lên, lần này Tiêu Phàm không hề né tránh mà giương thẳng một quyền lên nghênh tiếp. Hiện tại lực linh hồn của ta cũng được coi như đã đạt tới bán bộ thiên thần rồi. Cơ thể cũng không yếu hơn thiên thần tiền kỳ là mấy, để ta xem thiên thần có thật sự mạnh như vậy hay không. Tiêu Phàm âm thầm tự nhủ. Tiêu Phàm dồn hết thần lực vào trưởng cương, lao thẳng vào cự trảo, hư không rung động, sóng nước trong hồ dâng lên mấy chục trượng, bức tường nước trở nên cuồng bạo vô cùng. Cơ thể Tiêu Phàm bị một nguồn lực mạnh đẩy lên hư không, cự trảo kia đồng thời cũng lặn xuống nước, biến mất. Có lẽ cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười. Có điều hắn cũng biết rằng, thiên địa lao ngục đã từng bị thần vô tận dùng thủ đoạn phong cấm, thiên thần cảnh không thể phát huy được toàn bộ thực lực ở nơi đây nên sức mạnh của con quái vật kia cũng không phải là toàn bộ thực lực vốn có của nó. Từ trong ký ức của Tu La truyền thừa hắn biết được rằng thời kỳ đỉnh phong của huyết linh minh côn này không đơn giản chỉ là thiên thần tiền kỳ mà còn là thiên thần đỉnh phong. Vạn năm trước, thần vô tận đã thu thập mấy chục loại thần huyết để chuẩn bị cho việc rèn luyện vô tận chiến huyết. Khi thần vô tận đang suy nghĩ dùng cái gì để rèn luyện ra mấy chục loại thần huyết thì bỗng nhiên huyết linh minh côn lại ngẫu nhiên tiến vào chiến hồn đại lục. Huyết linh minh côn ngửi thấy khí tức của mấy chục loại thần huyết thì nó không nghĩ ngợi gì mà vội lao thẳng tới giới này, nếu có thể nuốt được đám thần huyết đó thì nó tất yếu sẽ có thể đột phá lên tới cảnh giới cao hơn, nhưng thật không ngờ lại bị thần vô tận bắt sống. Khi thần vô tận nhìn thấy huyết linh minh côn thì vô cùng mừng rỡ, năng lực của huyết linh minh côn có thể biến hóa bởi vì nó ăn huyết mạch và linh hồn, thải ra áo nghĩa. Không sai, chính là áo nghĩa, đám áo nghĩa thần ngư đó chỉ là những thứ bài tiết ra của huyết linh minh côn mà thôi, mặc dù hơi khó tin nhưng đó lại là sự thật. Bên trong áo nghĩa thần ngư có ẩn chứa một vài linh tính của các tu sĩ đã chết, vậy nên mới có sẵn linh hồn công kích. Ngoài ra, việc bắt sống huyết linh minh côn còn có thể mượn năng lượng của nó để trấn phong đại trưởng lão, một mũi tên trúng hai đích như vậy thì làm sao thần vô tận có thể bỏ qua được. Thần vô tận dốc hết tâm huyết tìm luyện tâm tử để luyện chế ra hai pháp bảo nên đã bố trí một đại trận siêu cấp để hoàn thành những thứ hắn ta nghĩ tới. Hơn một vạn năm qua, không giờ khác nào mà đại trận không lấy huyết mạch huyết linh minh côn, việc hao mòn lực linh hồn của hắn để rèn luyện thần huyết đã khiến thực lực của huyết linh minh côn tụt xuống thiên thần cảnh tiền kỳ. Đây cũng chính là lý do vì sao huyết linh minh côn muốn giết chết Tiêu Phàm, bởi vì tu la huyết mạch trước đây của Tiêu Phàm giống y hệt khí tức huyết mạch của thần vô tận. Huyết linh minh côn hận thần vô tận tới tận xương tủy nên đương nhiên sẽ không buông tha cho Tiêu Phàm. Đồng thời, nó cũng biết rằng bên trong cửa phong thiên thạch đang trấn phong cái gì. Thế nên khi Tiêu Phàm muốn bước vào trong cửa phong thiên thạch nó mới kích động như vậy, bởi nó sợ Tiêu Phàm sẽ thả đại trưởng lão ra. Gào, một tiếng giống kinh hãi vang lên kéo suy nghĩ của Tiêu Phàm trở lại, sau đó khi ánh mắt của Tiêu Phàm còn đang rung động lên thì một cái đầu lâu cực lớn ngoi lên trên mặt hồ. Một thân thể hơn ngàn trượng lơ lửng trên mặt hồ, hai con ngươi đỏ rực phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát khí lạnh lẽo bao phủ, dường như chỉ muốn ăn sống nuốt tươi hắn vậy. Tiêu Phàm quan sát thấy một huyết linh minh côn vô cùng to lớn, thân thể dài đến ngàn trượng của nó có lực rung động, không hề yếu hơn so với siêu cấp thạch nhân do linh hồn phân thân cô đọng lại của Tiếu Thương Sinh lúc trước là bao. Hơn nữa khí tức mà huyết linh minh côn phát ra cũng mạnh hơn rất nhiều so với linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh. Nhưng dù nó có mạnh thế nào thì cũng chỉ phát huy được thực lực dưới mức thiên thần cảnh mà thôi.
Bởi vì sự tồn tại của đại trận trong hồ, nó cũng không thể rời khỏi huyết hồ, mà dù nó có thể rời khỏi thì nó vẫn sẽ bị lực lượng của giới này áp chế. Đến lúc đó, nó chỉ có hai lựa chọn, một là áp chế lực lượng của chính mình, hai là phá với phong cấm của giới này, rời khỏi thiên địa lao ngục. Huyết linh minh côn phẫn nộ gào thét, đôi cánh bị bẻ gãy của nó giãy giụa với những vệt máu tươi đang chảy xuống, nhưng nó lại không hề biết đau đớn là gì. Thời gian hơn một vạn năm đã khiến nó quen với cảm giác đau đớn đó rồi. Nếu không phải vì nuốt linh hồn và sức mạnh huyết mạch của các tu sĩ thả câu ở huyết hồ thì có lẽ nó đã sớm rớt xuống tu vi chiến thần cảnh rồi. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn biết huyết linh minh côn rất hận huyết mạch của hắn. Đối với những kẻ muốn giết mình, Tiêu Phàm không hề có bất kỳ sự nhân từ nào. Nhưng nhìn bộ dạng của huyết linh minh côn, Tiêu Phàm lại thấy không nỡ. Chẳng có gì là sai nếu nó muốn trở nên mạnh hơn, nhưng sai ở chỗ muốn cướp đoạt thần huyết của thần vô tận, nó đã đánh giá quá thấp thực lực của thần vô tận rồi. Nhưng ngược lại, đứng trên lập trường của thần vô tận thì thần vô tận cũng không sai, hắn đã bỏ ra vô số tâm tư và tinh lực để tập hợp mấy chục loại thần huyết, như vậy làm sao có thể để người khác đoạt đi được. Thần vô tận không hề giết nó, chỉ nhốt nó ở đây, điều đó đã không dễ dàng gì rồi. Tên kia, ta biết ngươi rất muốn giết ta, nhưng ngươi cũng biết ngươi không thể làm được, đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên mở lời. Huyết linh minh côn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đôi mắt hiện lên sự giết chóc, thiếu điều muốn phun máu ra. Nếu có thể giết chết Tiêu Phàm thì nó tuyệt đối sẽ không do dự. Xem ra ngươi hiểu những gì ta nói phải không, hay là chúng ta làm một vụ giao dịch, thế nào? Tiêu Phàm tiếp tục nói, thần sắc như thường. Ngươi phải chết, đột nhiên. Huyết linh minh côn phun ra một âm thanh lạnh lẽo, giọng nói có chút hơi khàn. Điều này khiến Tiêu Phàm thấy hơi kinh ngạc, hóa ra tên nhóc này biết nói chuyện, chỉ là hơn vạn năm qua chưa từng mở miệng nên nói chuyện có hơi khó chịu một chút. Ta nói rồi, ngươi không giết nổi ta đâu. Tiêu Phàm lắc đầu, nói tiếp, nếu ta không triệt tiêu trận pháp thì ngươi vĩnh viễn sẽ bị nhốt ở đây, ngươi làm thế nào để giết ta? Chết, huyết linh minh côn lại phun ra một chữ. Cứ như thể ngoại trừ mấy câu như vậy ra, nó không còn biết nói những câu khác nữa, nỗi hận với huyết mạch của đám người Tiêu Phàm đã khiến nó khắc sâu trong tâm cốt mất rồi. Tiêu Phàm nhíu mày, thần sắc cũng trở nên lạnh lùng, tranh cãi miệng kiểu này chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu ngươi đang ở thời kỳ đỉnh phong thì đúng là rất dễ dàng giết chết ta, nhưng bây giờ, giọng nói Tiêu Phàm để lộ ra sự khinh thường, hắn lại nói cứ cho là thả ngươi ra khỏi trận pháp thì ngươi cũng không giết nổi ta. Lần này huyết linh minh côn không hề phản bác, vừa này đối kích với Tiêu Phàm, rõ ràng là nó không hề chiếm được chút lợi thế nào, tu sĩ con người trước mắt không hề yếu hơn nó bao nhiêu. Thực ra, điều ngươi hận chính là kẻ đã nhốt ngươi chứ không phải ta, ta cũng chỉ là một người vô tội mà thôi, chẳng phải sao. Tiêu Phàm thấy huyết linh minh côn không nói gì liền tiếp tục nói. Ta nghĩ ngươi cũng không hề muốn bị nhốt vĩnh viễn ở đây, chẳng mấy mà tu vi của ngươi sẽ tiếp tục rơi xuống. Xuống tới chiến thần cảnh, tới lúc đó, không chỉ ta mà đâu đâu trong thiên địa này cũng đều có những người muốn giết ngươi. Ngươi không cần phản bác, những thứ khác không nói chỉ riêng về năng lực của ngươi có lẽ cũng đủ là thứ mơ ước của nhiều người, nếu ngươi không còn hữu dụng với kẻ khác thì họ giữ một kẻ đã bị người khác sử dụng làm gì. Tiêu Phàm tranh thủ nói tiếp. Hắn không hề muốn thuyết phục huyết linh minh côn, khiến nó thần phục bản thân hắn. Đừng nói đối phương là một cường giả thiên thần. Chỉ đơn giản sự thù hận giữa huyết linh minh côn và thần vô tận cũng không hề dễ hóa giải rồi, muốn huyết linh minh côn thần phục thì trong một thời gian ngắn, căn bản là điều không thể. Tiêu Phàm chỉ muốn thực hiện một vụ giao dịch với huyết linh minh côn, đơn giản vậy thôi. Giao dịch gì, thật lâu sau đó huyết linh minh côn cuối cùng cũng chịu phun ra thêm vài chữ, nó tự từ thu lại sát khí chỉ còn ánh mắt vẫn phóng ra sự hung sát như cũ. Người đồng ý với ta ba việc. Ta sẽ thả ngươi đi, ngươi thấy giao dịch này thế nào? Tiêu Phàm cười nói. Tiếp tục nói, huyết linh minh côn vẫn giữ sự im lặng như cũ, nhưng Tiêu Phàm nhìn thấy cơ thể nó khẽ run lên nhẹ nhẹ. Thứ nhất, đưa cho ta 1000 áo nghĩa thần ngư, ít nhất thất văn trở lên. Tiêu Phàm nghĩ ngợi, sắc mặt có chút quái dị. Nếu đối với tu sĩ con người thì lời vừa rồi của hắn có nghĩa là ngươi đưa cho ta những thứ ngươi đã thải ra, nghe có vẻ khá buồn nôn. Nhưng quả thật áo nghĩa thần ngư rất có giá trị, giống như là khí mệnh chọc mà chọc thiên hồng bài xuất ra vậy,
là một thứ vô cùng chân quý đối với tiểu thiên địa, Tiêu Phàm chỉ không biết áo nghĩa thần ngư đến như thế nào mà thôi. Được, huyết linh minh côn không hề do dự, sau đó nó đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, từng đợt sóng lấy nó làm trung tâm mà lan ra, quét sạch khắp bốn phương tám hướng. Tiếp sau đó đã xảy ra chuyện khiến Tiêu Phàm kinh ngạc. Vô số tia sáng lao nhanh trên mặt hồ, nhanh chóng lao tới phía chỗ bọn họ. Xa xa nhìn lại, chúng giống như những con sóng đầy màu sắc, đợt sau mạnh hơn đợt trước, lao vào tới. Hắn còn nhìn thấy một vài con áo nghĩa thần ngư đang cắn đớp lẫn nhau, không ngừng to lên, áo nghĩa thần ngư càng lúc càng đông, những đường vằn trên cơ thể chúng càng lúc càng nhiều. Cảnh tượng như vậy ra trong huyết hồ khiến toàn bộ tu sĩ bị dọa đến phát lạnh, chạy mất mạng, bọn họ tưởng rằng ngư triều lại tới nữa rồi. Hơn nữa điều khiến mọi người kinh ngạc đó là đám áo nghĩa thần ngư kia không hề công kích bọn họ mà ngược lại họ như nghe thấy có mệnh lệnh nào đó kêu tập hợp vậy. Tiêu Phàm nhìn động tĩnh phía xa, đôi mắt hắn nhíu lại, trong lòng trầm ngâm, mới vậy mà huyết linh minh côn đã dễ dàng tin tưởng ta rồi. Chẳng trách Tiêu Phàm không tin, huyết linh minh côn hận thần vô tận tới tận xương tủy, đến mức hận luôn cả hắn, làm sao có thể dễ dàng tin hắn như vậy. Nếu sau khi hắn có được 1000 con áo nghĩa thần ngư mà không chịu giữ lời hứa thì huyết linh minh côn biết đi đâu mà kêu oan đây. Huyết linh minh côn ngốc đến thế sao? Tiêu Phàm không cho là như vậy, nếu là tên ngốc thì nó không thể nào sống được vô số năm tháng như thế. Thời gian chậm chậm trôi đi, mặt hồ càng lúc càng sao động, đám áo nghĩa thần ngư dày đặc tiến lại gần theo những cột sóng nước cao tới mấy chục trượng. Linh hồn lực của Tiêu Phàm quét qua. Ít nhất cũng có trên cửu văn thần ngư in trong đầu của hắn hơn nữa còn đang tăng lên nhanh chóng. Nửa canh giờ sau, cửu văn áo nghĩa thần ngư đã lên tới hơn 1000 con, điều kiện Tiêu Phàm đưa ra là chỉ cần thất văn áo nghĩa thần ngư là được, nhưng hiện giờ tất cả đều là cửu văn áo nghĩa thần ngư. Hơn nữa áo nghĩa thần ngư vẫn không hề giảm đi, ngay sau đó, đám áo cửu văn nghĩa thần ngư lại bắt đầu cắn đớp lẫn nhau, sau khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà. Những con thập văn áo nghĩa thần ngư bắt đầu ra đời. Hơn nữa, lúc đầu chỉ có một con, rồi có hai con, và sau khoảng một canh giờ thì đám thập văn áo nghĩa thần ngư đã lên đến 12 con. Còn thất văn áo nghĩa thần ngư lên đến 200.000 con, những con cá cấp thấp thì nhiều vô số kể. Tiêu Phàm nhìn đám áo nghĩa thần ngư dày đặc thì không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng kinh ngạc kêu lên, trời ạ, nhiều quá. Thảo nào mà Tiêu Phàm lại kinh ngạc đến vậy, 200.000 con áo nghĩa thần ngư này tương đương với 200.000 cường giả chiến thần cảnh, nếu ở chiến hồn đại lục thì có lẽ sẽ không thành vấn đề nếu để chúng đối kháng với bộ lạc huyết ma và chiến thần điện. Đủ rồi, Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, hô nhẹ lên với huyết linh minh côn, không biết tại sao mà khi nhìn thấy nhiều áo nghĩa thần ngư như vậy thì từ sâu thẳm trong lòng hắn lại cảm thấy bất an. Huyết linh minh côn nghe thấy Tiêu Phàm nói vậy liền giống lên một tiếng, áo nghĩa thần ngư đầy trời bỗng nhiên dừng lại tựa như đám vệ sĩ đứng bên cạnh huyết linh minh côn. Tiêu Phàm nuốt nước miếng ửng ực, tên huyết linh minh côn này không phải kinh khủng cỡ bình thường đâu, số lượng này đang tương đương với một đội quân chiến thần cảnh được tạo ra. Nếu dùng đội quân này để đối phó với bộ lạc huyết ma thì bất kể là huyết thần quân, hay huyết ma quân thì cũng đều bị quét bay. Đến ngay cả tâm tính hiện tại của Tiêu Phàm cũng không nhịn được mà kêu lên kinh ngạc. Toàn bộ áo nghĩa thần ngư đều ở đây, người tự chọn lựa đi. Huyết linh minh côn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Chọn lựa, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, ý là muốn hắn xuống nước sao? Nhiều áo nghĩa thần ngư như vậy, chỉ cần chúng vậy giết thì làm gì có đường thoát chứ? Nhưng điều kiện là do tự Tiêu Phàm đưa ra nên hắn cũng không thể nói gì nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ tiến gần về phía huyết hồ. Trong quá trình tiếp cận huyết hồ, Tiêu Phàm luôn để ý tới động tĩnh của huyết linh minh côn, hắn vốn nghĩ chắc phải đàm phán một phen, thật không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Không thể không nói rằng, điều kiện thứ nhất đã diễn ra quá thuận lợi. Cuối cùng, Tiêu Phàm dừng lại trên không trung khi còn cách đám áo nghĩa thần ngư tầm mười mấy trượng, hắn không thể không đề phòng huyết linh minh côn. Sao vậy? Người truyền thừa của thần vô tận lại hèn nhát đến thế sao? Huyết linh minh côn nhìn Tiêu Phàm một cách khinh bỉ, giọng nói tỏ ra khinh thường. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn giờ không còn cái gọi là tuổi trẻ cuồng nhiệt nữa nên sẽ không bị mấy trò vặt vãnh như thế này khích tướng đâu. Hắn vung tay lên,
những con áo nghĩa thần ngư bay lên khỏi mặt hồ, con nào con nấy đều có từ 9 vằn trở lên, điều khiến Tiêu Phàm kinh ngạc đó là, những con áo nghĩa thần ngư này không hề phản kháng. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm liền thở phào nhẹ nhõm, có thể không cần ra tay đúng là không còn gì tốt hơn. Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, phong ấn từng con áo nghĩa thần ngư một, vứt chúng vào trong thần cung. Một hồi lâu sau, tốc độ phong ấn áo nghĩa thần ngư của Tiêu Phàm càng lúc càng nhanh, thấy huyết linh minh côn vẫn giữ nguyên ý tứ như cũ, không hề có dấu hiệu sẽ ra tay, Tiêu Phàm mới từ từ thả lỏng được tâm tư của mình ra. Một con, hai con, Tiêu Phàm phong ấn từng con áo nghĩa thần ngư không biết mệt mỏi, thời gian dần trôi qua, Tiêu Phàm trở nên tê dại, sắc mặt cũng hơi tái nhợt đi. Hồi lâu sau, cuối cùng Tiêu Phàm cũng phong ấn được 400 con áo nghĩa thần ngư, cơ thể có chút dấu hiệu không chịu đựng nổi thêm được nữa. Đôi mắt của huyết linh minh côn như núi nhỏ nhìn chằm chằm vào từng động tác của Tiêu Phàm, ngay cả sát ý kia cũng từ từ thu hồi lại. 500 con, cơ thể Tiêu Phàm dường như tiêu hao quá nhiều rồi, trong đó đã phong ấn được 10 con thất văn áo nghĩa thần ngư, không thể không nói, lần này thu hoạch tương đối tốt. Tiêu Phàm tin rằng, một khi người của Tu La Điện đột phá chiến thần cảnh thì chắc chắn Tu La Điện sẽ có bước nhảy vọt về chất. 600 con, bàn tay Tiêu Phàm bấm niệm phát quyết đã bắt đầu run lên, nhưng hắn vẫn tiếp tục kiên trì. Mỗi lần phong ấn một con áo nghĩa thần ngư là Tu La Điện lại có thêm một cường giả chiến thần cảnh, một việc như vậy thì dù có mệt mỏi, khổ cực đến đâu Tiêu Phàm cũng sẽ không từ chối. Thậm chí trong lòng hắn còn nghĩ rằng, nếu hắn có thể sử dụng được cả huyết linh minh côn thì Tu La Điện lo gì mà không hưng thịnh. Thời gian chậm chậm trôi đi, xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng vô cùng, từng con áo nghĩa thần ngư nằm lẳng lặng trên mặt hồ để cho Tiêu Phàm phong ấn. Cảm giác này giống như vô số các thiên tài, địa bảo đang được bày trên mặt đất để ngươi tự nhặt, nhặt được thì là của ngươi, nếu không nhặt được thì chỉ còn trách ngươi vô dụng. Tốc độ phong ấn áo nghĩa thần ngư của Tiêu Phàm càng lúc càng chậm, người cũng càng lúc nhìn càng mệt mỏi, khi phong ấn được khoảng 800 con cá thì cuối cùng Tiêu Phàm cũng dừng lại. Vẫn còn 200 con, tiếp tục, một lần nữa giọng nói của huyết linh minh côn lại vang lên như thể mong Tiêu Phàm ngay lập tức phong ấn toàn bộ số áo nghĩa thần ngư vậy. Nghỉ một lát, Tiêu Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, cơ thể hắn cũng bất giác tới gần mặt hồ từ lúc nào không hay. Hao tổn hết thần lực rồi à? Giọng nói của huyết linh minh côn bỗng trở nên lạnh lẽo, sát khí đáng sợ bộc phát ra từ người nó, vậy thì ngươi có thể chết được rồi. Ầm một tiếng vang lên, móng vuốt của huyết linh minh côn gào thét lao ra, hung mãnh vỗ về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại, một luồng khí thế không thể địch nổi đè ép xuống, cơ thể hắn nhanh như chớp liền di chuyển, thoát khỏi sự đánh giết của cự trảo kia. Gần như ngay lập tức, mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng trở nên sao động một lần nữa, Tiêu Phàm vừa di chuyển đi thì những luồng ánh sáng đột nhiên bay lên khỏi mặt hồ, giống như một cái lưới dày lớn, dày đặc trong hư không. Ngươi lừa ta, Tiêu Phàm nhìn huyết linh minh côn đầy phẫn nộ, sau đó cơ thể hắn hóa thành tia chớp đánh ra bên ngoài nhưng đáng tiếc bị đám áo nghĩa thần ngư ngăn lại. Hắn không ngờ dưới mặt hồ này vẫn còn nhiều bát văn áo nghĩa thần ngư trở lên đến như vậy. Muốn giết ra ngoài thì chắc chắn trong một thời gian ngắn không thể làm được, nhưng thà Tiêu Phàm đối mặt với đám áo nghĩa thần ngư kia cũng còn hơn là đối mặt với cự trảo của huyết linh minh côn. Tốc độ của Tiêu Phàm như điện chớp, trong nháy mắt vừa hay trùng khớp, né được sự đánh giết của cự trảo của huyết linh minh côn. Muốn trốn, trốn được sao? Một âm thanh khinh thường được truyền ra từ miệng của huyết linh minh côn. Mặc dù cự trảo của nó không chụp chết được Tiêu Phàm nhưng xung quanh hắn toàn là bát văn áo nghĩa thần ngư trở lên, thực lực của một con bát văn áo nghĩa thần ngư tương đương với chiến thần đỉnh phong thông thường rồi chứ đừng nói tới cửu văn áo nghĩa thần ngư, hay thậm chí là thập văn. Mấu chốt quan trọng nhất chính là áo nghĩa thần ngư quá đông, dày đặc trong hư không, chạy hướng nào cũng không thoát. Hóa ra ngươi sớm muốn ta phải tiêu hao thần lực, Tiêu Phàm nói với sát khí nặng nề. Trong giọng nói không hề chứa bất cứ thứ gì ngoài sự khó chịu do bị lừa gạt. Tiêu Phàm vốn tưởng số thất văn áo nghĩa thần ngư trở lên chỉ tầm 2-3 ngàn con, nhưng thật không ngờ dưới đáy hồ còn có cả 1-2 ngàn con nữa. Vừa nãy huyết linh minh côn cố ý tạo ra sự chuyển động lớn như vậy có lẽ là để yểm hộ số áo nghĩa thần ngư kia xuống nước, dồn hết sự chú ý cho Tiêu Phàm. Không thể không nói, ám chiêu của huyết linh minh côn đã phát huy tác dụng rồi.
Lẽ nào người nghĩ rằng bản thân sẽ thực sự thỏa hiệp với người sao, chết đi. Huyết Linh Minh Côn nói giọng khinh thường, thoáng chốc, đám áo nghĩa còn dư lại đầy trời kia liền nhảy khỏi mặt hồ, đánh về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một trận chấn động trong linh hồn, cảm giác đau đớn như kim châm truyền khắp cơ thể, nhưng so với nỗi đau rèn luyện huyết mạch trước đây thì điều này vẫn chưa là gì. Nếu không phải huyết mạch đã biến đổi làm cho linh hồn lực mạnh bằng cường giả thiên thần cảnh thì có lẽ linh hồn của Tiêu Phàm đã sớm bị đám áo nghĩa thần ngư kia cắn nuốt rồi. Cũng may linh hồn của Tiêu Phàm đủ cường đại, hơn nữa nơi sâu thẳm trong thần cung, năng lực của áo nghĩa thần ngư không thể làm hại được triệt để Tiêu Phàm, đây cũng chính là sự cường đại của người có thần cung. Sinh tử hoàng tuyền lộ, Tiêu Phàm cắn chặt răng, trong lòng gầm thét lên một tiếng, vung tu la kiếm trong tay ra chém tới. Một con đường tối tăm mịt mờ xuất hiện trong hư không. Hắn bước chân vào sinh tử hoàng tuyền lộ, nhưng đám áo nghĩa thần ngư căn bản không sợ chết cũng lao lên, đám áo nghĩa thần ngư dập trời bao phủ hoàn toàn lấy cơ thể Tiêu Phàm. Đồng thời, cự trảo của Huyết Linh Minh Côn cũng gào thét không ngừng lao tới, cự trảo như xé nát cả hư không, những luồng khí sắc bén bổ xuống tới tấp. Lão quái vật, người đáng chết, Tiêu Phàm chửi rủa một tiếng đầy phẫn nộ. Sau đó bị vô số những con áo nghĩa thần ngư cắn đớp lấy. Dù Tiêu Phàm có dùng toàn bộ sức lực đối phó cũng không thể nào chống lại được cả đám áo nghĩa thần ngư như vậy, cả mấy ngàn con chứ đâu ít ỏi gì. Mấy ngàn cường giả chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên, trong thiên hạ này có lẽ chưa có ai dám liều mạng. Tiếng nói của Tiêu Phàm nhanh chóng bị âm thanh như xé rách của đám áo nghĩa thần ngư dìm nghỉm, một lát sau, bóng dáng của Tiêu Phàm hoàn toàn biến mất hoàn toàn trong hư không. Như vậy là chết rồi sao? Huyết Linh Minh Côn khịt mũi coi thường nói, thông minh dạng đó mà dám giỡn với ta sao? Ngay từ đầu Huyết Linh Minh Côn đã không nghĩ tới việc sẽ giao dịch với Tiêu Phàm chứ đừng nói tới việc đáp ứng những điều kiện của hắn. Sở dĩ nó gọi nhiều áo nghĩa thần ngư như vậy là bởi vì nó muốn giết chết Tiêu Phàm. Không riêng gì những thứ khác chỉ riêng việc phong ấn 800 con áo nghĩa thần ngư thôi thì không phải người bình thường nào cũng làm được. Cho dù một chiến thần cảnh đỉnh phong thông thường thì cũng chắc chắn sẽ bị hao hết thần lực. Khi Tiêu Phàm đã không còn thần lực thì đó cũng chính là lúc Huyết Linh Minh Côn có cơ hội đánh lén, dù Tiêu Phàm có muốn chạy trốn thì cũng chưa chắc đã trốn thoát được. Sự thật đã chứng minh cách nghĩ của Huyết Linh Minh Côn không hề tệ, dù Tiêu Phàm biết nó không tốt nhưng cũng không thể từ chối ý tốt của nó. Áo nghĩa thần ngư đã dâng tặng, lẽ nào đến dũng khí phong ấn chúng cũng không có. Vậy thì bản thân cũng quá sợ rồi. Huống hồ Tiêu Phàm cũng không nỡ từ chối thành ý mà Huyết Linh Minh Côn biểu hiện ra. Nhưng điều Tiêu Phàm không hề nghĩ đến đó là, đây chỉ là mưu kế của Huyết Linh Minh Côn mà thôi. Vào giờ phút quan trọng, Huyết Linh Minh Côn vẫn ra tay với hắn, cũng may là vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn đã kịp trốn vào trong tiểu thiên địa, nếu không thì chắc cái mạng nhỏ của hắn đã được giao lại ở đây rồi. Hừ, Huyết Linh Minh Côn hừ một tiếng lạnh lùng, thân hình nó từ từ lặn xuống đáy hồ. Ngự, thế nhưng đúng vào lúc này, một tiếng nổ đột nhiên vang lên trong hư không, ngay sau đó một điểm sáng nhỏ xuất hiện, nếu nhìn kỹ thì đó chính là một vòng xoáy màu đen ngược chiều kim đồng hồ. Huyết Linh Minh Côn cảm nhận được một sức mạnh đáng sợ vô cùng, dù hắn có ở cảnh giới này thì vẫn cảm nhận được một sự uy hiếp chết người nào đó. Khi nó ngẩng đầu lên nhìn thì vòng xoáy màu đen phong to lên một cách cấp tốc, che mắt không gian hình tròn khoảng mấy chục dặm trong nháy mắt, cả một vùng hư không dường như bị quấy tung lên, vỡ nát. Huyết Linh Minh Côn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo đang cắn giết thân thể nó muốn phản kháng nhưng căn bản không thể phản kháng lại được. Thần thông, hóa ra người đã tu luyện ra thần thông. Huyết Linh Minh Côn nhìn Tiêu Phàm đầy kinh hãi, giọng nói chứa đựng cả sự sợ hãi. Nó biết rất rõ thần thông là gì, chỉ có duy nhất những thiên tài tuyệt thế trong thiên thần cảnh mới có thể tu luyện ra được, Tiêu Phàm là một chiến thần cảnh, sao lại có thể luyện ra được thần thông chứ? Nhưng sự thật lại là như vậy, thứ mà Tiêu Phàm đang thi triển lúc này chính là sức mạnh thần thông, và cũng chỉ có duy nhất sức mạnh thần thông mới đáng sợ như vậy thôi. Ầm ầm, hư không nổ tung, máu tươi bắn loạn bốn phía, vô số áo nghĩa thần ngư trên mặt hồ đều bị sứ mạnh thần thông giết chết hết. Hóa thành một nguồn sức mạnh cuồn cuộn quét sạch hư không. Cũng vào chính lúc này, trong không trung đột nhiên lộ ra một đạo thân ảnh, tựa như xuất hiện từ trong trống rỗng, đó chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đưa ra một trường,
một vòng xoáy thuận chiều kim đồng hồ lập tức xuất hiện, toàn bộ nguồn năng lực vô tận đó tràn khắp nội thể của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như muốn căng bùng ra, linh hồn hắn thi triển sinh tử luân hồi đồ, không ngừng tinh luyện sức nạnh dồi dào kia. Tảng đá màu trắng, thí thần, phệ hồn đều điên cuồng cắn nuốt, sức mạnh dồi dào này đơn giản mà nói chính là thần đan đối với đám thí thần. Khí tức của bọn chúng không ngừng tăng mạnh, mặc dù không có cách nào khiến chúng đột phá thiên thần cảnh nhưng cũng tiến tới gần thiên thần cảnh một cách vô hạn. Đám áo nghĩa thần ngư này có ẩn chứa sức mạnh của huyết linh minh côn, và sức mạnh mà chúng cắn nuốt của vô số các tu sĩ của hơn một vạn năm. Đương nhiên, người thu hoạch được nhiều nhất vẫn là bản thân Tiêu Phàm, sinh tử luân hồi đồ ít nhất hấp thụ được 5 phần sức mạnh, linh hồn lực của hắn tăng vọt. Vẻn vẹn trong chớp mắt, linh hồn của Tiêu Phàm đã mơ hồ có xu hướng đột phá thiên thần cảnh rồi. Giết, huyết linh minh côn phẫn nộ cực điểm. Mấy cái móng vuốt của nó điên cuồng vồ về phía Tiêu Phàm, máu tươi vẩy ra, dù cho nó có là thiên thần cảnh thì cũng không thể chịu đựng nổi sự cắn giết của thần thông. Hừ, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, Tiêu Phàm hừ một tiếng lạnh lùng, sát ý tăng lên, vô tận chiến huyết trong cơ thể bắt đầu xoay vần, phía sau hắn, bỗng nhiên xuất hiện một ma ảnh màu đen rộng mênh mông. Tu La kiếm đồng thời bộc phát ra ánh hào quang chói lọi, được cầm trong tay của ma ảnh. Nhằm hướng huyết linh minh côn mà chém tới một cách hung mãnh. Tiêu Phàm vốn có chút đồng cảm với huyết linh minh côn, muốn cùng nó biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng huyết linh minh côn không những không biết quý trọng cơ hội này mà còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tiêu Phàm cũng chẳng phải hạng người lương thiện gì, người muốn giết ta, lẽ nào tiểu gia ta lại đứng đó để mặc cho ngươi giết sao? Sát ý trong Tiêu Phàm lúc này cũng tăng lên, lần tấn công này dường như ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của Tiêu Phàm. Thậm chí hắn còn điều động cả 3 phần sức mạnh của tiểu thiên địa. Thiên thần cảnh thì đã sao, dù ngươi có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh để ứng phó thì dưới nhát kiếm này mọi thứ cũng sẽ đều hóa thành cho bụi chứ đừng nói đến việc ngươi không thể phát huy được sức mạnh thiên thần thật sự. Tu La, huyết linh minh côn nhìn chằm chằm vào ma ảnh to lớn phía sau Tiêu Phàm, toàn thân nó đang run lên, như thể nhìn thấy một thân ảnh vô cùng đáng sợ vậy. Đối với việc chiến đấu ở cấp độ này thì dù chỉ cần một giây sơ ý cũng có thể mất mạng như chơi. Tiêu Phàm đã ra tay thì sẽ không giữ lại bất cứ chút gì, Tu La kiếm phát ra ánh sáng sắc bén cả trăm trượng giống như thể một thanh kiếm giữa thiên địa, chém thẳng xuống. Xoẹt, một dải lụa xẹt qua hư không, bổ thẳng xuống mi tâm của huyết linh minh côn, đợi đến khi nó kịp định thần lại thì đã không kịp nữa rồi, cơ thể hắn bỗng nhiên được phân ra làm hai. Mưa máu rơi đầy trời, mặt hồ vốn đỏ giờ được nhuộm bởi máu tươi càng trở nên đỏ hơn, huyết khí nồng đậm tràn ngập bốn phía. Ục ục, đột nhiên, một âm thanh như tiếng uống nước từ Tu La kiếm truyền tới, dù gì thì huyết linh minh côn cũng là cường giả thiên thần, hơn nữa còn dựa vào lực huyết mạch mà được gọi là thần thú. Đương nhiên Tu La kiếm sẽ không bỏ qua máu của nó. Nhưng điều khiến Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc đó là, sau khi Tu La kiếm hấp thụ máu của huyết linh minh côn thì lại hóa thành một luồng năng lượng rồi rào chạy dọc theo cánh ta và truyền vào cơ thể của Tiêu Phàm. Đồng thời, máu tươi trong cơ thể Tiêu Phàm cũng hoàn toàn sôi trào lên, hắn không khỏi trợn trừng mắt, lộ ra vẻ không dám tin. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng lực huyết mạch trong cơ thể của hắn đang không ngừng tăng lên. Lực huyết mạch của ta có thể hấp thụ được lực huyết mạch của những kẻ khác. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Trong lòng dậy lên những con sóng kinh hãi. Lúc trước, Tiêu Phàm luôn nghĩ rằng lực huyết mạch của bản thân chỉ mới hoàn thành đột biến mà thôi, nhưng bây giờ xem ra nó không hề đơn giản như vậy. Nếu lực huyết mạch có thể hấp thụ lực huyết mạch khác đột biến, vậy thì chẳng phải lực huyết mạch sẽ sở hữu khả năng trưởng thành vô hạn hay sao? Hay cho một vô tận chiến huyết, Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn phát hiện ra, lần này hắn trúng mánh lớn rồi, không cần nói tới những thứ khác, chỉ cần nói về vô tận chiến huyết thôi cũng đã có thể khiến hắn sở hữu khả năng tăng trưởng vô hạn rồi. Tiêu Phàm vốn còn thấy đáng tiếc khi giết chết huyết linh minh côn, nhưng bây giờ Tiêu Phàm cảm thấy may mắn vì nó muốn giết mình, nếu không, hắn sẽ không thể cảm nhận được công dụng kỳ diệu của vô tận chiến huyết. Chết, đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên, một tia sáng màu máu lao lên khỏi mặt hồ. Lao thẳng vào mi tâm của Tiêu Phàm trong nháy mắt, xông vào bên trong thần cung. Đúng là thứ đồ chán sống. Tiêu Phàm không khỏi cười lạnh lùng,
khịt mũi coi thường. Bên trong thần cung, một hư ảnh màu máu đỏ dài chừng 10 trượng đang ra sức hét lên giận dữ, nhưng dù nó có giãy giụa cỡ nào thì cũng không hề có bất cứ ý nghĩa gì. Trên đầu nó, một hạt châu màu đỏ máu được treo lơ lửng, hạt châu rọi xuống những tia sáng đỏ, cầm cố nó. Đồng thời, sinh tử luân hồi đồ cũng đang điên cuồng rút đi linh hồn lực của nó, Tiêu Phàm cảm thấy linh hồn lực của bản thân đã đạt tới một cấp độ đáng sợ. Nhưng điều khiến Tiêu Phàm thất vọng đó là hình như vẫn chưa có thể đột phá thiên thần cảnh. Giữa chiến thần cảnh và thiên thần cảnh là một con đường dài, không hề dễ đột phá, nhất là Tiêu Phàm lại không có mệnh cách, nên không có cách nào khiến mệnh cách và thần lực chi tinh hòa làm một thể. Gào, thí thần gầm thét không thôi, xẻ rách sức mạnh linh hồn của huyết linh minh côn. Thí thần, người nuốt nó đi, Tiêu Phàm đột nhiên nói chắc nịch. Thí thần nghe vậy thì gầm rú vui mừng. Sau đó nó mở rộng miệng, nuốt gọn huyết linh minh côn mất trục trượng vào trong bụng. Tâm thần của Tiêu Phàm rời khỏi thần cung, nhìn thi thể to lớn của huyết linh minh côn trên mặt nước, đôi mắt hắn trở nên cực kỳ lạnh lẽo, trong lòng trầm ngâm tại sao phải vậy chứ? Hắn đã tạo cho huyết linh minh côn một con đường sống, đáng tiếc bản thân huyết linh minh côn lại không biết quý trọng, Tiêu Phàm giết nó, trong lòng đương nhiên không hề có bất kỳ áy náy gì. Đúng lúc này, đầu ngón tay Tiêu Phàm bắn ra một tia sáng, lao thẳng vào thi thể của huyết linh minh côn. Một khắc sau, có thể bằng mắt thường nhìn thấy thi thể to lớn kia từ từ nhỏ lại. Mặc dù huyết linh minh côn đã chết, nhưng thi thể của nó vẫn là một vật vô cùng quý giá, nhất là phần xác ẩn chứa rất nhiều tinh hoa khó có thể tưởng tượng ra được, đương nhiên Tiêu Phàm sẽ không lãng phí. Đồng thời, phệ hồn cũng không muốn lãng phí, dù sao huyết linh minh côn cũng đã từng là một thiên thần đỉnh phong. Dù có bị rớt xuống thành thiên thần tiền kỳ thì tinh hoa trong phần xác của nó vẫn mạnh hơn rất nhiều so với các thiên thần tiền kỳ bình thường khác. Không thể không nói, rằng lần thả câu trên huyết hồ này, Tiêu Phàm đã thu hoạch được một lượng không hề nhỏ. Hắn chưa biết thí thần và phệ hồn có đột phá được thiên thần cảnh hay không nhưng khoảng cách của hai thú tới đó chắc chắn cũng thu hoạch được không ít, ít nhất thì khoảng cách tới thiên thần cảnh cũng gần thêm một bước. Tới tiểu thiên địa luyện hóa đi. Tiêu Phàm khẽ ngâm lên một tiếng, trong phút chốc, thi thể to lớn của huyết linh minh côn trên mặt hồ bỗng nhiên biến mất. Một thi thể lớn như vậy, thôn phệ muốn thôn phệ chắc chắc cần phải có khoảng thời gian rất dài, Tiêu Phàm không muốn chờ đợi ở đây. Trong lòng bàn tay của hắn bỗng xuất hiện một tinh thể màu đỏ như máu, một luồng khí tức khiếp người phát ra từ tinh thể màu đỏ đó. Giữ trước đi, ý nghĩ vừa phát ra, Tiêu Phàm niêm phong tinh thể màu đỏ lại. Thứ này còn quý giá hơn rất nhiều so với thi thể của huyết linh minh côn, Tiêu Phàm tạm thời không nghĩ ra biện pháp xử trí thế nào. Hắn đứng lẳng lặng trên mặt hồ, lông mày hơi nhíu lại, lúc này hắn cảm thấy có chút không vui. Linh hồn của ta đã thôn phệ sức mạnh của hàng ngàn con áo nghĩa thần ngư nhưng lại không có cách nào đột phá thiên thần cảnh, lẽ nào nhất định phải khiến mệnh cách và thần lực chi tinh dung hợp hay sao? Tiêu Phàm suy tư trong lòng. Nếu đổi thành người khác, một khi linh hồn thôn vệ sức mạnh của nhiều áo nghĩa thần ngư như vậy thì có lẽ chỉ riêng việc chống đỡ cũng đủ chết rồi. Nhưng bản thể linh hồn của Tiêu Phàm đã kiên cường chịu đựng, hơn nữa còn không ngừng rèn luyện sức mạnh của áo nghĩa thần ngư còn sót lại. Trong lòng hắn thấy hơi hối hận, sớm biết vậy thì đã hỏi thăm thần vô tận phương pháp liên quan đến việc một người vô mệnh đột phá thiên thần cảnh rồi. Tiêu Phàm lại lắc đầu, hắn đương nhiên tin thần vô tận sẽ không làm hại hắn. Nhưng hắn cũng không muốn để lộ ra bí mật bản thân vô mệnh cho bất kỳ ai biết. Trước đây, Vân Phán Nhi cũng đã từng nhắc nhở hắn đừng để cho những người khác biết hắn là một kẻ vô mệnh. Đúng rồi, Vân Phán Nhi biết ta là một kẻ vô mệnh, có lẽ cô ấy biết cách đột phá. Đôi mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên. Hắn âm thầm đưa ra một quyết định, đợi khi quay về chiến hồn đại lục, hắn sẽ hỏi Vân Phán Nhi nếu có cơ hội. Thì Vũ, Lão Đại, Lão Nhị. Mọi người hãy đợi ta sẽ quay về nhanh thôi. Tiêu Phàm hít một hơi, ngửa mặt lên trời thở dài. Việc giết chết huyết linh minh côn đã khiến Tiêu Phàm nhận thức rõ ràng hơn về thực lực của mình, dù có đối diện với thiên thần cảnh tiền kỳ thì hắn vẫn đủ sức chiến đấu. Mà hiện tại, Tiêu Phàm cũng đã có chút chạm đến sinh tử áo nghĩa thành thứ 10, lúc nãy bị huyết linh minh côn đánh lén, hắn lại một lần nữa mấp mé giữa bờ vực của sự sinh tử. Có thể không bao lâu nữa, Tiêu Phàm sẽ có thể lĩnh ngộ được sinh tử áo nghĩa thành thứ 10, đột phá được chiến thành cảnh đỉnh phong.
Huyết Linh Minh Côn là cường giả thiên thần cảnh đầu tiên mà Tiêu Phàm giết chết, nhưng chắc chắn chưa phải là kẻ cuối cùng. Quét mắt qua mặt hồ một lượt, Tiêu Phàm liên tập trung ý chí, số áo nghĩa thần ngư không còn lại là bao trong huyết hồ cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Không còn cần ở lại huyết hồ này làm gì nữa rồi. 800 con áo nghĩa thần ngư đã đủ cho Tu La Điện dùng rồi. Tiêu Phàm nhíu hai mắt, đột nhiên đạp không bay lên, lao nhanh về phía chân trời. Mấy canh giờ trước, do đám áo nghĩa thần ngư ở huyết hồ bạo động khiến các tu sĩ thả câu ở huyết hồ bị kinh biến dồn dập liền bỏ đi ra khỏi bốn cửa không chút do dự. Tu sĩ của Tu La Thành Cổ thấy đám người thả câu bên huyết hồ hốt hoảng lên bờ thì cũng cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Chuyện gì vậy, chẳng phải thời gian thả câu bên huyết hồ vẫn còn vài ngày nữa hay sao? Sao mọi người lại lên bờ hết cả rồi? Nghe nói áo nghĩa thần ngư bạo động, tu sĩ tử thương nghiêm trọng. Thậm chí một nửa số tu sĩ đã vào bụng cá, đương nhiên ai cũng muốn có được áo nghĩa thần ngư nhưng cũng nên còn có mạng nhỏ để hưởng thụ. Lần thả câu ở huyết hồ này đúng là chuyện liên xảy ra những tiếp quái dị, chắc là sẽ không còn những chuyện không hay xảy ra nữa chứ. Mọi người nhìn xem, đó chẳng phải là Lãnh Đồng hay sao? Hắn mà còn chật vật như vậy thì những người khác làm sao mà tốt đẹp hơn được? Đám đông nhìn tu sĩ ở hai bên bờ, cảm thấy kinh hãi khó hiểu. Những người sống sót quay lại dù ít hay nhiều cũng đều thấy rất chật vật. Có những người âm thầm tự nhủ đã may mắn vì không tham gia huyết hồ thủy điếu, nếu không thì cái mạng nhỏ của họ có khả năng đã phải gửi lại nơi đây rồi. Lãnh Đồng dẫn theo một vài người nhanh chóng rời khỏi lối ra, biến mất trong đám đông, trong lòng hắn vẫn còn kìm nén sự bực bội, đương nhiên cần tìm người khác để xả ra. Thời gian trôi qua, sau khoảng vài canh giờ, tại Thiên Vân Các, Trọc Thiên Hồng cũng bước lên bờ, sắc mặt của họ vô cùng nghiêm trọng, liếc nhìn trong đám đông. Bọn họ mạo hiểm tính mạng đi dạo một vòng quanh huyết hồ, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Phàm, đâu trong lòng họ có một dự cảm bất thường. Bọn họ vốn hy vọng Tiêu Phàm sẽ sớm lên bờ, nhưng không hề có bóng dáng của Tiêu Phàm trong đám đông. Quay lại nhà trọ đợi công tử thôi, ta tin huynh ấy sẽ quay lại. Kiếm La mở miếng nói đầu tiên. Hắn không hề hy vọng Tiêu Phàm sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Mấy người gật đầu, mất đi một người làm chủ tâm cốt như Tiêu Phàm, mọi người cảm thấy có chút hoang mang. Bắt bọn chúng lại, Kiếm La vừa bước đi vài bước thì đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên, ngay sau đó một luồng khí tức cực mạnh bao phủ lấy bọn họ trong nháy mắt. Tu sĩ bốn phía kinh sợ lùi lại, nhường ra một con đường đi, trong giây lát lần lượt từng đạo thân ảnh vây quanh lấy đám người Kiếm La. Nhìn bọn họ đằng đằng sát khí. Sau đó, một đạo thân ảnh hiện ra từ trong đám đông, thần sắc lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm. Lãnh Đồng, lại là ngươi. Tiếu Thiên Dương nhìn họ với ánh mắt phẫn nộ, Lãnh Đồng thì gây phiền phức cho họ hết lần này đến lần khác, không một ai chịu nổi. Dám giết người kế thừa Tu La Sơn của ta, lần này đừng ai trong các ngươi chạy thoát. Lãnh Đồng nhe răng, trợn mắt nhìn đám người Tiếu Thiên Dương. Trong huyết hồ, hắn đã chịu thiệt mất mấy lần, bất luận thế nào hắn cũng không thể thôn phệ nổi cục tức này. Hắn không phải là đối thủ của Trọc Thiên Hồng trong huyết hồ, nhưng trên bờ thì Lãnh Đồng chẳng có gì phải kiêng kỵ cả. Đám người này ăn gan hùm gấu mật rồi sao mà lại dám giết người kế thừa của Tu La Sơn? Bọn chúng không biết nơi đây là Tu La SSN hay sao? Đúng là muốn tìm đến chỗ chết, mau tránh xa bọn họ. Nếu để Tu La Sơn hiểu lầm thì chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Tu sĩ bốn phía nhìn đám người Trọc Thiên Hồng đầy kinh ngạc, sau đó lần lượt thoái lui, cố gắng rũ sạch mọi sự dính dáng đến Trọc Thiên Hồng. Giết người kế thừa ở Tu La Sơn, chẳng nghi ngờ gì nữa, hành động như vậy chính là đang gây hấn và chắc chắn Tu La Sơn sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu. Còn Tiêu Phàm, Lãnh Đồng quét mắt nhìn chung quanh nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng Tiêu Phàm đâu cả. Ngươi đang tìm ta sao? Đột nhiên, lại một giọng nói nữa từ xa truyền tới, đám đông nhao nhao lên tìm phía tiếng nói vọng tới thì thấy một chiếc thuyền cô độc trên huyết hồ đang từ từ tiến về phía Thiên Vân Các. Trên chiếc thuyền độc, có một thanh niên mặc áo bào đen, đứng chắp tay, tay áo bay nhẹ, cách biệt như tiên. Công tử, đám người nhìn thấy thanh niên mặc áo bào đen đứng trên thuyền thì đều kêu lên kinh ngạc, mọi lo lắng trong lòng cũng theo đó mà tan theo mây khói. Người đó không phải ai khác mà chính là Tiêu Phàm, cứ như thể việc Tiêu Phàm xuất hiện khiến sự lo lắng trong lòng bọn họ đều biến mất hết vậy. Tiêu Phàm,
Lãnh Đồng cắn răng nhìn Tiêu Phàm, hận đến độ chỉ muốn lao lên mà ăn tươi nuốt sống hắn. Lãnh Đồng hận Tiêu Phàm tới tận xương tủy. Giờ khắc này, ánh mắt của đám đông đều đổ dồn về phía chiếc thuyền duy nhất trên hồ, trong mắt họ không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Tên tiểu tử này vẫn còn dám lên bờ. Có người cười lạnh lùng, nhìn Tiêu Phàm trên thuyền như nhìn một người đã chết. Chiếc thuyền từ từ tiến vào bờ, thần sắc Tiêu Phàm lạnh nhát như thể mọi thứ không hề liên quan đến hắn vậy, hắn đã sớm quen với việc bị những ánh mắt như vậy ở xung quanh nhìn mình rồi. Chiếc thuyền cập bờ, Tiêu Phàm đạp nhẹ, cơ thể nhẹ tự chim yến, phiêu nhiên như tiên, vững vàng hạ xuống đầu bờ, sau đó từng bước một đi về phía đám đông. Mọi người xung quanh tự giác nhường thành một con đường, không ít người nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Trọc Thiên Hồng vội vàng đi về phía Tiêu Phàm, sau đó toàn bộ họ đều đứng phía sau Tiêu Phàm, nhìn về Lãnh Đồng bằng ánh mắt khinh thường. Ta ở đây, người tìm ta có việc gì không? Tiêu Phàm nhìn Lãnh Đồng, giọng nói bình thản như thể đang nói chuyện với một người bạn lâu năm vậy. Tìm ta làm gì, người giết chết người kế thừa của Tu La Sơn, người có biết tội không? Lãnh Đồng gầm thét một tiếng, thiếu điều muốn xông lên ăn tươi nuốt sống Tiêu Phàm. Ngươi đang chất vấn ta sao? Tiêu Phàm nhíu hai mắt lại, thần sắc từ từ trở nên lạnh lùng như thể một người có địa vị cao quý đang hững hờ nhìn một con kiến hôi. Đồng thời, một luồng khí tức mập mờ phát ra từ cơ thể Tiêu Phàm, khiến Lãnh Đồng không khỏi co rụt lại. Hắn không biết vì sao Tiêu Phàm lại lạnh nhạt như vậy, nhưng sự lạnh nhạt đó của Tiêu Phàm khiến hắn thấy rất khó chịu, lẽ nào hắn vẫn còn có cái gì đó để có thể dựa vào hay sao? Chất vấn. Sự thật bày ra trước mắt, ngươi không thoát được đâu, giờ đưa ta ra chịu trói, ta vẫn có thể ra tay nhẹ nhàng với ngươi. Đương nhiên Lãnh Đồng không thể để yếu thế hơn về khí thế, giọng nói của hắn lạnh như băng. Ngươi là cái thá gì, ngươi nói ta giết người nên ta phải chết. Tiêu Phàm tỏ ra cực kỳ khinh thường, tiến lên một bước và nói, nếu ta nói ngươi đã giết Lãnh Thương, vậy thì có phải ngươi cũng sẽ phải chết. Đám đông nhìn Tiêu Phàm kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Tiêu Phàm lại mạnh áp đảo, dám nói những lời như vậy với Lãnh Đồng. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn đó là, trông Lãnh Đồng cực kỳ dè chừng Tiêu Phàm, không hề ra tay ngay lập tức. Không ít người hiểu rõ Lãnh Đồng đều biết, bình thường, Lãnh Đồng sẽ không nói gì mà trực tiếp hạ gục Tiêu Phàm rồi nói chứ làm gì có chuyện nói nhảm nhiều lời như vậy. Trong nháy mắt có rất nhiều người nghĩ tới một loại khả năng. Đó là Lãnh Đồng từng thua thiệt trong tay Tiêu Phàm hoặc là Lãnh Đồng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Lãnh Đồng ta chính là người kế thừa của Tu La Sơn, đương nhiên sẽ không nói dối. Tất nhiên Lãnh Đồng sẽ không chịu nhượng bộ, nếu giờ hắn nhượng bộ thì việc muốn giết Tiêu Phàm có thể sẽ trở nên rất khó khăn. Ánh mắt hắn quét qua đám người xung quanh như thể đang đợi thêm vài người nào đó tới. Lẽ nào ta không phải người kế thừa hay sao? Tiêu Phàm nhìn Lãnh Đồng một cách khinh thường. Thực ra Tiêu Phàm không hề để ý đến cái thân phận gọi là Tu La Vương truyền thừa và người kế thừa bởi vì Vô Tận Chiến Điển đã sớm ở trong tay hắn rồi. Có điều, Tiêu Phàm cũng không hề có ý định sẽ bỏ qua những thứ đồ mà thần Vô Tận để lại. Ngoài ra, lời nguyền của nhạc nhân tộc cũng phải đi về phía Tu La Sơn mới có thể giải khai. Muốn bước chân vào Tu La Sơn thì phải sở hữu thân phận người kế thừa, nếu không, Tiêu Phàm sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ Tu La Sơn. Nếu không phải vậy thì Tiêu Phàm cũng chẳng cần phải nói nhảm nhiều lời với Lãnh Đồng làm gì. Lãnh Đồng nhất thời im lặng không phản bác, khí thế của Tiêu Phàm quá mạnh, so với trước đây thì Lãnh Đồng cảm thấy Tiêu Phàm lại có thêm một chút thay đổi, còn thay đổi ở đâu thì hắn không nói ra được. Không còn gì để nói, cút qua bên kia, chó ngoan không cản đường. Tiêu Phàm khoát tay, bộ dạng như thể đang đuổi một thứ rác rưởi vậy. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng hít một hơi khí lạnh. Tên này lại dám quát lớn như vậy với Lãnh Đồng. Ngươi muốn chết, Lãnh Đồng bị Tiêu Phàm chọc giận đến cực hạn đưa ra một chưởng hướng về phía Tiêu Phàm, một luồng khí cuồng bạo càn quét bốn phía trong nháy mắt. Cút, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một tiếng, sau đó vung ra một quyền, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Lãnh Đồng một quyền nghênh chọn chưởng cương của Lãnh Đồng. Một tiếng nổ ầm vang lên, thiếu chút nữa thì hư không bị xé rách bởi sự cuồng bạo của quyền cương. Tu sĩ xung quanh không chịu đựng được nguồn sức mạnh đó nhao nhao lùi về bốn phía. Một khắc sau, điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc đã xảy ra, từ đầu bả vai cánh tay của Lãnh Đồng bay ra, máu tươi phun bốn phía, huyết nhục văng tung tóe.
Ngay sau đó, cơ thể của Lãnh Đồng bỗng nhiên bay ngược ra sau, đập nện liên tiếp trên đường, trượt ra xa cả chục trượng mới chịu dừng lại. Thất bại, đám đông trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Phàm, toàn bộ mọi người đều bị thực lực của Tiêu Phàm làm cho khiếp sợ mất rồi. Lãnh Đồng bị một quyền đánh bay, còn cánh tay thì bị gãy, đúng là một sức mạnh quá khủng bố. Lúc này, cái nhìn mọi người dành cho Tiêu Phàm đã thay đổi, cuối cùng đám đông cũng biết vì sao Lãnh Đồng không dám ra tay đối với Tiêu Phàm. Dù Lãnh Đồng có đánh lén như trước đây thì Tiêu Phàm vẫn chỉ cần dùng một quyền để đánh bay hắn, lùi một bước để đánh trả đối phương, thực lực giữa hai người này không phải cách biệt một khoảng lớn bình thường đâu. Ta phải giết ngươi, Lãnh Đồng bị chọc giận đến cực hạn đứng bật dậy, lao về phía Tiêu Phàm một lần nữa. Nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho ngươi. Giọng nói của Tiêu Phàm lạnh lùng, Lãnh Đồng gây phiền phức cho hắn hết lần này đến lần khác, không để cho hắn nếm mùi thì hắn lại cứ tưởng Tiêu Phàm sợ hắn. Dùng khuyết điểm của mình để đi chiến đấu với ưu thế của đối phương, Lãnh Đồng, đây không hề giống cách làm người của ngươi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên giữa đám đông, lại là một đoàn người nữa từ phía xa đi tới. Đó là Lãnh Lưu Cảnh đang nhìn Tiêu Phàm một cách lạnh lùng. Lãnh Đồng nhìn Lãnh Lưu Cảnh đầy phẫn nộ, rồi bỗng nhiên định thần lại, đôi mắt hắn chuyển thành màu đen trong nháy mắt, một luồng khí tức khiến người khác kinh sợ tràn ngập bốn phía. Cùng với sự càn quét của luồng khí tức kia, hư không bỗng trở nên vặn vẹo, méo mó, đôi mắt đó thật đáng sợ. Đồng thuật mới chính là thế mạnh của Lãnh Đồng, ngay đến cả thần vô tâm. Người được xưng danh là người kế thừa số một cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc nãy, trong khi phẫn nộ, Lãnh Đồng căn bản không hề nghĩ ngợi nhiều đến thế, dùng toàn bộ để chiến đấu với Tiêu Phàm, làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Phàm được. Giờ đây được Lãnh Lưu Cảnh nhắc nhở, thì hắn lại hồi phục được thần sắc lạnh nhạt trước kia. Hôm nay, ngươi phải chết, Lãnh Đồng tiến về phía Tiêu Phàm từng bước một, sát khí đằng đằng. Tiêu Phàm nhíu hai mắt lại, trong mắt hiện lên hai tia tinh quang giống như hai thanh kiếm vừa tuốt vỏ, để lộ ra một luồng ánh sáng vô cùng sắc bén. Dừng tay, khi Tiêu Phàm đang định ra tay thì lại một giọng nói nữa vang lên, còn chưa kịp đợi mọi người bừng tỉnh thì vài đạo thân ảnh đã đột nhiên xuất hiện giữa đám đông. Tam trưởng lão, người muốn bảo vệ hắn. Lãnh Đồng vẫn tiến về phía Tiêu Phàm, như thể nếu Tam trưởng lão muốn bảo vệ Tiêu Phàm thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Tam trưởng lão. Tam trưởng lão hơi chau mày, hắn có thể cảm nhận được sát khí trên người Lãnh Đồng. Mặc dù thực lực của Tam trưởng lão khá tốt nhưng cũng chưa phải là đối thủ của người kế thừa Lãnh Đồng. Tam trưởng lão, hắn giết chết Lãnh Thương, còn đánh trọng thương Tả Giang Lê, ông cảm thấy ông vẫn cần bảo vệ hắn sao? Lãnh Lưu Cảnh cười tủm tỉm nhìn Tam trưởng lão. Nghe thấy vậy, Tam trưởng lão bỗng nhiên quay người về phía Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó ông liền chất vấn, ngươi ra tay với cả Giang Lê. Hắn nói thì ông tin sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu ta nói cho ông biết, rằng chính bọn họ muốn giết Tả Giang Lê, sau đó hãm hại ta thì ông có tin không? Nói nhảm nhí, Lãnh Đồng nghe thấy vậy giận dữ mắng mỏ Tiêu Phàm, chúng ta cùng là người kế thừa của Tu La Sơn, làm sao có thể tàn sát lẫn nhau được? Ánh mắt của Tam trưởng lão quét qua đám đông nhưng không hề nhìn thấy thân ảnh của Tả Giang lên khiến ông không khỏi nhíu mày. Nhưng đến cuối cùng thì ông vẫn tin lời của Lãnh Đồng, giữa những người kế thừa của Tu La, trước khi tham gia cuộc tranh đoạt Tu La Vương thì không được phép tàn sát lẫn nhau. Một khi bị phát hiện thì sẽ bị tước đoạt tư cách truyền thừa, thông thường không ai dám làm trái mệnh lệnh này cả. Ta cũng chẳng phải là người kế thừa mà lúc nãy ngươi vẫn muốn giết chết ta đó sao? Tiêu Phàm khịt mũi khinh thường, hắn không tin vào những quy tắc của Tu La Sơn. Trong thế giới này, kẻ yếu không có quyền lợi được lên tiếng, nếu ngày hôm đó hắn chết trong tay Lãnh Đồng thì sẽ chẳng có ai giải oan cho hắn cả. Thậm chí, dù hắn có chết thì có khi lại còn mang tiếng xấu cho Lãnh Đồng bọn chúng nữa. Cũng may là thực lực của Tiêu Phàm không tệ, ngoài ra Tả Giang Lê vẫn còn sống nếu không thì dù hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Nhưng điều khiến Tiêu Phàm không ngờ tới đó là, Lãnh Đồng lại gán tội giết chết Lãnh Thương lên người hắn. Lãnh Thương chết như thế nào, chính Tiêu Phàm là người biết rõ nhất. Ngươi, Lãnh Đồng nhất thời im lặng, không phản bác được. Lúc này đám đông mới hiểu ra, đúng rồi, Tiêu Phàm cũng là người kế thừa, nhưng lúc nãy chính bọn họ đã làm gì với Tiêu Phàm? Đây chẳng phải là gậy ông đập lưng ông hay sao?
Người có phải là người kế thừa hay không thì ta không biết, ta chỉ biết rằng người kế thừa của Tu La Sơn chỉ có 8 người. Lúc này, Lãnh Lưu Cảnh đột nhiên mở miệng nói. Làm sao mà Tiêu Phàm lại không hiểu ý tứ của bọn chúng chứ? Tiêu Phàm, ngươi có phải là người kế thừa còn phải nhận được sự đồng ý của Sơn chủ Tu La Sơn rồi hẵng bàn tiếp, tự người nói không có tác dụng gì cả. Ngươi đã không phải là người kế thừa của Tu La Sơn thì có gì mà lại không giết được ngươi? Thần sắc Tiêu Phàm nhìn Lãnh Lưu Cảnh đầy lạnh nhạt, đối với Tiêu Phàm mà nói, tên Lãnh Lưu Cảnh này khó đối phó hơn Lãnh Đồng rất nhiều. Lãnh Đồng nghe vậy thì cũng bừng tỉnh lại trong phút chốc, ánh mắt lóe sáng. Huống hồ, vừa nãy Lãnh Đồng không hề giết ngươi mà là dẫn ngươi đi tra hỏi mà thôi. Lãnh Lưu Cảnh nói một cách âm hiểm. Ồ, theo như ý của ngươi, nếu không phải là người của Tu La Sơn thì ngươi muốn giết là giết sao? Nếu không phải là người của Tu La Sơn thì đến ngay cả quyền được lên tiếng cũng không có. Tiêu Phàm không hề tức giận mà ngược lại cười tủm tỉm nhìn Lãnh Lưu Cảnh. Đám tu sĩ xung quanh nghe thấy vậy thì không ít người đã thay đổi cách nhìn nhận về Tiêu Phàm. Đúng vậy, chúng ta không phải là người của Tu La Sơn thì đã làm sao, chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của Tu La Sơn thì Tu La Sơn dựa vào cái gì mà đòi kêu đánh kêu giết chúng ta. Bọn họ vốn dĩ cho rằng đây chỉ là cuộc tranh giành lợi ích và quyền lực trong nội bộ của Tu La Sơn mà thôi, nhưng bây giờ xem ra, ý của Tiêu Phàm rõ ràng là đang khinh thường Tu La Sơn. Dù lão tử không là người của Tu La Sơn thì đã làm sao, dù vậy cũng không thể để mặc cho các ngươi xâm phạm được. Tiêu Phàm, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Lúc này, Tam trưởng lão nhìn Tiêu Phàm với sắc mặt âm trầm, giọng điệu không được tốt cho lắm. Lãnh Lưu Cảnh và Lãnh Đồng lộ rõ vẻ mừng rỡ, nếu đến ngay cả Tam trưởng lão không thừa nhận thân phận của Tiêu Phàm, ngoài ra nếu Tam trưởng lão cũng không thừa nhận, như vậy thì sẽ không có ai thừa nhận thân phận người kế thừa Tu La Sơn của Tiêu Phàm cả. Bọn họ đâu biết, sau khi Tiêu Phàm biết hết được mọi chuyện thì hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc cần Tam trưởng lão thừa nhận thân phận người kế thừa Tu La Sơn của hắn cả. Tam trưởng lão nhìn có vẻ là một người hòa thuận với nhất mạch ở Chiến Hồn Đại Lục, nhưng bên dưới lớp vỏ hiền hòa đó là ẩn giấu một âm mưu không hề nhỏ. Hơn nữa, nếu Tam trưởng lão không bị rơi vào tình thế vạn bất đắc dĩ thì chắc chắn ông ta sẽ không phủ nhận thân phận của hắn. Đương nhiên, nếu Tam trưởng lão không gây phiền phức cho Tiêu Phàm thì hắn cũng sẽ không trở mặt với ông ta, nhưng nếu động chạm đến lợi ích của mình thì chắc chắn Tiêu Phàm sẽ không bỏ qua cho Tam trưởng lão. Ta hiểu rất rõ mình đang nói gì, Tiêu Phàm đáp nhàn nhạt. Tam trưởng lão, ông đã nhìn thấy chưa? Đây chính là người mà ông ủng hộ ở Chiến Hồn Đại Lục. Bọn chúng đều là hạng người không coi ai ra gì, vậy mà ông vẫn còn muốn bảo vệ cho bọn chúng. Lãnh Đồng cười lạnh lùng. Đúng vậy Tam trưởng lão, theo như ta thấy thì chỉ cần trực tiếp đuổi đi là ổn, đừng để ô uế Tu La Sơn của chúng ta. Lãnh Lưu Cảnh cũng nói bằng giọng điệu nham hiểm. Con mắt của Tam trưởng lão hơi co giật, ông lắc đầu nói, Tu La Điện điện chủ của Chiến Hồn Đại Lục là người kế thừa của Tu La Sơn, đây là điều không ai có thể thay đổi được. Nghe thấy vậy, toàn bộ đám đông đều lộ vẻ kinh ngạc, đây là tình huống gì vậy? Tiêu Phàm luôn muốn rũ bỏ tư thế thân phận của một người kế thừa, tại sao Tam trưởng lão còn muốn ra vẻ bảo vệ cho hắn vậy? Lãnh Đồng và Lãnh Lưu Cảnh nhìn nhau, hơi chau mày. Chỉ có duy nhất Tiêu Phàm đứng đó với thần sắc vô cùng bình tĩnh, như thể mọi thứ đã sớm nằm trong dự liệu của hắn vậy. Tam trưởng lão nhân từ, nhưng lại có những kẻ không hề biết cảm ơn, ngược lại lấy oán trả ơn. Ánh mắt Lãnh Đồng nhìn Tiêu Phàm lạnh lùng, trên mặt lộ vẻ không cam lòng. Tam trưởng lão không thèm để ý Lãnh Đồng mà ngược lại nhìn qua Tiêu Phàm, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc, Giang Lê đâu? Có vẻ như Tam trưởng lão hỏi nhầm người rồi, tôn nhi của ông ở đâu thì có liên quan gì tới ta, không thể lúc nào cũng đổ mọi chuyện lên đầu ta được. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh nhạt. Ánh mắt Tam trưởng lão lấp lóe không ngừng. Ông ta rất lo lắng cho sự sống chết của Tả Giang Lê nhưng ông cũng không dám làm quá với Tiêu Phàm. Lãnh Đồng và Lãnh Lưu Cảnh lại nhìn nhau, hai người bọn chúng cũng thấy hoang mang và cũng đang thấy kinh ngạc vì đến hiện ta Tả Giang Lê vẫn chưa xuất hiện. Có điều, nể tình Tam trưởng lão cùng một mạch ở Tu La Điện với ta tặng ông một đồ vật. Tiêu Phàm đột nhiên cười híp mắt. Tiêu Phàm mở lòng bàn tay ra, trong bàn tay hắn bỗng xuất hiện một quả cầu ký ức thủy tinh. Giây phút cầu ký ức bằng thủy tinh xuất hiện, cả Lãnh Đồng và Lãnh Lưu Cảnh cùng co rụt lại,
bọn chúng không khỏi nghĩ đến việc trước đây hãm hại Tiêu Phàm, giết hại Tả Giang Lê. Bọn chúng định ngăn cản Tiêu Phàm nhưng Tiêu Phàm vốn không để ý đến chúng mà trực tiếp thúc giục cầu thủy tinh ký ức, một hình ảnh bỗng nhiên hiện ra trong hư không. Trong bức hình, Tả Giang Lê đang nói với đám người lãnh đồng một câu và chuẩn bị rời đi nhưng lại bị Lãnh Lưu Cảnh ngăn lại, uy hiếp đi vội vậy để làm cái gì. Đám đông nhìn thấy cảnh tượng ấy thì bỗng nhiên như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt liền lộ vẻ kinh ngạc. Tất cả cảnh tượng hôm đó Lãnh Đồng, Lãnh Thương và Lãnh Lưu Cảnh ba người đã đối phó với Tả Giang Lê và thuộc hạ của hắn đều đang hiện rõ mồn một trước mắt, đám đông không khỏi hít một hơi khí lạnh. Người kế thừa của Tu La Sơn đúng là âm hiểm, vì muốn hãm hại người khác mà đến người cùng nhà của mình cũng giết chết. Nham hiểm như vậy thì đúng là vô liêm sỉ. Để ta xem sau này có còn ai dám gia nhập Tu La Sơn, phục vụ sức lực cho Tu La Sơn, đến lúc đó sẽ không tránh khỏi việc bị chủ tử gạt bỏ. Thật đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào, may là Tả Giang Lê chưa chết. Đám người như kiểu ngươi nói ta mới ngộ ra, trong lời nói không khỏi lộ ra sự trào phúng, Tu La Sơn rất mạnh nhưng cũng không thể khiến dân chúng tức giận được. Lãnh Đồng vì muốn hãm hại Tiêu Phàm đã giết chết không biết bao nhiêu thuộc hạ của Lãnh Lưu Cảnh và Lãnh Thương. Riêng điều này đã khiến đám đông tức giận tới cực điểm rồi. Sau đó mọi người lại nhìn thấy cảnh tượng Lãnh Thương bị Huyết Linh Minh Côn giết hại, lúc này đám đông mới biết rằng Lãnh Thương là do Huyết Linh Minh Côn giết hại, hoàn toàn không liên quan gì đến Tiêu Phàm cả. Chỉ có điều mọi người nghi ngờ, góc độ đó là ở trên cao, chẳng phải không thể bay trên mặt huyết hồ hay sao? Tam trưởng lão, đây chính là món quà ta tặng cho ông, ta nghĩ chắc là ông đã hài lòng rồi. Tiêu Phàm cười nhạt nói. Hài lòng, sắc mặt của Tam trưởng lão hơi khó coi, đây hoàn toàn là đang đánh vào mặt Lãnh Đồng và Lãnh Lưu Cảnh, tên tiểu tử nhà ngươi giỏi đấy. Có điều, Tam trưởng lão biết được tin tức Tả Giang Lê không chết thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm như thể chút bỏ được gánh nặng vậy. Đặc sắc, lúc này một trận vỗ tay tán dương vang lên, nhưng rõ ràng trong âm thanh đó để lộ ra ý vị châm chọc vô cùng. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Hắn cảm giác như đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, hắn quay đầu về phía tiếng nói phát ra. Phía cuối con đường, khoảng mấy chục đạo thân ảnh đang từ từ đi tới phía đám người Tiêu Phàm, đứng đầu là một vài nam nữ thanh niên, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp. Hơn nữa, trên cơ thể bọn họ đều phát ra những luồng khí tức cực kỳ cường đại, nhưng ánh mắt của Tiêu Phàm chỉ dừng lại ở người thanh niên mặc áo bào trắng đi đầu tiên. Dáng người của thanh niên đó cao ráo. Mặc áo báo trắng hơn tuyết, mắt sáng mày kiếm, khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt sáng chói, mái tóc đen dài búi thành một cụm, toàn bộ con người đó khiến người khác có cảm giác như thể đó là một loại siêu nhiên như tiên không gì sánh bằng. Khi bọn họ đi tới gần, tu sĩ bốn phía liền tự động lùi lại nhường đường, trong mắt đám đông hiện rõ vẻ kính sợ. Nhất là khi nhìn thấy nam thanh niên mặc áo bào trắng kia, cảm giác kinh sợ như được phát ra từ tận sâu thẳm trong đáy lòng vậy. Công tử, thanh niên mặc áo bào trắng kia chính là Thần Vô Tâm. Tiếu Thiên Dương cau mày, truyền âm tới Tiêu Phàm, sau đó một vài người khác lại giới thiệu cho Tiêu Phàm một lần nữa. Trong lòng Tiêu Phàm đã có được sự phỏng đoán đại khái, thanh niên mặc áo bào trắng khiến hắn cảm thấy hơi áp lực, đạt tới cảnh giới hiện tại của bọn họ, lại có thể gây áp được cho người khác thì trong toàn bộ thế hệ trẻ của Tu La Sơn, ngoài Thần Vô Tâm ra thì chẳng còn có ai khác nữa cả. Ánh mắt hắn quét qua mấy người kế thừa khác, cuối cùng thì dựng lại ở Thần Vô Tâm. Là tam đại công tử của thiên địa lao ngục, đương nhiên thực lực của Thần Vô Tâm không hề thua kém ai cả, Tiêu Phàm đã đột phá tới cảnh giới này mà vẫn còn có thể cảm nhận được một tia áp lực từ cơ thể của Thần Vô Tâm thì có thể nhìn ra hắn không hề đơn giản chút nào. Lẽ nào Thần Vô Tâm là thuộc nhất mạch của sư tôn Thần Vô Tận? Bọn họ chẳng phải đã bị đại trưởng lão diệt tuyệt rồi hay sao? Tiêu Phàm bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Nhất mạch đã bị diệt sạch thì làm sao có thể cháy lại từ đống cho tàn chứ? Huống hồ, cứ cho là bọn họ không bị diệt tuyệt thì có lẽ người của những nhóm khác cũng sẽ không cho phép những hậu nhân của Thần Vô Tâm được gia nhập vào Tu La Sơn, bởi dù gì thì bọn họ cũng đến vì sự truyền thừa của Thần Vô Tận. Lẽ nào cố ý giả mạo là hậu nhân của Thần Vô Tâm? Khả năng này rất lớn. Nhưng cũng có thể hậu nhân của Thần Vô Tận chưa hề bị diệt tuyệt, vì dù sao thì cửu đại trưởng lão những người vây giết Thần Vô Tận hôm đó đều bị Thần Vô Tận giết chết cả rồi. Ngoài ra, thực lực của nhiều nhóm khác cũng phải trừ hao đi ít nhiều,
bởi chưa hẳn bọn cũng có thể vây quét được nhóm của thần vô tận. Nếu sư tôn vẫn biết hậu nhân của mình còn tồn tại thì có lẽ hắn sẽ rất vui mừng. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, thần vô tâm dẫn đám người đi lại gần, cuối cùng cũng dừng lại, thần sắc của thần vô tâm hững hờ nhìn Tiêu Phàm, có thể bay trên huyết hồ thì không thể không nói các hạ thật đúng lợi hại. Đúng vậy, góc quan sát lúc này là ở trên không trung, tức là người ghi lại cảnh tượng đó đang bay trên trời nhưng rõ ràng là không ai có thể bay qua lại trên huyết hồ được cả. Lẽ nào cảnh tượng lúc nãy trên mặt hồ là giả, là do Tiêu Phàm cố ý tạo ra để hãm hại Lãnh Đồng và Lãnh Lưu Cảnh? Thiếu chút nữa là chúng ta đã tin tưởng hắn rồi, nếu mà đúng như vậy thì hắn còn đáng ghê tởm hơn cả Lãnh Đồng nữa. Đám đông cũng bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn Tiêu Phàm và chỉ trỏ, nghị luận. Thảo nào bọn họ hoài nghi, không thể bay được trên mặt huyết hồ là chuyện ai cũng biết. Dù Tiêu Phàm có mạnh đến đâu cũng chỉ là chiến thần cảnh, hắn cũng không thể nào bay được. Chỉ có sắc mặt của Lãnh Đồng và Lãnh Lưu Cảnh là vô cùng khó xử, ngày hôm đó, chính mắt bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm bay lượn, có thể người khác không làm được nhưng Tiêu Phàm thì thật sự có thể làm được. Tiểu tử, người dám vũ hãm người kế thừa của Tu La Sơn, biết đến chữ chết viết thế nào chưa? Một thanh niên mặc áo bào đen đứng bên cạnh thần vô tâm hừ lên một tiếng lạnh lùng. Bọn họ đều là người kế thừa của Tu La Sơn, đương nhiên là phải đồng lòng tương thân, cùng nhau bài xích một kẻ ngoại lai như Tiêu Phàm. Nê ú người muốn biết chữ chết viết như thế nào thì ta cũng không ngại dạy cho ngươi. Sắc mặt Tiêu Phàm đứng nguyên tại chỗ vẫn lạnh nhạt, tỏ ra khinh thường thanh niên mặc áo bào đen kia. Đồ chán sống, thanh niên mặc áo bào vô cùng phẫn nộ, không nhịn nổi thiếu điều muốn nhào lên. Tiêu Phàm nhìn tên đó như nhìn một tên ngốc, sau đó hắn chuyển hướng mắt, nhìn về phía thần vô tâm và nói, nếu ta chứng minh có thể bay được thì ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi có thể bay thì ta sẽ gỡ đầu mình xuống cho ngươi đá bóng. Còn chưa kịp đợi thần vô tâm mở miệng, thanh niên mặc áo bào đen kia đã lên tiếng tỏ ra khinh thường Tiêu Phàm. Khá lắm, nếu ngươi có thể bay thì thân phận người kế thừa của ta sẽ đưa lại cho ngươi, thế nào? Lại một thanh niên mặc chiến bào màu đen khác lên tiếng. Tả Lân, Tả Vân Mặc, Lãnh Đồng vội vàng kêu lên, định ngăn hai người đó lại. Nhưng Tả Vân Mặc mặc áo bào đen không thèm để ý đến mà nói, yên tâm đi, cấm bay trên huyết hồ, đây là thiết luật, đến ngay cả Sơn Chủ Đại Nhân cũng không thể phá vỡ, huống hồ là tên tiểu tử này. Sau đó Tả Vân Mặc lại nhìn Tiêu Phàm nói, tiểu tử, ngươi có dám cá không, nếu ngươi thua thì tự vẫn trước mặt mọi người, thế nào? Ngươi muốn chết phải không? Chọc Thiên Hồng phẫn nộ nhìn Tả Vân Mặc nhưng bị Tiêu Phàm ngăn lại, Chọc Thiên Hồng lo lắng nói, công tử. Chọc Thiên Hồng có thể đạp trên mặt nước phi hành đã là cực hạn rồi, Tiêu Phàm làm sao có thể ngự không mà bay lên được. Hắn sợ Tiêu Phàm làm việc theo cảm tính, đồng ý đánh cược với Tả Vân Mặc và Tả Lân, một khi đã đồng ý thì không dễ gì hối hận nữa. Vậy thì thân phận người kế thừa của ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa, ta vốn đã là người kế thừa, thêm một cái danh cũng chẳng làm gì. Tiêu Phàm lắc đầu. Không dám đánh cược thì nói thẳng ra, ta sẽ không cười ngươi đâu. Chỉ cần ngươi cút khỏi Tu La Thành cổ là được. Tả Vân Mặc khinh thường nói. Lời vừa nói ra, giọng nói của Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, nếu ngươi thua thì đầu người dùng làm bô cho ta ngồi, ta sẽ đồng ý đánh cược với ngươi một lần. Hừ, cược mệnh đúng không, ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ tác thành cho ngươi, thế nào? Tả Vân Mặc đằng đằng sát khí. Tên tiểu tử này đúng là không coi ai ra gì, dám sỉ nhục bản thân. Không cho hắn đẹp mặt thì hắn lại cứ tưởng bản thân mình giỏi lắm. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh nhạt, hắn lấy ra một tờ giấy sau đó vung tay múa bút, một lúc sau mới dừng lại, rồi quay qua nói với Tả Vân Mực và Tả Lân, giấy trắng mực đen, dám đánh cược thì hãy ký tên đồng ý đi. Tả Vân Mặc và Tả Lân nghe thấy vậy thì hơi do dự, thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh tới mức đáng sợ. Lẽ nào tên tiểu tử này thật sự có thể ngự không phi hành sao? Tả Lân nhìn tên thuộc hạ bên cạnh, có mấy người hiểu ý liền bay về phía huyết hồ sau đó khi vừa định bay lên trên mặt huyết hồ thì bị một luồng áp lực lớn kéo xuống. Tả Lân và Tả Vân Mặc thấy vậy thì trong lòng thầm yên tâm, người của bọn họ còn không thể bay thì Tiêu Phàm cũng tương tự như vậy, không thể bay được. Điều bọn họ không biết là mặc dù huyết linh Minh Côn đã bị Tiêu Phàm giết chết nhưng trận pháp trong huyết hồ vẫn đang vận chuyển, đúng là người bình thường không thể bay lên được.
nhưng nếu hai kẻ thuộc hạ kia không bị nỗi sợ hãi tâm lý, dùng toàn lực bay lên thì vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Tả Lân, Tả Vân Mặc đừng có cược với hắn. Lãnh Đồng thấy vậy liền mở miệng một lần nữa. Lãnh Đồng, Tu La Sơn không có kẻ hèn nhát nên phải sợ hắn sẽ làm ngược ý trời hay sao? Ta muốn cái mạng này của hắn. Thanh niên mặc áo bào đen Tả Lân ngạo nghễ nói, ký tên đồng ý lên hiệp ước không chút do dự. Chém giết Tu Ta Điện Chủ, một kỳ tích vĩ đại như vậy thì không thể thiếu công lao của ta được. Thanh niên mặc chiến bào màu đen mực còn lại cũng hào hứng ký tên đồng ý. Hai kẻ với khuôn mặt ngạo nghễ, vênh váo như thiên thần trên trời, coi Tiêu Phàm như con sâu cái kiến vậy. Còn có ai muốn ta chết nữa thì có thể bước lên ký tên đồng ý. Thần sắc Tiêu Phàm nhìn đám tu sĩ xung quanh vô cùng bình tĩnh, vô hình trung tản phát ra một luồng khí tức vô cùng cuồng bá. Hiện trường nhất thời tĩnh lặng, Tả Lân tỏ ra khinh thường, một cái mạng của ngươi chẳng có giá trị gì, hai người bọn ta đánh cược với ngươi đã là coi trọng ngươi lắm rồi. Yên tâm, mạng của hai người các ngươi, hôm nay ta thu nạp chắc rồi. Tiêu Phàm gật đầu nghiêm túc, sau đó từ từ đi về phía huyết hồ, trông vô cùng thong dong, bình tĩnh. Nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt như gió thoảng của Tiêu Phàm thì sắc mặt của Tả Lân và Tả Mặc Vân hơi sầm lại, nhìn trông có vẻ nghiêm trọng. Đừng lo lắng, chắc chắn hắn không bay được đâu, đợi lát nữa coi hắn chờ chết ra sao đi. Một nữ tử mặc trang phục màu đen khác đang an ủi hai người Tả Lân và Tả Vân Mặc. Nàng ta cũng là một trong những người kế thừa hơn nữa còn là nữ tử duy nhất trong số 8 người kế thừa nữa. Tả Lân và Tả Vân Mặc gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng ít nhiều, nhỡ đâu tên tiểu tử này có thể bay được thật thì sao? Dù có bay được thì lẽ nào dám giết chúng ta thật sao? Tả Lân đột nhiên nhếch miệng cười, truyền âm cho Tả Vân Mặc. Không sai, nếu hắn không bay được thì chúng ta giết hắn cũng hợp tình hợp lý, còn nếu hắn bay được thì cũng lắm cũng chỉ dọa được hai ta mà thôi. Tả Vân Mặc gật đầu. Huống hồ, mặc dù thực lực của hắn không tệ nhưng dù sao cũng chưa phải là đối thủ của hai ta, nên lần đánh cược này bất luận thế nào chúng ta cũng thắng chắc rồi. Tả Lân khẽ cười nói. Vừa dứt lời, điệu cười của Tả Lân bỗng đơ ra trong nháy mắt, ở đó, toàn bộ đám tu sĩ tại hiện trường cũng vô cùng kinh ngạc, không ít người còn phải dụi lại mắt, sợ mình nhìn nhầm. Xa xa nơi huyết hồ, một đạo thân ảnh đang đạp không bay lên, đột nhiên xuất hiện trong không trung, đứng lơ lửng ở đó, quan sát xuống phía dưới, ngoài Tiêu Phàm ra còn ai có thể làm nổi chứ? Hắn thật sự có thể bay được sao? Sao lại thể được? Đây là sự thật, hắn thật sự có thể ngự không bay lên. Nếu ta có thể ngự không phi hành thì ta cũng không cần phải sợ đám áo nghĩa thần ngư kia nữa, sao tên này lại làm được vậy? Tiếng nói kinh ngạc của mọi người vang lên, nhìn Tiêu Phàm mà không dám tin, không ai ngờ rằng Tiêu Phàm lại có thể làm được việc hoàn toàn không có khả năng hoàn thành kia. Nhiều năm qua, không có ai có thể bay được trên mặt huyết hồ, đây là thiết luật, vậy mà hôm nay, thiết luật đó lại có người phá vỡ. Đám người Chọc Thiên Hồng cũng nhìn Tiêu Phàm đầy kinh ngạc. Trong mắt lộ ra vẻ kích động, Kiếm La càng không kiềm chế được vội nói, quả không hổ danh là công tử, luôn tạo ra được kỳ tích. Lông mày của Thần Vô Tâm nhăn lại, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, hắn thật sự không hiểu làm sao mà Tiêu Phàm lại có thể làm được như thế. Chỉ có duy nhất đôi mắt của Tam trưởng lão là ánh lên, trong lòng mừng rỡ, lão tổ đã từng nói, chỉ có huyết mạch và linh hồn cường đại mới có thể vượt qua được áp chế của huyết hồ, hắn có thể ngự không phi hành như vậy. Chứng tỏ huyết mạch và linh hồn của hắn đã đáp ứng được điều kiện của lão tổ. Nghĩ tới đây, trong mắt Tam trưởng lão bỗng ánh lên sự kiên định, nếu đã như vậy thì nhất định phải để hắn tham gia tranh đoạt truyền thừa, cơ hội chỉ có một lần, nếu Giang Lê còn sống thì cơ hội tranh đoạt của hắn sẽ càng nhiều hơn. Không ai biết được tính toán lớn nhỏ trong lòng Tam trưởng lão, ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía trời cao. Lúc này, Tiêu Phàm dạo bước lơ lửng. Từ từ đi về phía bờ hồ, sắc mặt của Tả Lân và Tả Vân Mặc vô cùng khó coi, như thể vừa ăn phải chuột chết vậy. Sau đó ánh mắt hai người đổ dồn về phía Lãnh Đồng, nhớ lại lúc nãy Lãnh Đồng đã mở lời ngăn họ lại, hai người không biết rằng Lãnh Đồng biết việc Tiêu Phàm có thể bay. Ánh mắt Lãnh Đồng lấp lóe không yên, thần sắc cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, vừa nãy hắn mở lời ngăn cản đã là cố gắng lắm rồi. Hắn không thể nào nói rõ cho Tả Lân và Tả Vân Mặc biết rằng Tiêu Phàm có thể phi hành.
như vậy thì chẳng khác nào chứng minh tất cả mọi thứ có trong quả cầu thủy tinh ký ức lúc nãy là thật. Nên hai người đó mới không dám nói cho Tả Lân và Tả Vân Mặc, một khi tội trạng mưu hại Tả Giang Lê bị chứng thực thì không những bọn họ sẽ đắc tội với Tam trưởng lão mà còn khiến sơn chủ của Tu La Sơn tức giận, cuối cùng rất có khả năng sẽ bị hủy bỏ tư cách người kế thừa. Các ngươi thua rồi, Tiêu Phàm nhìn Tả Lân và Tả Vân Mặc một cách lạnh nhạt. Thua thì đã làm sao? Tả Lan không nghĩ ngợi gì mà nói thẳng một cách khinh thường. Nghe giọng điệu của ngươi thì ngươi định đổi ý à? Thần sắc Tiêu Phàm vẫn như thường, vẻ mặt như không hề bận tâm, dường như có thứ gì đó đang lay động trong hắn vậy. Lẽ nào ngươi định giết ta? Đây là Tu La Sơn chứ không phải chiến hồn đại lục của các ngươi. Tả Vân Mặc cũng nói lại một cách nham hiểm, ngươi nên biết, giết chết người kế thừa. Ồn ào, không đợi Tả Vân Mặc nói hết, Tiêu Phàm đột nhiên khẽ quát lên, thân thể biến mất ngay tại chỗ, đám động chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh lóe qua. Sau một khắc, điều khiến mọi người cảm thấy rùng mình đã xảy ra, đầu của Tả Vân Mặc đột nhiên bị ném bay, hắn trợn tròn hai mắt, nhìn thân thể từ cổ xuống một cách không dám tin. Ta lại bị giết sao? Tả Vân Mặc vô cùng hoảng sợ, linh hồn của hắn nghĩ đến việc chạy trốn trước tiên nhưng lại bị một luồng sức mạnh kỳ lạ trói buộc, không thể động đậy được. Cũng đúng vào thời khắc đó, linh hồn của Tả Vân Mặc bị sinh tử áo nghĩa tiêu diệt. Nhanh, không phải nhanh thông thường nữa. Không ai ngờ Tiêu Phàm lại ra tay chém giết Tả Vân Mặc, Tả Vân Mặc là một người kế thừa của Tu La Sơn cơ mà. Đường đường là người kế thừa mà lại bị người khác giết trước mặt nhiều người như thế này. Phù, đám đông hít một hơi lạnh rùng mình, thay đổi cách nhìn về Tiêu Phàm, giờ bọn họ mới phát hiện ra bản thân mình đã quá coi thường Tiêu Phàm. Từ trước đến nay nhóm Tu La Điện của chiến hồn đại lục không có ai là kẻ yếu, cũng không có ai chịu bị thua hay qua mặt. Trọc Thiên Hồng, Sở Khinh Cuồng và Kiếm La ba người dường như sớm đã đoán ra được mọi việc, trong mắt họ lóe lên một sự bình tĩnh đã được phục hồi sau khi ngạc nhiên. Nhưng Thiếu Thiên Dương, Thanh Phong Lão Tổ và Xích Vân Lão Tổ thì hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ bị sự quả quyết của Tiêu Phàm dọa cho sợ hãi, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Một tiếng bụp vang lên, đầu của Tả Vân Mặc rơi xuống đất, trong giây lát đã đánh thức tất cả sự chú ý của tất cả mọi người. Ngươi giết chết Tả Vân Mặc. Tả Lân lộ rõ vẻ sợ hãi, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã lùi về bên cạnh Thần Vô Tâm, đây chính là một sự phản ứng theo bản năng, trong mắt hắn, chỉ có duy nhất Thần Vô Tâm mới giữ lại được hắn mà thôi. Hắn vốn tưởng thực lực của Tiêu Phàm cũng chỉ đến thế. Dựa vào thực lực hai người là hắn và Tả Vân Mặc là có thể xử đẹp được Tiêu Phàm. Nhưng thật không ngờ Tiêu Phàm lại hung mãnh, giết chết Tả Vân Mặc ngay lập tức như vậy. Trọc Thiên Hồng, mau cất cái đầu này đi, mang về làm bô cho ta dùng. Tiêu Phàm không hề quay đầu lại, coi đó dường như là một chuyện quá nhỏ bé, không đáng để nói. Đám đông thấy vậy, khóe miệng không khỏi co giật. Vừa nãy khi Tiêu Phàm đánh cược với Tả Vân Mặc chẳng phải nói là sẽ đem đầu hắn về làm bô sao. Vâng, công tử, Trọc Thiên Hồng hít một hơi thật sâu bước tới, hắn vung tay lên, ném cái đầu kia ảo bên trong hồn giới, thậm chí hắn không còn thèm nhìn đến thi thể mất đầu kia. Lúc này, Tiêu Phàm lại tiến đến Tả Lân một lần nữa, đám đông không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ, tên này giết Tả Vân Mặc thì không nói đến nữa, lẽ nào còn muốn giết luôn cả Tả Lân. Trong mắt Tả Lân ánh lên sự sợ hãi, hắn không khỏi nhích lại gần sau lưng Thần Vô Tâm, Thần Vô Tâm nhíu mày, sau đó bước lên. Tốt nhất người nên tránh ra, nếu không đến cả người cũng sẽ bị giết. Tiêu Phàm mở miệng lạnh nhạt, không hề có ý định dừng bước, nếu Thần Vô Tâm vẫn một mực muốn ngăn cản thì Tiêu Phàm cũng không có bất cứ lý do gì để do dự. Hỗn xược, đột nhiên, một giọng nói phẫn nộ từ phía xa truyền tới. Một lão giả mặc áo xám đột nhiên xuất hiện trên không trung, nhìn Tiêu Phàm với sát khí đằng đằng. Tứ trưởng lão cứu con, Tả Lân nhìn thấy lão giả mặc áo xám thì lập tức tỏ rõ sự vui mừng, hắn cũng không biết Thần Vô Tâm có muốn ra tay giúp hắn hay không. Nhưng hắn biết rằng, tứ trưởng lão nhất định sẽ không từ bỏ hắn, Tả Vân Mặc chết, trong tay tứ trưởng lão chỉ còn lại một người kế thừa là hắn mà thôi. Tu La Điện Chủ, đây là Tu La Sơn. Không phải nơi để ngươi làm càn. Sắc mặt tứ trưởng lão tối sầm lại, nổi giận nhìn Tiêu Phàm. Làm càn thì đã làm sao? Thần sắc của Tiêu Phàm vẫn vô cùng bình tĩnh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía tứ trưởng lão trên không trung.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 97.